Y đạo quan đồ. chương 221, vừa đấm vừa xoa. Người ở chỗ này đều bị biểu thị oán giận, nhưng trương đại quan nhân nhưng lại không chút nào ngoài ý muốn. Hắn ở Giang Thành bị người tạp xa, không là lần đầu tiên, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Từ hoàng gia ngày nghỉ sự tình phát sinh sau khi, từ hắn bị tập trung vi hoàng cung ngày nghỉ cử nhà báo, lối trả thù này sự kiện thì không có đình chỉ quá. Một khối bản chuyên đem xe jeep tiền đáng thủy tinh cấp tạp đắc trải rộng vết dạn, đêm đó về Vân Sơn Trang khách nhân rất nhiều, không biết là ai làm, loại sự tình này cũng không cách nào truy cứu. Sơn Trang lão bản tự nhận không may, hắn móc 3.000 khối cấp Trương Dương sửa xe. Trương Dương tuy rằng không đương một hồi sự, nhưng Tiếu Minh nhưng lại cảm giác được rất không có mặt mũi, nhân là hắn mời tới, vừa ở khai phá khu trên mặt đất, kết quả đi ra loại sự tình này, hắn tại chỗ để mạnh cương triệt để điều tra chuyện này. Trương Dương cười nói, quên đi, cha cũng cha không được, biệt ảnh hưởng chúng ta an tâm tình trương đại quan nhân biểu hiện bình tĩnh rộng lượng đã đầy đủ biểu hiện ra một cái phó chỗ cấp cán bộ tâm lý tố chất vài người cơm nước xong tiếu minh tự mình đem trương dương đưa đến cỏ sa tiền trương dương làm cho người ta đem toàn bộ tiền đáng thủy tinh đều cấp sách xuống như vậy nhìn nhẹ nhàng khoan khoái tiếu minh luôn mãi nói không có ý tứ trương dương cười nói người cũng đừng khách khí với ta loại sự tình này thường xuyên có thể gặp phải muốn là bởi vì nó phá hủy tâm tình không đáng tiếu minh nói tiểu lão đệ lòng dạ nhượng ta bội phục a à. hắn lúc này mới đem trọng tâm câu chuyện chuyển hướng chính sử trương chủ nhiệm ta ở khai phá khu thành lập xí sửa bạn không phải tưởng với các ngươi chống đối ta muốn thiết lập như thế một cái bộ môn nhượng tiếu lâm phụ trách tiếu lâm là hắn cháu ruột tiếu minh làm như vậy hiển nhiên là cử hiền không tránh thân trương dương nở nụ cười tiếu minh nếu như thế thẳng thắn thành khẩn hắn cũng sẽ không quấy dày nhân ra tính toán, bất quá có một chút là phải thanh minh, hắn thấp giọng nói, cứ như vậy ba, do ta hướng dặm đưa ra xin, khai phá khu xí sửa bạn chủ nhiệm do ta đứng ra đề cử, như vậy canh đương nhiên, miễn cho nhân ra nói xấu, cũng phương tiện ta sau đó thống nhất quản lý. Tiếu Minh không có dị nghĩa, liên tục gật đầu. Audio điện tử võ tấn bền Hắn thấp giọng nói, khai phá khu đông nam nam hồ nước kho người đi qua sao? Trương Dương lắc đầu, chỗ kia ở trong ấn tượng của hắn có chút xa xôi, cự ly khu vực thành thị có chừng 15 cây em, quá khứ đường cũng không có phương tiện. Tiếu Minh nói, lộ đã thân thiện hiếu hảo, là khai phá khu năm nay trọng điểm công trình một trong, khai phá khu đại hạ cũng nhanh ngừng phát triển, chỗ kia thế nhưng chúng ta giang thành phong thủy bảo địa, có cơ hội khứ chuyển chuyển, nếu như nhìn chúng. Ta giúp người nhóm khối địa, đắp đống biệt thự. Trương đại quan nhân nội tâm khẽ động, ta ích, nhân tình này tống đắc, Tiếu Minh quả nhiên là đại thủ bút A. Trương Dương phản hồi ở vào nhã vân ven hồ biệt thự, hồ nhân như biết hắn ngày hôm nay trở về đã sớm ở nhà đợi, Trương Dương sau khi tắm xong, đi tới phòng khách, hồ nhân như cũng nhìn thấy hắn bị tạp xe díp, không khỏi cười nói, làm cho người ta nhớ thương thượng, xa lại cấp đập phá. Trương Dương gật đầu, hoàng cung ngày nghỉ sự tình một ngày không giải quyết, thì có tiểu nhân nhìn chằm chằm ta, tùy thời tưởng tạp xe của ta. Hồ nhân như nói, người khai ta na lượng máu vua ba, chúng ta đổi lại khai. Trương Dương lắc đầu nói, coi như hết, ta từ khương lượng na mượn lượng xe cảnh sát, tiên khai một chút, ta hắn không tin, nhìn ai dám tạp xe cảnh sát. Hồ nhân như khanh khách nở nụ cười, ôm hai đầu gối nói, Lam Sơn hành trình thế nào. Trương Dương nhớ tới Hà Hâm Nhan sự tình, đem mình muốn lái công ty quảng cáo ý niệm trong đầu cùng Hồ Nhân Như nói. Hồ Nhân Như nói, chủ ý không sai, nhưng là bây giờ ta sở hữu tinh lực đều đặt ở chế thuốc hán sự tình thược giai đồng đem hợp đồng sau khi ký xong thì buông tay bất kể ta cùng nàng liên lạc vài lần đều là ở bắc kinh trương dương gật đầu hắn hôm qua mới và cố giai đồng đi qua điện thoại biết cố giai đồng còn muốn ở bắc kinh ngây ngô một đoạn thời gian chủ yếu là để cố minh kiện giới độc sự tình nàng cái này đệ đệ thật là không cho nhân bớt lo hồ nhân như nói coi như là làm công ty quảng cáo cũng phải chờ thuốc hán sự tình vào quỹ đạo rồi hãy nói. Trương Dương cười nói, chuyện ta âm thanh báo trước Minh A, à, thuốc hán người phát ngôn chỉ có thể tìm hà hâm nhan. Hồ nhân như bạch liễu tha nhất nhãn nói, lấy việc công làm việc tư. Trương Dương vui tươi hớn hở nói, người vừa nói lấy việc công làm việc tư, ta đảo nghĩ tới, nam hồ nước kho người đi qua không có. Đi qua, chỗ phong cảnh rất đẹp, khai phá khu thời gian tới khu chính phủ chỗ địa, ta xem so với nhã vân hồ xinh đẹp hơn. Trương Dương nói, nhân gia đồng ý giúp ta nhóm khối địa, nhượng ta ở nơi nào đắp biệt thự. Hồ nhân như nói, đút lót a. À. Trương Dương cười cười nói, không nghiêm trọng như vậy, nếu như chỗ kia thật là khá, chúng ta lấy xuống cũng không có gì, tất cả đi bình thường thủ tục, cái kia nhóm văn ta không nã người khác cũng muốn nã. Hồ nhân như nói, đi, ta bớt thời giờ tái đi xem, nếu như vị trí thực sự rất tốt, ta đứng ra đem địa lấy xuống, đỡ phải ngươi sau đó phiền phức. Thứ hai thường ủy hội thượng, tả viên Triều đại biểu xem lễ đoàn hướng sở hữu thường ủy thông báo một chút Lam quốc gia gia kinh tế khai phá khu treo biển hành nghề tình huống, tự nhiên không khỏi đối Lam Sơn biến chuyển từng ngày phát triển lại cảm khái vừa thông suốt. Thị ủy bí thư Hồng Vĩ cơ dung quang tỏa sáng, tả viên Triều khoa Lam Sơn bằng khoa hắn, hắn ở Lam Sơn làm nhiều năm như vậy, Lam Sơn kinh tế phát triển không ly khai công lao của hắn. Ở tả viên triều lên tiếng sau khi, Hồng Vĩ Cơ lớn tiếng nói, ta thường xuyên đang suy nghĩ, vì sao ở Lam Sơn có thể thực hành chính sách, đi tới Giang Thành thì không thể thực hiện được. Vì sao ở Lam Sơn cải cách mở ra có thể phổ biến như vậy thuận lợi, ở Giang Thành thì sẽ phải chịu trở ngại chung trùng Đây là bởi vì Giang Thành nước xí nhiều lắm, cơm tập thể bát sát quan niệm thâm nhập nhân tâm, sở dĩ chúng ta muốn cải cách thành công, nhất định phải cải biến dân chúng cố hữu quan niệm, phải để cho bọn họ không chịu nhận cải cách cũng chỉ có lạc hậu hiện thực. Nhân đại chủ mặc cho Triệu Dương Lâm nói, phía Nam và phương Bắc tình huống bất đồng, mọi người quan niệm cũng bất đồng, tiếp thu hiện thực, cùng cụ thể thực thi còn có một đoạn cự ly. Nói thí dụ như Giang Thành Dệt Hán, từ Nam Lâm tự công trình bắt đầu, Dệt Hán công nhân sẽ không có yên tĩnh quá, hiện tại Tân Hán khu đã kiến thành, lập tức đối mặt chứ trên diện rộng độ giảm biên chế, công nhân lại không vui, nhiều người như vậy, người đem bọn họ một chút đổ lên xã hội thượng, xã hội cần phải lộn xộn không thể. Tả viên chiều nói, ta đã sớm nói, Giang Thành căn bản ở chỗ xí nghiệp cải cách, chỉ có làm tốt đại cỡ trung nước xí cải cách công tác, tài năng ổn định dân tâm. Đây cũng không phải là tài tài thụ, các loại hoa, hô lớn vài câu khẩu hiệu có thể giải quyết vấn đề, hắn đầu mâu lại chỉ hướng về phía thường vụ phó thị trưởng Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ đề xướng phát triển lục sắc kinh tế, lực mạnh đẩy mạnh Giang Thành du lịch phát triển, tuy rằng đích xác làm ra một ít thành tích, nhưng hiện nay cũng không thể nhìn ra du ngoạn có thể trở thành giang thành kinh tế phát triển trung kiên lực lượng. Lý Trường Vũ gần nhất sự tình không ngừng, nhân rõ ràng gầy đi một ít, hắn hút một hơi thuốc, thấp giọng nói cải cách là toàn phương vị, chúng ta mỗi người cũng không dám nói mình là trời sinh sự thành công ấy, cũng không dám nói mình có bao nhiêu kinh nghiệm, cải cách quá trình, đối với chúng ta mà nói cũng là một cái lục lọi quá trình, đề cao quá trình. Xí nghiệp cải cách tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhưng cái khác các ngành các nghề cải cách thì không trọng yếu. Giáo dục, chữa bệnh, dưỡng lão người đốt xảy ra vấn đề Giang Thành đô hội lộn xộn. Hiện tại Giang Thành cải cách trọng điểm ngay xí nghiệp, chúng ta thì tài chính đầu nhập trọng điểm chính là khai phá khu, bất cứ chuyện gì đều cần một cái quá trình. Ta tin tưởng khai phá khu hội cảo đứng lên, nhưng ta tỉnh không tin, khai phá khu có thể tái trong vòng 1-2 năm đạt được hiệu quả, chúng ta làm lãnh đạo không thể nặng bên này nhẹ bên kia, hẳn là cân đối lo lắng vấn đề. Lý Trường Vũ lên tiếng rất đúng trọng tâm, cũng đạt được bộ phận thường ủy chi trì. Triệu Dương Lâm nói, Giang Thành cần cải cách địa phương thực sự nhiều lắm, làm một cái lão công nghiệp căn cứ, chúng ta cải cách chung sở đối mặt chắc trở cũng muốn so với những thứ khác thành thị lớn hơn nữa. Vạn sự khởi đầu nan, nếu chúng ta đã bước ra bước đầu tiên, sau đó hẳn là hội càng ngày càng thuận lợi. Thị ủy bí thư Hồng Vĩ cơ cười nói, đoạn thời gian gần nhất, Giang Thành Trị An cũng cải thiện rất nhiều, cái đó và quảng đại công an cảnh sát nỗ lực là phân không ra, bằng phi đồng chí cũng chứng minh rồi năng lực của hắn. Hồng Vĩ cơ nhìn phía vừa được tuyển vi Giang Thành thị thường ủy trưởng cục công an Vinh bằng phi, bằng phi đồng chí, đến Giang Thành có một đoạn thời gian, có ý kiến gì không, nói cho mọi người nghe một chút. Vinh bằng phi hoàn là lần đầu tiên tham gia Giang Thành thị thường ủy hội nghị, hắn mỉm cười nói ta mới tới Giang Thành, đối Giang Thành tình huống chỉ là biết một thứ đại khái, hiện tại không có gì hay nói, gần nhất chị An rất tốt, theo ta cũng không nhiều ít quan hệ, ta mới đến vài ngày a, à, đây đều là quá khứ điền cục trưởng công lao, chế độ vẫn còn cái kia chế độ, quy tắc vẫn còn quy tắc kia, ta cũng không dám kể công. sở hữu thường ủy đều nở nụ cười, bọn họ cảm thấy Vinh bằng phi người này rất hiền hòa, nói cũng rất có chừng mực, kỳ thực mọi người trong lòng cũng là muốn như vậy, người Vinh bằng phi mới đến vài ngày a, à. Giang Thành chị An nguyên vốn cũng không toán quá kém chỉ bất quá đúng dịp vài món án tử phát sinh ở cùng nhau, Điền Khánh Long gặp gỡ chuyện, toán hắn không may, bất quá hắn lần này coi như là nhân họa đắc phúc, thượng điều tỉnh công an thính đảm nhiệm phó thính trường. Đây cũng là chuyện tốt, đây lớn tuổi như vậy, không cần thiết ở một đường hợp lại, đi tỉnh thính bằng tìm được rồi hợp dưỡng chỗ cũ. Đại thị trường tả viên Triều nói, Hoàng Cung ngày nghỉ sự tình ở trong xã hội ảnh hưởng rất xấu, chuyện này đến bây giờ hoàn không có một xử lý kết quả. Hắn nhắc tới chuyện này, hội nghị hiệp thương chính trị chủ tịch mã ích dân thường vụ phó thị trưởng lý trường vũ phó thị trưởng viên thành tích trên mặt rất khó coi ba người bọn họ đã lệnh cưỡng chế thân thuộc rời khỏi hoàng cung ngày nghỉ bất quá hiện nay hoàng cung ngày nghỉ vẫn còn ngừng kinh doanh chỉnh đốn giai đoạn đến bây giờ còn không có định luận hồng vĩ cơ đối tả viên triều loại này thống đả lạc thủy cầu tinh thần cũng có chút bất đắc dĩ dù sao chuyện này liên quan đến đến ba vị thường ủy hồng vĩ cơ vốn tưởng rằng chuyện này theo thời gian trôi qua hội dần dần quên lãng nhưng không nghĩ đến Tả viên triều vẫn đang không muốn buông tha. Hội nghị hiệp thương chính trị chủ tịch Mã Ích dân nói, hoàng cung ngày nghỉ sự tình, chúng ta đã nhượng liên lụy trong đó ra thuộc gánh chịu trách nhiệm tương ứng. Lý Trường Vũ và Viên Thành Tích đều không nói gì, Hồng Vĩ cơ nói ta xem chuyện này vẫn còn tận lực điệu thấp xử lý, nên gánh chịu trách nhiệm nhất định phải gánh chịu, nhưng là đại gia cũng muốn lo lắng đến chuyện này vô cùng mẫn cảm, nếu như truyền bá đến xã hội đi tới Đối với chúng ta thì lãnh đạo thành tín độ vừa một cái khảo nghiệm nghiêm trọng. Hồng Vĩ Cơ dừng lại một chút nói, kỳ thực cá nhân ta là không tán thành lãnh đạo cán bộ con cái kinh thương, biểu hiện ra thoạt nhìn hay là không tồn tại vấn đề, nhưng trên thực tế, cán bộ con cái kinh thương bằng vào chính là phụ mẫu quang hoàn, bọn họ sở lấy được tầng tầng mặt mặt chiếu cố nhất định sẽ rất nhiều. Nhân đại chủ mặc cho Triệu Dương Lâm nở nụ cười một tiếng, loại sự tình này sợ rằng không cách nào tránh khỏi ba. Theo ta nói biết, chúng ta Giang Thành thì có như thế mấy. Sở hữu thường ủy cũng không có nói tiếp, kỳ thực tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, hứa gia Dũng là tiền tỉnh trưởng hứa thường Đức nhi tử, Cố Gia Đồng là tỉnh ủy Cố bí thư nữ nhi, còn có một vị kiều mộng viện càng là khó lường, nàng là Kiều lão tôn nữ. Nói bọn họ đều là tuân theo pháp luật thương nhân, không ai sẽ có dị nghị, có thể nói bọn họ ở kinh doanh chung không có đã bị bất luận cái gì chiếu cố, sợ rằng đều sẽ không tin tưởng nhìn người khác ngẫm lại chính mình, đầy bang thường ủy đều hiểu, chân chính làm được đại công vô tư là cỡ nào không dễ dàng, tưởng đại công vô tư phải lục thân không nhận, một người thật muốn là làm đến lục thân không nhận, vậy còn toán người sao? Hồng Vĩ cơ thở dài nói, ta biết ước thúc người nhà của mình nếu so với quản tựa hình dường như mình càng khó, nhưng là chúng ta bất kỳ lúc nào đều không nên quên thân phận của mình, chúng ta là viên, chúng ta là nhân dân công bộc, chúng ta đầu tiên lo lắng đến chính là muốn làm gương tốt, nếu như ngay cả người nhà đều quản bất hảo, chúng ta lại có cái gì công tín lực ni? Khương Lượng đem một chiếc 8 phần 10 tân Santana xe cảnh sát chạy đến Trương Dương trước mặt, nhắc nhở hắn nói, mượn dùng A, người đừng mở ra đi ra ngoài giả danh lừa bịp. Trương Dương cười nói, ta còn dùng giả danh lừa bịp. Chính là muốn thử xem, xem ai có lá gan tạp xe cảnh sát. Khương Lượng đem chìa khóa xe ném cho hắn. Trương Dương hỉ cần cù ở cảnh đèn thượng sờ sờ. Khương Lượng Tổng cảm thấy trong lòng không nỡ, có dặn dò, người đừng mở ra xe cảnh sát làm chuyện xấu a. À. Ta nói người thế nào cùng cá đàn bà dường như, ta hại ai cũng sẽ không hại nhà mình huynh đệ. Khương Lượng ở trên bả vai hắn đập một quyền, tống ta đi cục công an. Trương Dương gật đầu, lái xe đưa Khương Lượng khứ giang thành cục công an. Hắn vô tình hay cố ý nói, điền cục món đó án tử thế nào? Có hay không tiến triển a? À? Khương Lượng lắc đầu nói, không nhiều ít tiến triển, bất quá cử báo điện thoại nhưng thật ra thường xuyên đánh tới. Một hồi cử báo là Phương Hải Đào làm được, một hồi nói là bị Hoàng Cung ngày nghỉ mấy người thái tử ra sai xử. Ta xem nói không chừng chính là bày ra ám sát điền cục phía sau màn sai xử nhân làm được, cố ý lẫn lộn tầm mắt của chúng ta, ảnh hưởng điều tra của chúng ta. Có thể tra số điện thoại A. Khương Lượng cười nói, phương diện này chúng ta là chuyên nghiệp, người có thể nghĩ đến chúng ta đều đã nghĩ đến, cử nhà báo rất giảo hoạt, đều là dùng công cộng điện thoại đánh cho, thường thường 30 giây sẽ cắt đứt, chúng ta không thể nào tra khởi, điện thoại chỗ địa đa số đều là giang thành, cũng có mấy người là phần đất bên ngoài, không bài trừ có người ác ý quấy rối khả năng. Trương Dương nói, Hoàng Cung ngày nghỉ án tử nói như thế nào? Lệnh cưỡng chế chỉnh đốn, đối tương quan trách nhiệm nhân tiến hành câu lưu phạt tiền. Trương Dương đã sớm tái đoán rằng đến là cái này không giải quyết được gì kết quả, hắn có chút buồn bực nói, bất cứ chuyện gì đều phải khấu thượng chú ý quần chúng ảnh hưởng mũ, hoàng cung ngày nghỉ chính là cái in hoa, đây bang tôn tử đều nên tiến mục giam. Khương lượng ha hà cười nói, lần này bọn họ cũng là tổn thất thảm trọng, mà ích lượng còn bị lộng đi vào đóng 10 ngày, dù sao có 3 vị thường ủy đệ tử là cổ đông, giảm nhất định phải bận tâm ảnh hưởng, nghe nói lần này hoàng cung ngày nghỉ muốn chuyển nhượng đi ra ngoài. Trương Dương nheo lại hai mắt nói, xe của ta cũng không thể bị bọn họ bạch đập phá, Khương Lượng đối Trương Dương tính tình vẫn còn thập phần lý giải, biết thằng nhãi này không phải là cái gì hảo tính tình, biểu hiện ra hắn hình như là trình tự đề cao, không đi tính toán tạp xa sự tình, nhưng hắn nhất định phải cấp vì mình đòi lại công đạo. Đem Khương Lượng đưa đến cục công an, Trương Dương đi ô tô phản hồi thị ủy thị chính phủ làm công đại lâu, ở cửa thang máy gặp chiêu thương bạn chủ nhiệm Đồng Hồng Ngọc, Trương Dương hướng nàng gật đầu cười, lần trước Trương Dương hiểu lầm nàng nhi tử lương vượt qua tạp xe của mình sở dĩ ra sức đánh lương vượt qua dừng lại sự kiện kia xét đến cùng vẫn còn trương dương lỗi ở phát sinh sự kiện kia trước đồng hồng ngọc vẫn đối với trương dương đều rất khách khí sự tình quá khứ trương dương cũng không ghi ở trong lòng hắn hướng đồng hồng ngọc chủ động đánh cá bắt chuyện đồng hồng ngọc nhưng không có phản ứng hắn lòng của phụ nữ ngược dù sao cũng là chật hẹp thấy nhân ra không phản ứng chính mình trương dương cũng không có tiếp tục tự đòi mất mặt giả ra dường như không có việc ấy hình dạng nhìn chằm chằm thang máy không ngừng biến ảo chữ số, đi tới xí sửa bạn phát hiện Tô Tiểu Hồng ở phòng làm việc chờ. Chu Hiểu Vân ở một bên bồi nàng nói chuyện phiếm đi, Chu Hiểu Vân và Tô Tiểu Hồng đệ đệ Tô Cường đang ở tình yêu cuồng nhiệt, đã đến đàm hôn luận giá trình độ, cho nên đối với vị này thời gian tới đại cô tỷ cũng là ân cần rất. Trương Dương cười nói, Hồng tỷ, ngày hôm nay thế nào lúc rảnh rỗi? Tô Tiểu Hồng cười nói, ta là vô sự không lên điện tam bảo, ngày hôm nay tưởng phiền phức ngươi đã đến rồi. Không thành vấn đề, ngươi nói, bỏ tiền vẫn còn gia nhân, ta tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Trương Dương thằng nhãi này không đổi được tùy tính chiêu chọc tính tình. Nếu ở bình thường, Tô Tiểu Hồng không thiếu được muốn liên lụy hai câu, nhưng hôm nay khi chữ nàng thời gian tới em dâu mặt, nàng cũng không thể nói bậy, khanh khách nở nụ cười một tiếng, nâng chung trà lên nhấp một miếng. Chu Hiểu Vân cũng khán minh bạch rồi, nhân ra là ngại mình ở người này nói không có phương tiện ni, nàng mượn cớ khứ đánh văn kiện, ly khai chủ nhiệm phòng làm việc. Tô Tiểu Hồng từ trong bao xuất ra nhất hộp yên, đốt một chi. Trương Dương đưa cho nàng một cái gạt tàn thuốc, làm sao vậy Hồng Tỷ? Tâm tình không tốt a à? có đúng hay không Phương Tổng khi dễ ngươi? Tô Tiểu Hồng nhíu mày nói, người đừng theo ta nói hắn, thấy hắn ta thì ác tâm. Trương Dương nở nụ cười, xem ra giữa hai người thật có náo loạn không được tự nhiên. Tô Tiểu Hồng nói, Hoàng Cung ngày nghỉ muốn chuyển nhượng sự tình người thính có nói hay chưa? Trương Dương gật đầu, vừa thính Khương Lượng nói qua, đây Tô Tiểu Hồng tin tức nhưng không phải bình thường linh thông. Trương Dương nhớ tới trước đó vài ngày có người cử báo nàng và thị ủy bí thư Hồng Vĩ cơ quan hệ tối sự tình, không có lửa thì sao có khói vị tất vô nhân, xem ra Tô Tiểu Hồng tin tức thập có đắc tự Hồng Vĩ cơ, bất quá Hồng Vĩ cơ đem sự quan hệ giữa hai người giấu rất sâu, chỉ ít ở ngoài mặt không có lợi dụng chức quyền cấp Tô Tiểu Hồng kiếm chắc bất luận cái gì lợi ích. Trương Dương nghĩ đến Giang Thành Tam đường vòng bao quanh vòng thành phố công trình, nếu như không phải Hồng Vĩ Cơ phía sau chi trì, Phương Văn Nam thì không cách nào thuận lợi trúng thầu. Nhân hòa nhân thực sự rất không cùng, Trương Dương là tuyệt đối vô pháp nhận đồng đem nữ nhân của mình chắp tay cống cho người khác cách làm. Đây Phương Văn Nam phong cách hành sự thật đúng là ngoài dự đoán mọi người, một người có thể nhịn thụ đội nón xanh, đây cũng không phải là giống nhau nhẫn nại lực. Tô Tiểu Hồng ở Trương Dương trước mặt cũng không che giấu, Trương Dương, ta muốn bắt hoàng cung ngày nghỉ. Trương Dương ý nghĩ đầu tiên chính là Phương Văn Nam quyết định, hắn mỉm cười nói. Phương Tổng thế nào không trực tiếp tìm ta? Tô Tiểu Hồng nói, người nghe không hiểu, là ta muốn đem hoàng cung ngày nghỉ lấy xuống, và hắn không quan hệ, và bất luận kẻ nào đều không quan hệ. Trương Dương nhấp một ngụm trà nói, Hồng Tỷ, đây hoàng cung ngày nghỉ không về ta quản, người nghĩ bắt, kỳ thực có thể đi cách khác. Hắn ở huyền chuyển vạch, người Tô Tiểu Hồng cùng Hồng Vĩ cơ quan hệ tốt như vậy, nhượng hắn lời nói nói không được sao, hà tất nhượng ta suốt đầu. Tô Tiểu Hồng thở dài nói, Trương Dương, ta vẫn đem người đương thân đệ đệ khán, có mấy lời ta ta cũng không gạt chứ ngươi. Một câu nói đem Trương Dương nói xong trong lòng có chút áy náy, lúc trước hắn đuổi bắt Dương Dìn giữ cái đã có thời điểm, cần 50 vạn, Tô Tiểu Hồng hỏi cũng không hỏi liền đem số tiền kia đem ra, vô luận Tô Tiểu Hồng sinh hoạt tác phong thế nào, nàng đối với mình không thể nghi ngờ là trượng nghĩa, chính mình vừa câu nói kia có chút không đủ phúc hậu. Tô Tiểu Hồng nói, rất nhiều người căn bản không đáng tin cậy, bọn họ chỉ muốn từ trên người của ta vớt chỗ tốt, cũng không dám cho ta xuất đầu, không muốn gánh chịu bất luận cái gì trách nhiệm. Nhớ tới Hồng Vĩ Cơ và Phương Văn Nam, Tô Tiểu Hồng hận đắc sang nghiến ken két, nàng tịnh không phải là không có cùng Hồng Vĩ Cơ nhắc tới Hoàng Cung ngày nghỉ sự tình, nhưng Hồng Vĩ Cơ dùng một câu chính mình không có phương tiện đứng ra thì cho nàng có lệ quá khứ. Phương Văn Nam hiện tại trái tim tất cả đều nhào vào hắn chuyện của con thượng, canh lười hỏi đến Tô Tiểu Hồng, điều này làm cho Tô Tiểu Hồng càng ngày càng cảm giác được bất cứ chuyện gì chỉ có thể dựa vào chính mình, nàng phải nhanh một chút độc đứng lên. Nàng chỉ muốn thoát khỏi hai người này vì tư lợi nam nhân. Trương Dương thấp giọng nói, Hồng Tỷ, kỳ thực ta cũng muốn tìm phiền phức của bọn hắn, hoàng cung ngày nghỉ mấy người tiểu đồ chó hoang tạp ta xa vô số lần tô tiểu hồng nhịn không được bật cười lên trương dương nói cứ như vậy ba ta vận dụng điểm năng lượng để cho bọn họ in kỳ chỉnh đốn xuống phía dưới ở tư cấp trên gây điểm áp lực để cho bọn họ cắt thịt đại bán phá giá tô tiểu hồng nói cái kia đài loan nhân khiếu chu thủy sinh nghe nói ở đài loan phương diện có chút căn cơ là lẫn vào hắc trương dương chợt nhớ tới một người đài loan tín nghĩa xã an đức uyên mình và An gia quan hệ thập phần mật thiết, hoàn đã cứu An Đức Huyên tính mệnh, hay là chuyện này có thể đi qua An Đức Huyên phương diện gây một ít áp lực. Về phần Mã ích lợi, Lý Tường Quân, Viên lập Ba Na mấy người quần áo lụa là tử, chính mình thu thập bọn họ cũng đã đủ rồi. Tô Tiểu Hồng thấy Trương Dương trầm mặc không nói, cho rằng chuyện này nhượng hắn làm khó, nhẹ giọng nói, nếu như chuyện này thật khó khăn, người theo ta nói rõ. Trương Dương cười nói, như vậy đi, người đi theo chân bọn họ đàm điều kiện đã nói, Chu Thủy sinh muốn 2.000 vạn, ta làm cho người ta tính ra quá, hắn hoàng cung ngày nghỉ cũng là giá trị 1.000 vạn, hiện tại danh dự bị hao tổn, còn muốn đánh chiết khấu. Trương Dương suy nghĩ một chút nói, ta tranh thủ 500 vạn trong vòng giúp ngươi lấy xuống. Tô Tiểu Hồng mắt phượng trợn tròn, nếu như không phải nàng giải Trương Dương năng lực nhất định cho rằng Trương Dương là ở ăn nói bậy bạ, bất quá Trương Dương tính tình tuy rằng sấp láo, thế nhưng hắn nói qua sự tình không có không đổi tiền mặt, nàng vui vẻ nói, người nếu có thể ở 500 vạn trong vòng giúp ta bắt, ta cho người 50 vạn trích phần trăm. Trương Dương cười nói, đút lót là có tội, ta nói hồng tỷ, cảo này thì không có sức nữa. Tô Tiểu Hồng nũng nịu nói, người không cần tiền, ta chỉ có thể lấy thân báo đáp. Trương Đại Quan Nhân cười ha ha. Tô Tiểu Hồng chừng hắn liếc mắt, cầm lấy găng tay, mắng một câu nói, đã thương người tự tôn có đúng hay không? Ta đây sao không nhận tội người đãi thấy a? À? Trương Dương cười nói, Hồng Tỷ, ngài tha cho ta đi, ngài là đỏ lên nhan kẻ gây tai họa, hay là đi tai họa người khác ba. Tô Tiểu Hồng cầm lấy thủ túi sách khi hắn đầu vai đập phá một cái, nàng cũng là rộng rãi người, vừa câu nói kia cũng là và Trương Dương khai hay nói giỡn, Trương Dương bên người nữ hài tử, nàng cũng đã gặp không ít, cùng các nàng so sánh với, Tô Tiểu Hồng ở sâu trong đáy lòng là tự ti mặc cảm, nàng nhẹ giọng nói, ta đi rồi a. À. Chuyện này ngươi nắm chắc cho ta bạn, Trương Dương vẫn còn rất nghiêm túc, hắn một chiếc điện thoại đánh cho An Ngữ Thần, khả xảo An Ngữ Thần cũng đang muốn tìm hắn nghi, Nam Lâm tự làm xong sắp tới, nàng và An Đạt Phan muốn đến đây vi ra ra cầu phúc, An Lão thân thể một ngày không bằng một ngày, căn cứ hắn hiện tại trạng huống phỏng trừng xanh không tới cuối năm. Trương Dương lần trước rời đi hương cảng trước chuyên môn vi An Lão đã kiểm tra, hắn biết An Lão đại hạn đã gần đến, và tô đại nương tình huống tương đồng, nhân giải yếu tử vong thì không cách nào vãn hồi ngay cả Trương Dương diệu thủ vô song, hắn cũng không có khởi tử hồi sinh bản lĩnh. Trương Dương ở trong điện thoại cùng An Ngữ thần nhắc tới Chu Thủy sinh sự tình, An Ngữ. Thần nói, chuyện này ta theo ta tứ thúc nói, hẳn là vấn đề không lớn. Nàng lại nhắc tới Giang. Thành dệt hán sự tình, hiện tại An ra căn cứ và Giang thành bàn bạc kết quả, cấp dệt hán bồi thường kim đã toàn bộ đến nơi, nhưng dệt hán phương diện gần nhất lại xuất hiện ở hưu nhàn Mỹ thực sân rộng công trường nháo sự sự tình mong muốn Trương Dương có thể đứng ra giải quyết. Trương Dương đáp ứng. Phân công quản lý Giang Thành du lịch là thường vụ phó thị trường Lý Trường Vũ, chuyện này Trương Dương phải muốn xin chỉ thị hắn. Lý Trường Vũ đối dệt hán sự tình cũng có chút đau đầu, hiện tại dệt hán công nhân lại bắt đầu khiếu oan, công nhân đại biểu bẩm báo tỉnh Lý, còn có công nhân ở Văn Uyên khu ủy khu chính phủ cửa đại môn tĩnh tọa, tuy rằng xí nghiệp miệng sự tình không về hắn quản, nhưng chuyện này xét đến cùng từ Nam Lâm tự cảo khai phá bắt đầu, lý trường vũ nói trương dương dệt hán vấn đề kéo lâu như vậy chính phủ phương diện lần lượt nhượng bộ nhưng yêu cầu của bọn họ càng ngày càng quá phận trương dương nói về dệt hán vấn đề giảm khu lý đều theo chân bọn họ tỏa đàm thật nhiều lần nhưng vấn đề thủy chung không chiếm được căn bản tính giải quyết hiện tại cảng phương đáp ứng tài chính đã toàn bộ đến nơi nhân ra muốn khai phá nam lâm tự quanh thân thương nghiệp dùng địa đây là giảm trước đáp ứng rồi trên hợp đồng viết đắc thanh thanh sở sở Dệt hán bồi thường kim cũng cầm lấy, tân nhà xưởng cũng xây được rồi, bọn họ nhắc lại điều kiện cũng có chút quá phận, cải cách khai thả cùng không xong nhất chuyện cá nhân tình. Bọn họ cũng không thể đem tất cả phiêu lưu và gánh vác đều đổ lên chính phủ trên thân. Lý Trường Vũ thở dài nói, Trương Dương, người cái này xí sửa bạn trọng trách không nhẹ a. À. Lời này nhượng Trương Dương nghe có chút khó chịu, không ngờ như thế tất cả đều thành trách nhiệm của ta, dệt hán xảy ra vấn đề thời điểm, ta xí sửa bạn còn không có thành lập ni, Ta hôm nay tới tìm ngươi không phải là muốn cho ngươi hỗ trợ giải quyết vấn đề sao? Ngươi bây giờ nói như vậy rõ ràng là thôi ủy trách nhiệm a. À. Lý Trường Vũ nhìn thấu Trương Dương khó chịu, hắn thấp giọng nói: Trương Dương, ta gần nhất cần quản sự tình thực sự nhiều lắm, việc này ngươi phải giúp ta phân yêu a. À. Trương Dương gọn gàng dứt khoát nói: Vạn nhất xảy ra sự ni, có đúng hay không cũng muốn ta chỉa vào a. À. Lý Trường Vũ mỉm cười nói: chú ý công tác phương pháp ma mâu thuẫn nội bộ nhân dân, tận lực không nên trở nên gay gắt. Trương Dương thoại phong nhất chuyển, Lý Thị Trường, có chuyện ta muốn cho ngươi hỗ trợ. Lý Trường Vũ gật đầu nói, nói. Trương Dương nói, Lý Tường Quân ở Hoàng Cung ngày nghỉ công ty cổ phần có hay không rút khỏi đến. Lý Trường Vũ nao nao, hắn kiêng kỵ nhất thì là người khác nhắc tới Hoàng Cung ngày nghỉ sự tình, bất quá Trương Dương nếu nhắc tới chuyện này, hắn cũng không hảo né tránh, thấp giọng nói, ta để hắn đi thối cổ vào hoàng cung ngày nghỉ phiết thanh quan hệ, hắn chỉ là một tiểu cổ đông, chiếm đoạt công ty cổ phần bất quá 2%. Trương Dương gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Lý Trường Vũ nhạy cảm cảm thấy được Trương Dương muốn nhúng tay hoàng gia ngày nghỉ sự tình, hắn nhắc nhở Trương Dương nói, Trương Dương, có một số việc, chém không nứt để ý hoàn loạn, vẫn còn không cần lo cho hắn hảo. Hắn là thật không muốn Trương Dương ở hoàng cung ngày nghỉ sự tình thượng chế tạo sự cố, Tuy rằng hắn biết Trương Dương lần trước cũng không phải châm đối với mình, nhưng Hoàng Cung ngày nghỉ sự kiện vẫn bị đại thị trường tả viên chiều lợi dụng để đối phó hắn, khiến cho hắn thập phần nan kham. Trương Dương mỉm cười nói, để ý không rõ sự tình thì thẳng thắn áp đặt xuống phía dưới, thiết đắc sạch sẽ. Lý Trường Vũ nhíu mày, có ý tứ. Trương Dương nói, ta dự định đem cái kia đài loan nhân cấp thanh lý đi ra ngoài. Lý Trường Vũ vốn định hỏi lại, nhưng lại nghĩ tới chính mình vừa nói qua nhi tử đã cùng hoàng cung ngày nghỉ phiết thanh quan hệ, sở dĩ cũng kềm chế hỏi tới tìm cách. Lúc này thư ký của hắn đủ cảnh phong tiến đến đưa văn kiện, Trương Dương đứng dậy cáo từ. Đủ cảnh phong nhìn Trương Dương bóng lưng cười cười, đem văn kiện đặt ở Lý Trường Vũ trên bàn làm việc, Lý Thị Trường, đây là giáo dục cục đưa ra cải cách phương án, người xem khán. Lý Trường Vũ hiển nhiên không tâm tình gì, thấp giọng nói, gần nhất Hoàng Cung ngày nghỉ phương diện có động tĩnh gì. Đủ cảnh phong nói, nghe nói cái kia Đài Loan lão bản chu thủy sinh muốn chuyển nhược, hình như là hơn 2.000 vạn ba, Giang Thành có thực lực kế tiếp nhân không nhiều lắm. Lý Trường Vũ gật đầu, thảo nào Trương Dương sẽ nói ra muốn đem chu thủy sinh đuổi ra Giang Thành nói. Đủ cảnh phong lại nói, Lý Thị Trường, người thính có nói hay chưa, Trương Dương xa lại để cho nhân cấp đập phá, hiện tại đều hoán xe cảnh sát mở. Lý Trường Vũ nhịn không được bật cười lên, thằng nhãi này cũng thật là không may, Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, tạp sa sự tình thập có cùng hoàng cung ngày nghỉ sự tình hữu quan, nên không biết cùng mình cái kia không không chịu thua kém nhi tử hữu quan ba. Nghĩ tới đây, hắn cảm giác được, phải muốn khai báo nhi tử một chút, hay nhất không nên kiền loại chuyện nhàm chán này. Thường vụ thị ủy trong, đối xử lý hoàng cung ngày nghỉ thái độ kiên quyết nhất chính là Tả Viên Triều, sở dĩ Trương Dương nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này hay là muốn và tha sự tiên thông khí, Trương Dương tìm Tả Viên Triều ý tứ chính là nhượng hắn đứng ra khiến cho hoàng cung ngày nghỉ Initi in kỳ ngừng kinh doanh chỉnh đốn xuống phía dưới. Còn có một phải người muốn tìm là trưởng cục công an Vinh Bằng Phi, Trương Dương và Vinh Bằng Phi nói lên chuyện này gọn gàng dứt khoát, xe của ta lại nhiều lần bị người tạp, chính là hoàng cung ngày nghỉ sự tình. Vinh Bằng Phi mang trên mặt nhất quán dáng tươi cười nói, có chứng cứ sao? Ta đoán, bất quá hoàng cung ngày nghỉ là Giang Thành u ác tính, muốn triệt để thanh trừ nó, nhất định phải đem Chu Thủy Sinh đuổi ra Giang Thành, nhượng na bang nha nội từ hoàng cung ngày nghỉ chung tất cả đều lui ra ngoài vinh bằng phi đối hoàng cung ngày nghỉ sự tình cũng đã làm lý giải hắn mỉm cười nói cái kia đài loan nhân chu thủy sinh bảo là muốn chuyển nhược hắn đưa ra 2.000 vạn đắt mục đích đúng là đem sở hữu có ý định mua hoàng cung ngày nghỉ người mua cấp hù dọa đi gần nhất hắn đang tìm quan hệ khơi thông tưởng ở giang thành tiếp tục hiền xuống phía dưới na bang nha nội tuy rằng giữ lấy công ty cổ phần nhưng trên thực tế cũng không có đầu bao nhiêu tiền chân chính đầu tư nhiều một chút khả năng chính là mã ích lượng. Cái này Chu Thủy Sinh rất có một bộ, hắn khai hoàng gia ngày nghỉ chi sơ, đã nghĩ cảo bất chính đương kinh doanh, cho nên mới đem nhiều như vậy quan lại đệ tử liên lụy tiến đến. Hoàng cung ngày nghỉ biểu hiện ra do mã ích lượng kinh doanh, nhưng phía sau điều khiển người vẫn còn Chu Thủy Sinh, thực sự là nghĩ không ra cái này Đài Loan nhân đối nội địa rắc rối phức tạp quan hệ giữa người với người thật không ngờ cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Trương Dương cười lạnh nói, Đài Loan Nhân làm sao vậy? Đài Loan Nhân cũng là người Trung Quốc, phạm pháp cũng không thể tha hắn. Vinh Bằng Phi nói, nhưng Hoàng gia ngày nghỉ là người ra đầu tư, hắn không muốn đi, người cũng không thể kiên quyết hắn đánh đuổi, hắn dù sao cũng là Đài Loan thương nhân, chuyện này có chút mẫn cảm. Ta còn phải đuổi hắn, hơn nữa nhất định phải đem hắn đánh đuổi, hắn không đi, đây Hoàng cung ngày nghỉ khai trương hậu dùng không được bao lâu, còn phải khôi phục nguyên dạng bao quát vinh bằng phi ở bên trong mọi người cũng không nghĩ tới Trương Dương năng lực, Chu Thủy Sinh cũng có một chút quan hệ, mà khi An Đức Uyên cũng nhúng tay chuyện này thời gian, Chu Thủy Sinh sợ, tín nghĩa xã ở Đài Loan uy hiếp lực na không phải bình thường đại, tượng Chu Thủy Sinh loại này bất lương thương nhân, An Đức Uyên căn bản xem không vừa mắt, chỉ là nhượng người thủ hạ cấp Chu Thủy Sinh gọi một cú điện thoại, nói cho Chu Thủy Sinh, Trương Dương là của hắn thế chất, Chu Thủy Sinh đắc tội hắn. Nếu như còn muốn quay về Đài Loan, thì ngoan ngoãn nghe lời. Chu Thủy Sinh mặc dù là cá bất lương thương nhân, ở Đài Loan xã hội đen cũng có chút quan hệ, những quan hệ kia cùng An Đức Uyên so sánh với căn bản là gặp sư phụ. Chu Thủy Sinh rất sợ, nhận được An Đức Uyên cú điện thoại này sau khi, hắn lập tức thì bỏ qua tiếp tục ở Giang Thành kinh doanh dự định, hắn còn có thê nhi già trẻ đều ở đây Đài Loan, nếu quả thật chọc giận tới An Đức Uyên, sợ rằng cuối cùng muốn rơi vào một cái thê ly tử tán hạ trang. Cuống chi hoàng cung ngày nghỉ bị lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh chỉnh đốn sau khi vẫn luôn không có buông lỏng dấu hiệu, chu thủy sinh tìm không ít quan hệ, cuối cùng vẫn còn huyết nhất mũi hôi, hắn hiện tại thật có chút nản lòng thoái chí, kéo đến hoàng cung ngày nghỉ mấy người nha nội, ở thời khắc mấu chốt căn bản khởi không đến tác dụng, chu thủy sinh rốt cục đã khởi thối chống lớn, hắn chuyên khứ tiếp trương dương, ở giang thành xí sửa bản, chu thủy sinh gặp được vị này năng lượng không giống bình thường đích thanh niên, trương dương rất ôn hòa, cũng không có đối chu thủy sinh toát ra bất luận cái gì phản cảm và địch ý thỉnh Chu Thủy Xanh ở trên ghế salon ngồi xuống, hoàn nhượng Chu Hiểu Vân cho hắn rót một chén tốt nhất trà long tĩnh. Chu Thủy Sinh lần này tới tìm Trương Dương vẫn còn ôm một tia mong muốn, hắn hy vọng có thể dùng nhất định lợi ích đả động Trương Dương, nhượng Trương buông tha đem hắn đuổi ra Giang Thành dự định. Chu Thủy Sinh nói, Trương chủ nhiệm, ta đây lần qua đây là muốn với người giải thích một chút trước chuyện đã xảy ra. Trương Dương nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà thủy, cũng không nói lời nào. Chu Thủy Sinh nói, ta mặc dù là hoàng gia ngày nghỉ đại cổ đông, nhưng chuyện kinh doanh vẫn luôn là mã quản lý ở quản, ở đây chỉ là ta sinh ý một phần, ta không có khả năng làm được chu đáo, bọn họ làm phi pháp kinh doanh, ta cũng vậy sự phát sau khi mới biết được. Trương Dương nở nụ cười, nội tâm hắn chung đối cái này Đài Loan người càng phát khinh bỉ đứng lên, xảy ra chuyện, đem trách nhiệm đều thôi cho người khác, trang đắc chính hắn hình như đa vô tội như nhau, chỉ bằng mã ích lược, lý tường quân, viên lập ba mấy tên kia tiêu chuẩn, căn bản cảo không ra chuyện lớn như vậy. Trương Dương nói cảng thai đồng bào đến giang thành đầu tư chúng ta là hoan nghênh, thế nhưng người nghĩ đến kiếm lòng giả hiểm độc tiến, đại cảo sinh ý, nhiễu loạn xã hội trật tự, chúng ta là không cho phép. Không muốn nói cho ta ngươi không biết hoàng gia ngày nghỉ là đang làm gì, cũng không muốn đem sự tình đổ lên người khác trên thân. Chu tiên sinh, người tẫn nhiên không có năng lực làm tốt hoàng gia ngày nghỉ, vẫn còn mau chóng chuyển nhược, ta xem, người cũng không thích hợp ở Giang Thành việc buôn bán. Những lời này đã nói xong tương đương minh bạch rồi, hắn muốn Chu Thủy Sinh thu thập xác chảy cuồn cuộn đàn. Chu Thủy Sinh nói, Trương chủ nhiệm, ta có thể làm ra nhất định bồi thường. Trương Dương lắc đầu, có một số việc tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, tỉ như xe của ta nhiều lần bị tạp, ta chỉ phải không muốn đuổi theo cứu, ta muốn truy cứu nói, khẳng định có nhân hội không may. Chu Thủy Sinh thầm nghĩ trong lòng, người đây còn gọi không truy cứu, đều đem thư nghĩa xã lão đại mời đi ra chỉ dọa ta, muốn đem ta từ Giang Thành đuổi ra khứ. Chu Thủy Sinh nếu như biết Trương Dương và An Đức Huyên có tốt như vậy quan hệ, đánh chết hắn hắn cũng không dám tìm cách tạp Trương Dương xa sự tình, chuyện này Trương Dương không oan uổng hắn. Chu Thủy Sinh nói, thực không dám đấu giếm, ta cũng nghĩ tới chuyển nhượng sự tình, nhưng vẫn không có thể đạt thành hiệp nghị. Trương Dương mỉm cười nói, có muốn hay không ta hỗ trợ a? À? Chu Thủy Sinh nói, không cần, có mấy cái người mua đều đến xem quá, đáng tiếc bọn họ tối đa trích nguyện ra một nghìn vạn, và tâm lý của ta giới cách cách xa nhau khá xa. Trương Dương cười nói, Tô Tiểu Hồng Tiểu Thư không đi tìm ngươi. Chu Thủy Sinh gật đầu nói, đi tìm, nàng tối đa ra 500 vạn, đây không phải là chê cười sao. Ta đầu nhập lắp đặt thiết bị tiến đều không chỉ chừng này. Trương Dương chậm rãi hạ xuống chén trà nói, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi không chuyển nhượng cho nàng, đây hoàng cung ngày nghỉ hội vĩnh viễn cũng không thể mở rộng cửa doanh nghiệp. Chu Thủy Sinh nghe ra Trương Dương trong giọng nói uy hiếp hàm nghĩa, hắn thấp giọng nói, lẽ nào người khác ra một nghìn vạn ta cũng không muốn, trái lại muốn đây năm trăm vạn phải không? Có chút tiến cầm yên tâm, động tác phó thuật đẹp mắt thoải mái, thật có chút tiền là vạn vạn không thể nã, thì là không vì mình lo lắng, cũng phải vì người nhà lo lắng. chương 222, Hỏa Vô Đơn Chí đương nhiên chu thủy sinh sao lại không nghe ra hàm ý uy hiếp trong câu nói của trương dương rõ ràng hắn muốn nuốt chọn mình nghĩ tới đây thiếu chút nữa hắn giận quá mất khôn mà cho thằng nhãi không biết điều kia một bài học nhưng cuối cùng hắn cũng kiềm chế đẻ nén cơn tức giận xuống đương nhiên hắn không sợ thằng nhãi trước mặt mà người hắn chân chính sợ hãi là người phía sau trương dương an đức uyên nếu An Đức Huyên thật sự muốn đối phó hắn thì đừng nói chỉ một cái khách sạn hoàng gia ở Đại Lục mà toàn bộ sản nghiệp của hắn ở bên Đài Loan e rằng cũng khó lòng mà giữ nổi. Nghĩ đến tính mạng mình, sự an toàn của thân nhân rồi cả sản nghiệp bên Đài Loan, Chu Thủy Sinh chỉ còn cách phải cúi đầu khuất phục. Cầm cứ lo lo sợ sợ bị người ta hãm hại thì không bằng cầm 500 vạn rồi chuyển nhượng phứt khách sạn hoàng gia cho Tô Tiểu Hồng còn hơn. Tô Tiểu Hồng tuy vẫn tin tưởng năng lực của Trương Dương nhưng nàng cũng không nghĩ tới Chu Thủy Sinh lại ngoan ngoãn vâng lời cầm 500 vạn rồi thành thật chuyển nhượng khách sạn Hoàng gia cho mình. Thực ra để sang tên chuyển nhượng Chu Thủy Sinh cũng phải mất tới hơn 200 vạn để chạy vậy giấy tờ nhưng hắn cũng không dám hé răng nửa lời. Như vậy có thể thấy được áp lực An Đức Huyên gây cho hắn khủng bố đến nhường nào. Lúc biết tin Chu Thủy Sinh chấp nhận giá 500 vạn, chỉ ngay ngày hôm sau Tô Tiểu Hồng tìm đủ mọi cách lo đủ số tiền nàng sợ đêm dài lắm mộng nhỡ đâu đến phút cuối hắn lại đổi ý nên phải hoàn thành thủ tục cho thật nhanh mới yên tâm. Có thể nói khách sạn Hoàng gia là tài sản riêng đầu tiên của nàng từ lúc làm kinh doanh đến giờ. Dù rằng nàng là tổng giám đốc hộp đêm kim tôn nhưng thực ra ông chủ thực sự lại là Phương Văn Nam, hoặc ngay như quán ba 1919, Phương Văn Nam cũng nắm giữ đại bộ phận cổ phần, còn nàng chẳng khác gì người làm thuê cho hắn cả. Thực ra trước đây Phương Văn Nam vẫn đối tốt với nàng, nhưng từ lúc hắn chuyển nhượng nàng cho hồng vĩ cơ mà không chút do dự nào, nàng bắt đầu hoài nghi. Mà càng ngày nàng càng nhận ra, hắn chưa bao giờ tiến nhiệm nàng cả, ngoài mặt thì hắn vẫn tỏ ra hào phóng cho nàng thứ này thứ kia nhưng thật ra hắn vẫn nắm chắc đằng chui mọi thứ. Nói cách khác, nếu như lúc nào hắn mất hứng hắn đều có thể lấy lại toàn bộ những cái hắn cho nàng, như vậy chung quy lại nàng vẫn chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi. Mà Hồng Vĩ Cơ cũng chẳng khác gì Phương Văn Nam, nếu so ra thì hắn còn lãnh khốc vô tình cùng ích kỷ hơn gấp trăm lần. Với hắn nàng chẳng khác gì một công cụ, một món hàng trao đổi lợi ích, không hơn không kém. Không nói đâu xa ngay như chuyện xảy ra ở khách sạn Hoàng gia, nếu Hồng Vĩ cơ chịu ra mặt thì mọi chuyện chẳng mấy chốc được giải quyết êm xuôi, nhưng hắn lại sợ mất mặt, sợ người khác đàm tiếu này nọ nên mới làm ngơ không thèm để ý đến. Nói thực, cũng chẳng riêng gì chuyện này, từ lâu nàng đã kinh bỉ cùng ác cảm với hắn từ rất lâu trước rồi ăn ngủ với nhau lâu như vậy mà nàng năn nỉ van xin hết mức hắn mới chịu cho nàng vay 300 vạn, tuy số tiền không nhiều nhưng cũng đủ để nàng dự trù cho tương lai sau này của mình. Việc Tô Tiểu Hồng tuyên bố đóng cửa khách sạn Hoàng gia chẳng khác gì cho nổ một quả bom cỡ lớn khiến toàn bộ thương giới giang thành chấn động, ngay cả Phương Văn Nam cũng phải đến khi chuyện này được công khai hắn mới biết được. Vừa biết tin hắn liền nổi giận đùng đùng đánh xe chạy thẳng tới quán 31919 tìm Tô Tiểu Hồng hỏi cho rõ sự tình. Hắn cố gắng đè nén lửa giận trầm giọng hỏi, chuyện lớn như vậy sao ngươi lại không bàn bạc gì với ta? Đáp trả lại hắn là giọng điệu lạnh lùng hờ hững của Tô Tiểu Hồng, vì sao ta phải bàn bạc với ngươi? Đóng cửa khách sạn hoàng gia là quyết định của ta, ta không thiếu ngươi một phân tiền, vậy vì sao ta không thể tự mình quyết định được? Phương Văn Nam không nhẫn nhịn được nữa, hắn tức giận ngón tay chỉ thẳng mũi Tô Tiểu Hồng quát lớn, ngươi tưởng rằng ngươi tìm được chỗ dựa vững chắc rồi là có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta nói cho ngươi hay, ta cho ngươi tất cả thì ta cũng có thể lấy lại tất cả của ngươi." Tô Tiểu Hồng nở nụ cười đầy khinh miệt đáp trả lại hắn, "Phương Văn Nam, Phương tổng giám đốc, từ trước đến nay ngươi đã cho ta được những gì, mà ngươi kiếm chắc từ thân thể ta còn ít nữa hay sao? Ta theo ngươi nhiều năm như vậy, ngoài sự áp bức cùng vũ nhục ra ta được những gì chứ? Đúng, ngươi cho ta tiền, rất nhiều tiền, nhưng đã bao giờ ngươi tự hỏi mình, tiền có thể mua được lòng tự tôn của con người hay chưa?" Phương Văn Nam đứng đó lạnh lùng nhìn Tô Tiểu Hồng, lúc này hắn mới phát hiện ra nữ nhân vẫn luôn cúi đầu ngoan ngoãn vâng lời kia lại khó đối phó đến vậy. Cũng có thể do mấy ngày nay hắn mãi chạy vậy lo toan xử lý chuyện của con trai hắn nên mới không lưu ý đến Tô Tiểu Hồng. Nhưng hắn cũng không ngờ nàng ta lại không chịu an phận, đột nhiên lại giở chứng đúng ngay lúc này. Thực ra hắn cảm thấy tức giận không phải vì Tô Tiểu Hồng đột nhiên cho đóng cửa khách sạn hoàng gia, mà điều cốt lõi là hắn biết nàng ta làm như vậy là muốn thông qua phương thức này thoát khỏi sự ràng buộc khống chế của hắn. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn nghĩ nàng ta chỉ là một người lệ thuộc vào hắn, tất cả mọi chuyện đều ỷ vào hắn hết, nhưng đến giờ hắn mới phát hiện ra hắn đã sai lầm. Phương Văn Nam cho rằng nàng ta đột nhiên có dũng khí đứng lên chống đối hắn, cho đóng cửa khách sạn Hoàng gia là bởi vì có Hồng Vĩ Cơ đứng sau lưng hỗ trợ. Chính ý nghĩ này càng khiến hắn cảm thấy căm giận hơn. Hắn ha hả cười lớn, nhưng trong điệu cười lại đầy vẻ trào phúng nhạo báng thật không ngờ ta để ngươi tiếp cận hắn nhờ hắn giúp gỡ dối chuyện của con trai ta nhưng ngươi lại nhân cơ hội này tự thu lấy lợi ích cho bản thân mình ngươi khiến ta thất vọng quá tô tiểu hồng giận dữ nói phương văn nam ngươi mới là kẻ khiến ta phải thất vọng trong tưởng tượng của ta ngươi cũng không đến nỗi hèn hạ đê tiện đến vậy thực chất hồng vĩ cơ không muốn ra mặt vì ngươi mà trong lòng ngươi cũng chỉ có một mình đứa con trai yêu quý của ngươi mà thôi đã bao giờ ngươi nghĩ tới ta hay chưa? Ta là nữ nhân của ngươi, nhưng ngươi năm lần bảy lượt coi ta chẳng khác gì một món hàng đem đi trao đổi lợi ích, đã bao giờ ngươi để ý tới cảm nghĩ của ta hay chưa? Phương Văn Nam cười lạnh một tiếng, hắn lắc lắc đầu lạnh lùng bỏ lại hai chữ tiện nhân, rồi xoay người bỏ đi. Nhìn cánh cửa phòng mạnh mẽ đóng sập lại, Tô Tiểu Hồng cố gắng đè nén không cho nước mắt mình rơi xuống, nàng thề từ hôm nay trở đi sẽ không rơi một giọt nước mắt nào vì gã đàn ông bạc tình kia nữa. Đúng lúc này thì di động nàng kêu vang, nàng vừa bấm nhận cuộc gọi thì đầu dây bên kia truyền tới giọng nói trầm thấp của Hồng Vĩ Cơ, "Ta đang ở chỗ cũ, người mau tới đi." Đột nhiên Tô Tiểu Hồng lại như sư tử mẹ nổi giận gào ầm lên, "Từ nay về sau ngươi đừng tìm ta, ta không muốn thấy mặt ngươi nữa." Nói xong nàng trực tiếp ngắt điện thoại rồi quăng mạnh cái di động lên mặt bàn. Nàng thở mạnh một hơi rồi tựa lưng ra sau ghế ngẩng đầu nhìn trần, trong ánh mắt nàng giờ tràn ngập sự kiên định cùng quật cường một lúc sau nàng chậm chậm bước từng bước một ra quán ba, từng bước chân của nàng chẳng khác gì từng nhát dao chém từng nhát từng nhát vào mối quan hệ của nàng với Phương Văn Nam. Đến cuối cùng lúc bước chân ra khỏi quán ba, mối quan hệ của nàng với hắn đã hoàn toàn chặt đứt, giờ nàng đã trở về với chính bản thân mình, một người tự do, không còn bị trói buộc bởi gã đàn ông đó. Nàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu cái không khí tươi mát trong lành sau cơn mưa, rồi nàng cúi xuống cởi đôi giày cao gót của mình ra chậm rãi đi trên những phiến đá lót đường, một cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn chân chạy thẳng lên não khiến tâm tình nàng thấy thanh tỉnh hơn rất nhiều. Nhìn bầu trời tăm tối phía trước nhưng nàng lại thấy được ánh sáng hy vọng phía xa, điều mà nàng vẫn hằng ao ước bấy lâu nay. Khác với Tô Tiểu Hồng, càng ngày Phương Văn Nam càng không thấy tia hy vọng nào nữa, mỗi lần đến thăm con hắn lại thấy nó như gầy đi một chú, nắm bàn tay nó mà tận đáy lòng hắn thấy đau đớn như bị dao cắt. Mấy ngày qua hắn đã tìm mọi biện pháp Cố gắng sử dụng tất cả những mối quan hệ nhưng cũng không giúp ích gì, đến cả vị luật sư có tiếng nhất cũng nói không có cách nào miễn tội cho nó được. Thân thể Phương Hải Đào lạnh run, ánh mắt hắn nhìn cha như van nài như cầu xin, hắn run run giọng nói, "Cha, mau cứu con, con không muốn ở đây nữa, con không muốn, thực sự không muốn." Phương Văn Nam cố gắng ngượng cười để an ủi tâm hồn đứa con trai mình, "Hải Đào, con yên tâm đi, cha đang nghĩ cách, cũng sắp có biện pháp rồi." Con cố gắng chờ thêm một chút nữa thôi." Phương Hải đào lại khóc suốt mướt vội vàng nói cha, "Con không chịu nổi nữa rồi, nếu bắt con ở đây thêm nữa con sẽ chết, chết thật đó cha." Nghe con trai nói mà nội tâm Phương Văn Nam chua xót đến cực điểm, hắn trầm trọng gật gật đầu thấp giọng an ủi, "Con yên tâm, chỉ chờ một lúc nữa thôi cha sẽ có biện pháp, đừng sợ." "Đừng sợ." Dường như không nghe thấy những lời an ủi của Phương Văn Nam, Phương Hải đào càng lúc càng khóc to hơn xem ra kiếp sống lao mục đã tàn phá quá lớn tinh thần hắn khiến hắn sắp hóa điên đến nơi. Sau khi thăm con trai xong, Phương Văn Nam lại tới trại tạm giam Bắc Sơn thăm người em trai Phương Văn Đông. Phương Văn Nam vẫn cảm thấy ái náy dây dứt với em trai vì chuyện này, mà thật ra Phương Văn Đông lại tỏ ra rộng lượng không trách cứ gì anh trai, lại còn an ủi hỏi lại anh, có phải anh vẫn lo lắng chuyện của Hải Đào? Phương Văn Nam gật đầu rồi lại thở dài nói, còn cả em nữa. Em không sao, chắc chỉ mấy tháng là được thả ra thôi mấy ngày ở trong này em đã bình tĩnh suy nghĩ lại kỳ thật chúng ta đã buông thả hảo đào hơi quá từ trước tới nay vẫn ít quan tâm để ý đến nó mà chỉ chăm chăm kiếm thật nhiều tiền bởi vậy nó mới dễ xa ngã như ngày hôm nay người làm thúc thúc như em cảm thấy vô cùng đau lòng trước đây có một số việc nó gây ra nhưng em lại không nói cho anh biết sợ anh đánh nó nên em đã giấu bao che cho nó nhưng đến giờ nghĩ lại là em đã hại nó phương văn nam lắc lắc đầu trầm giọng nói không dạy được con là lỗi của cha mẹ sao em lại nói như vậy phương văn đông lại nói anh anh đã bao giờ nghĩ rằng lần này hải đào bị đi tù thực ra cũng không phải chuyện gì xấu đây chẳng khác gì một bài giáo huấn sâu sắc của đời người khắc sâu vào tâm trí nó khiến nó thay đổi không nghiện thuốc phiện nữa rồi trưởng thành hơn vừa rồi anh mới qua thăm nó nó gầy đi rất nhiều hơn nữa nó nói với anh nó không chịu nổi ở đó nữa nó nói nếu như phải ở đó nữa thì nó sẽ chết. Nghe tới đó mà lòng anh đau như cắt, Phương Văn Nam nghẹn ngào không nói được tiếp. Phương Văn Đông mỉm cười nhẹ giọng khuyên nhủ, đã làm sai thì phải gánh vác trách nhiệm. Thử hỏi nếu như lần này nó thoát được tội thì chắc gì sau này nó lại không làm chuyện xấu nữa. Phương Văn Nam cười khổ lắc lắc đầu, thoát được tội sao? Nói thì vẫn dễ hơn làm. Tuy rằng không đủ bằng chứng buộc tội buôn lậu ma túy, nhưng hai tội danh tàng chữ cùng sử dụng ma túy đã thành lập, hơn nữa nó lại là nghi can số một việc điền cục trưởng bị ám sát. Dù ta có là ông trời cũng không thể cứu chữa giúp hắn hóa thành vô tội được. Phương Văn Đông thấp giọng nói, nếu đã biết là không thể thì việc gì phải cưỡng cầu nữa. Nó là con ta, ta không dốc sức cứu nó không nhẽ lại chừng mắt nhìn nó đi vào chỗ chết à. Biết là mình hơi nóng nảy nên Phương Văn Nam nhắm hai mắt cố gắng bình tĩnh lại rồi nói, đến giờ ta mới nhận ra được một điều, tiền không thể khiến con người ta hạnh phúc được, đó là do anh đến bước đường cùng mới nói như vậy, chứ không có tiền thì không thể làm được bất kỳ việc gì. Giọng điệu của Phương Văn Nam lại trở nên yếu ớt mệt mỏi chán trường hơn, Tô Tiểu Hồng đã cho đóng cửa khách sạn Hoàng gia, anh nghĩ. Có lẽ nàng ta muốn rời bỏ anh mà đi. Phương Văn Đông nghe mà giật mình sửng sốt, rốt cục hắn cũng hiểu được tại sao anh trai lại suy sụp tinh thần đến vậy, đó là do ngay thời khắc mấu chốt này Tô Tiểu Hồng lại bỏ anh ấy mà đi. Đó chẳng khác gì một người đang bị trọng thương nặng nằm trên giường lại bị người ta hung hăng cho một dao ngay tim. Phương Văn Đông cũng biết, anh trai có tình cảm rất sâu nặng với Tô Tiểu Hồng, hơn nữa nàng ta lại là người mà anh trai tin tưởng nhất, thậm chí ở tập đoàn Thịnh Thế, địa vị nàng ta gần như là cao nhất. Công bằng mà nói, Phương Văn Đông cũng thừa nhận nàng ta là một phụ nữ có tài, ăn nói kết giao giỏi giang, lại có thiên phú về kinh doanh buôn bán nhưng những người phụ nữ như vậy thường sẽ không thỏa mãn với hiện trạng phải luồn cúi như bây giờ, một khi nàng ta đủ lông đủ cánh chắc chắn sẽ bay đi. Nhìn vẻ mặt cô đơn của anh trai, nhất thời Phương Văn Đông cũng không biết nên an ủi thế nào nữa, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nói được một câu, anh. Em tin, tất cả mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi. Nhưng vận rủi của Phương Văn Nam không phải chỉ một câu nói của Phương Văn Đông mà qua đi. Ngay giữa trưa ngày hôm sau hắn liền nhận được một tin dữ, Phương Hải Đào con trai hắn đã chết. Trong lúc ăn cơm trưa, chẳng hiểu sao đám phạm nhân lại xô sát ẩu đả quy mô lớn trong căn tin, trong lúc hỗn loạn không biết ai dùng vũ khí sắc bén đâm vào gan Phương Hải Đào khiến hắn bị suất huyết nội, do thương thế quá nghiêm trọng nên hắn chết trên đường đưa đến bệnh viện. Lúc Phương Văn Nam nhận được tin tức này là lúc hắn đang họp báo ban giám đốc tập đoàn thịnh thế. Vẻ mặt hắn nở đẫn miệng cứ thì thào một cấu ta ta đã chết. Tất cả mọi người trong phòng họp nghe thấy vậy đều giật mình kinh hãi. Phương Văn Nam cứ như người trong mộng vẫn lặp lại một câu, con ta đã chết. Sau đó nước mắt hắn liền trào ra, đường đường một hán tử có địa vị cao như hắn mà lại gào khóc trước mặt bao nhiêu người như vậy. Hắn đứng dậy, vẻ mặt ngây dại, vừa thẫn thờ đi ra ngoài cửa miệng thì không ngừng lặp đi lặp lại con ta đã chết. Bọn họ nói con ta đã chết. Vinh Bằng Phi nhận được tin này liền chấn kinh ngay lập tức hắn ra quyết định cho thành lập tổ chuyên án tức tốc đến hiện trường điều tra vụ án khoanh vùng xử lý những người có tương quan trách nhiệm ở trại giam trại giam xảy ra bạo loạn dẫn đến án mạng không phải việc nhỏ từ lúc được lên trước đến nay thì đây là vụ án khó khăn nhất hắn phải giải quyết hơn hết hiện giờ thân phận phương hải đào khác đặc biệt hắn không chỉ là con trai của thương nhân giàu có số một giang thành mà hơn hết hắn lại là nghi can số một trong vụ án ám sát điền khánh long cũng bởi lẽ đó mà Vinh Bằng Phi mới phải trực tiếp gọi điện thẳng xuống trại giam nói đi nói lại phải chú ý thật kỹ Phương Hải Đào không được để xảy ra bất kỳ chuyện gì, nhưng không ngờ hắn vẫn không thoát khỏi kết cục không may. Vinh Bằng Phi cũng không tài nào đoán ra, rốt cuộc là người nào có thù hận sâu sắc với Phương Hải Đào đến cả lúc hắn bị giam trong trại rồi mà vẫn còn xuống tay sát hại như vậy. Chẳng mấy chốc tổ trưởng tổ chuyên án Khương Lượng gọi điện về báo cáo tình hình điều tra nhưng bởi vì tình huống lúc đó quá hỗn loạn cả một đám phạm nhân đấu đá ẩu đả nhau nên không ai chú ý tới là ai đã ám sát Phương Hải Đào. Giờ chỉ còn mỗi cách biệt giam toàn bộ đám phạm nhân gây rối lại rồi cẩn thận điều tra thẩm vấn lại từ đầu, vụ án lại phát sinh biến cố càng lúc càng khó khăn phức tạp hơn. Cũng may Khương Lượng điều tra ra một điểm đáng chú ý nhất của vụ án, lúc đám phạm nhân xảy ra ẩu đả, Phương Văn Nam không tham gia vào, nói cách khác hắn chỉ là một trong số những người đứng ở ngoài xem. Vinh Bằng Phi cả giận mắng lớn, chắc chắn chuyện này được âm mưu từ trước. Vụ ẩu đã gây dối kia chỉ là một cái cớ để thu hút sự chú ý của đám quản ngục cùng những tên phạm nhân khác. Lúc đó có người mới lặng lẽ xuống tay sát hại Phương Hải Đào. Người phải thẩm vấn thật kỹ đám phạm nhân kia cho ta, dù phải quật ba thước đất trại giam lên cũng phải tìm ra thủ phạm cho ta. Vinh Bằng Phi tức tối đặt điện thoại xuống. Đúng lúc này thì Phó cục trưởng Đồng Đức Chí gõ cửa đi vào cũng vì gian thành lại xảy ra án mạng cho nên sắc mặt đồng đức trí cũng khó coi không khác gì vinh bằng phi hắn thấp giọng báo cáo lại vừa mới nhận được điện thoại nói rằng chính phương hải đào là người đã thuê sát thủ ám sát điền cục trưởng vinh bằng phi nhíu nhíu mày trầm giọng nói đồng phó cục người phụ trách vấn đề kỹ thuật việc truy tìm người gọi điện tới không phải báo cáo với ta ta chỉ muốn nghe kết quả cuối cùng đồng đức trí thấp giọng trả lời người gọi điện nặc danh kia giảo hoạt dường như hắn biết khá rõ kỹ thuật theo dõi của chúng ta. Vinh Bằng Phi đưa tay với chiếc mũ công an của mình rồi quay sang nói với Đồng Đức Trí, ta muốn xuống tận nơi xem tình hình thế nào, người ở đây chấn thủ, có tin tức gì thì báo lại cho ta. Vinh Bằng Phi trực tiếp đi thẳng xuống nhà xác, bên Pháp Y đã giải phẫu thi thể Phương Hải Đào xong, hắn cũng không quan tâm lắm đến kết quả khám nghiệm tử thi mà hắn tới chủ yếu là để gặp một người, Phương Văn Nam. Sau khi ký các giấy tờ cần thiết của nhà xác, Phương Văn Nam lại lững thững đi ra ngoài sân lặng lẽ đứng hút thuốc một mình. Ngoài trời mưa vẫn khá lớn nhưng dường như hắn vẫn không nhận ra quần áo hắn bị nước mưa hắt ướt xuống khắp cả. Đột nhiên một chiếc xe cảnh sát từ ngoài chạy thẳng vào rồi dừng lại ngay bên cạnh Phương Văn Nam, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống. Lần đầu tiên Vinh Bằng Phi mới thấy vị thương nhân giàu có nhất Giang Thành có bộ dạng nhếch nhác tiểu tụy đến vậy, hắn thấp giọng hỏi, Tổng Giám Đốc Phương, tôi có thể nói chuyện với ngài một chút được không? ánh mắt phương văn nam vẫn đờ đẫn nhìn vương bằng phi mãi một lúc sau hắn mới gật gật đầu vinh bằng phi mở cửa xe bước xuống nhưng lại không nhận ô của tài xế đưa qua mà đứng trong mưa cùng phương văn nam hắn thấp giọng khuyên nhủ cố gắng nén bi thương khóe môi phương văn nam hơi run rẩy một chút con ta đã chết chết ở trong trại giam của các ngươi vương bằng phi cũng có thể hiểu được tâm tình của phương văn nam lúc này hắn có tức giận mà giận chó đánh mèo là bình thường Vương Bằng Phi thấp giọng nói, cũng không ai ngờ lại phát sinh chuyện này, nhưng ngài cứ tin tưởng chúng tôi, nhất định sở cảnh sát chúng tôi sẽ tận lực điều tra nhanh chóng tìm ra hung thủ giải oan cho con trai ngài. Chỉ là có điều này tôi muốn hỏi ngài một chút, trước đây ngài có kẻ thù nào không? Rất nhiều, Phương Văn Nam bỏ lại một câu đó xong lại lặng lẽ đi trong mưa đến chỗ đậu ô tô của mình. Mãi đến tận lúc bóng dáng Phương Văn Nam khuất dần sau màn mưa Vương Bằng Phi mới quay trở lại ô tô. Lái xe tiểu Lưu nhỏ giọng nói, "Vinh cục trưởng, có điện thoại." Vinh bằng phi nhận điện thoại nghe, là Trương Dương gọi tới. Chẳng là Trương Dương cũng mới hay tin Phương Hải đào chết nhưng cũng không biết chuyện này thực hư ra sao, cũng không tiện hỏi Phương Văn Nam, nghĩ đi nghĩ lại nên Trương Dương mới gọi điện cho Vinh bằng phi xác định lại tin tức. Sau khi được Vinh bằng phi chứng thực tin tức kia, Trương Dương cũng không khỏi thở dài cảm thán một hơi. Tuy rằng trước đây không thích Phương Hải Đào nhưng dù sao hắn còn trẻ như vậy mà lại có kết cục bi thảm thì ai cũng cảm thấy tiếc thương cả. Gần đây Phương Văn Nam gặp không ít vận rủi, theo Trương Dương suy đoán thì cái chết của Phương Hải Đào cũng không phải do ngẫu nhiên mà rất có thể là có người chủ ý muốn nhắm vào Phương Văn Nam. Vinh Bằng Phi lại nói, Trương Dương, quan hệ của ngươi với Phương Văn Nam khá tốt, vậy ngươi có biết có người nào có thủ oán sâu đậm với hắn không? Việc kinh doanh buôn bán kiểu này thì sao lại không có kẻ địch được cơ chứ? mà nhất là một thương nhân thành đạt có địa vị như Phương Văn Nam. Vinh bằng Phi cũng chẳng mấy hứng thú với những suy đoán của Trương Dương, dù sao cái hắn cần nhất bây giờ là những chứng cứ xác thực nên hắn trao đổi với Trương Dương thêm hai câu nữa rồi ngắt điện thoại. Cũng vì cái chết của Phương Hải Đào mà nội tâm Trương Dương chịu nặng thêm. Sở dĩ Phương Hải Đào chưa bị đưa ra phán xử công khai cũng bởi vì hắn có liên quan đến vụ án ám sát Điền Khánh Long, vậy mà giờ hai nghi can quan trọng nhất là Phương Hải Đào và Hắc Bát đều chết mà còn phải nhắc đến một điểm, nếu như Điền Khánh Long không phải may mắn gặp mình đúng lúc đó thì e rằng cũng khó qua khỏi, vậy có thể nói vụ án buôn lậu ma túy này là có đến ba án mạng rồi. Chẳng biết vì sao bỗng nhiên Trương Dương lại nhớ đến Cố Minh Kiện cũng bị nghiện ma túy, nghĩ đến Cố Giai Đồng mà lòng hắn lại thấy bồn chồn lo lắng. Trương Dương vội vàng rút di động ra bấm số gọi cho Cố Giai Đồng. Ngay lập tức đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu dịu dàng của Cố Giai Đồng, Trương Dương đó à? Có việc gì không, lúc nghe được giọng của cố giai đồng, Trương Dương mới cảm thấy yên tâm, cũng không có việc gì, chỉ là hỏi thăm xem ngươi ở Bắc Kinh ăn uống có tốt không. Cố giai đồng nhẹ nở nụ cười, rất tốt, buổi trưa còn đi ăn cơm với mẹ nuôi ngươi nữa đó. Thế còn Minh Kiện thì sao? Nó cũng khá hơn rất nhiều rồi, hôm qua ta mới đi thăm nó, tinh thần cũng cơ bản khôi phục rồi, mà nó mới béo lên được vài cân đó, chắc lần này cai nghiện thành công rồi. Trời cũng lạnh dần rồi đó, người nhớ phải chú ý thân thể kẻo lại cảm lạnh. Biết rồi, mà sao đột nhiên hôm nay ngươi lại khác thường ngày vậy? Đột nhiên lại biết quan tâm tới người khác. Trương Dương gượng cười chữa lại, trước giờ ta vẫn là người luôn quan tâm lo lắng đến mọi người đó chứ. Trương Dương cũng không nói tin Phương Hải đào chết cho Cố Giai Đồng biết, hắn cũng không muốn Cố Giai Đồng phải lo nghĩ nhiều, mà điều quan trọng nhất, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy gần đây liên tiếp xảy ra quá nhiều chuyện, mà dường như mọi chuyện cơ hồ đều có một ít quan hệ với hắn. Hắn quen biết Điền Khánh Long từ lúc còn là một gã tiểu nhân vật, mà Phương Văn Nam lại là người hợp tác làm ăn với hắn, tuy rằng quan hệ giữa hai người chỉ dựa trên trao đổi lợi ích. Lúc ngắt điện thoại rồi nhưng Trương Dương vẫn cảm thấy hơi lo lắng, cuối cùng lại phải gọi điện cho hình Triệu Huy, nhờ hắn bảo vệ cố gia đồng dùm. Nghe Trương Dương nói xong hình Triệu Huy thiếu chút nữa khí giận sung thiên mà ngất xỉu. Trong lòng thầm nghĩ, thằng nhãi này càng lúc càng chẳng coi ai ra gì lại dám điều một cán bộ cấp cao cục an ninh quốc gia như mình mà phải đi làm bảo tiêu cho tình nhân của hắn. Chỉ là lý do của Trương Dương đưa ra lại quá thuyết phục, hắn hoài nghi có người đang nhầm vào hắn, mà cũng do bên cục an ninh quốc gia tiết lộ thân phận của hắn nên hắn mới nghĩ như vậy. Hình Triệu Huy không biết phản bác lại như nào nên đành phải gật đầu nhận lời, nhưng mà đây không phải là ý của Cục An ninh Quốc gia mà là bằng hữu nên hắn mới nhận lời chiếu cố một chút tới cố giai đồng phương văn nam lái xe đến ngoại ô phía nam thành phố đến căn nhà cũ trước đây của hắn cũng rất rất lâu rồi hắn cũng không có đến chỗ này đưa tay đẩy chiếc cổng sắt đã hoen dỉ ra trong sân cỏ dại mọc khắp nơi trên bức tường căn nhà cũng đã mọc đầy rêu xanh phương văn nam chậm rãi từng bước một đi vào trong sân từng bước chân lại như từng hồi ức về những ngày tháng vui vẻ hiện về ở góc sân cây hoa hòe năm đó vẫn còn cũng chính dưới gốc cây hoa hòe đó hắn với con trai chơi đùa suốt ngày nhưng hôm nay cảnh của cây còn như người mất. Mưa đã tạnh, trong sân đọng từng vũng nước lớn nhỏ khác nhau. Phương Văn Nam U buồn ngồi xuống chiếc ghế đã ven lối đi, bàn tay hắn run run lần mò bao thuốc trong túi áo. Tuy chỉ có mấy giờ đồng hồ nhương dường như hắn đã già đi cả chục tuổi, những nếp nhăn trên trán dường như càng khắc sâu thêm, chỉ mỗi việc đánh lửa châm điếu thuốc mà gần như hắn phải dùng toàn bộ sức tàn còn lại. Bỗng nhiên lại có tiếng giày cao gót đi trên nền đá đang lại gần đây bước chân tô tiểu hồng rất chậm nhưng lại nặng chiếu lúc nghe tin phương hải đào chết đột nhiên nàng lại cảm thấy có chút hối hận dù rằng gã đàn ông kia là người nàng chán ghét cùng khinh bỉ nhất nhưng chỉ trong khoảnh khắc mọi thứ đều tan thành mây khói dù sao cũng chung sống với hắn nhiều lắm tình cảm không thể nói chặt đứt là đứt được ngay hơn nữa lúc này hắn cần nhất một người an ủi chia sẻ lúc nãy nàng có đánh điện cho hắn nhưng hắn lại tắt máy không nghe nàng cũng đến mấy nơi tìm hắn nhưng lại không thấy cuối cùng nàng mới nhớ ra hắn còn chỗ này. Lúc con người ta đau buồn nhất thường thường họ sẽ nhớ về những ký ức đã qua, trước kia lúc hắn làm ăn thất bát chán trường nhất, hắn từng dẫn nàng tới nơi đây, mà nay hắn đau buồn trước cái chết của con trai có lẽ sẽ trở về căn nhà cũ này. Chưa bao giờ Tô Tiểu Hồng thấy hắn suy sụp tinh thần đến vậy, cho dù lúc hắn làm ăn thất bát gần như sắp bị phá sản nhưng đấu trí hắn vẫn còn, ánh mắt hắn vẫn toát lên ngọn lửa nóng bỏng, nhưng hiện giờ trong mắt hắn chỉ còn một mảng cho lạnh không còn chút sinh khí nào. Vân Nam Phương Văn Nam chậm chậm ngẩng đầu, tuy rằng hắn chưa khóc nhưng hai mắt hắn đã đỏ sọng lên, nước mắt đã rưng rưng chỉ trực trào ra, ngươi đến rồi đó à? Đến để chê cười ta phải không? Tô Tiểu Hồng lắc lắc đầu nhẹ giọng nói, đừng như vậy. Ta không cần ngươi thông cảm, ngươi cút đi cho ta. Cút ngay, Phương Văn Nam giống giận kêu lớn một tiếng. Tô Tiểu Hồng cắn chặt môi dưới, nàng cũng cố nén không để nước mắt tuôn rơi nhưng cuối cùng nàng vẫn chọn xoay người bỏ đi màn đêm chậm chậm buôn xuống gió đêm xe xe lạnh chỉ có một mình phương văn nam lẳng lặng cô đơn ngồi trong góc sân vắng lặng mà đến hôm nay phương văn nam mới hiểu được thế nào là họa vô đơn trí sáng thì nghe tin con trai chết lúc chiều tối từ chỗ căn nhà cũ trở về thì lại bị kẹt xe đường vành đai ba mới được thông xe ít ngày vậy mà đã có đoạn xảy ra sự cố Cầu Tường Vi, cây cầu lớn nhất cả tuyến đường đột nhiên lại bị sập ngay chính giữa khiến hai chiếc ô tô đang chạy trên cầu rơi thẳng xuống sông, được biết một người đã thiệt mạng còn ba người bị thương nặng đang được điều trị trong bệnh viện. Chẳng mấy chốc tin này gây chấn động toàn bộ các lãnh đạo cao tầng Giang Thành. Tổng chỉ huy phụ trách toàn bộ dự án đường vành đai 3 là Lý Trường Vũ lúc biết tin liền vội vàng chạy đến hiện trường xem xét tình hình. Dự án do hắn phụ trách mà lại để xảy ra sự cố như vậy, hắn cũng khó tránh khỏi trách nhiệm liên quan. Hiện giờ trong đầu hắn chỉ có bốn chữ, hỏa vô đơn trí. Xung quanh hiện trường có không ít người dân súng lại xem chỉ chỉ trỏ trỏ chỗ giữa cây cầu bị sập. Có người dân nói, cầu gì mà kêu tuổi thọ 3, 50 năm, thế mà mới có chạy xe được 3 ngày đã sập rồi. Còn không phải do ăn bất ăn xén nguyên vật liệu sao. Công trình bã đậu, cầu giấy, cái gì mà dự án cấp chính phủ, cái gì mà thị ủy trực tiếp thi công kiểm tra, cũng chẳng khác gì mấy cây cầu che ở nhà ta cả bọn họ chỉ biết tham ô cho đầy túi chứ có quan tâm gì đến tính mạng của đám dân đen chúng ta đâu. Quần chúng nhân dân càng lúc càng phẫn nộ, những lời oán trách nhục mạ càng lúc càng khó nghe hơn. Đến cả lúc lý trường vũ cùng đám cán bộ quản lý thi công công trường đến hiện trường xem xét tình hình sự cố vậy mà trong đám dân chúng xung quanh vẫn có không ít lời lăng mạ. Nhìn trường cảnh hỗn loạn, xe cứu thương, phòng cháy chữa cháy, cảnh sát hỗn tạp một chỗ, tuy rằng trong lòng Lý Trường Vũ khó chịu đến cực điểm nhưng hắn không tỏ ra giận dữ mà hắn lại tự ngẫm đến chính bản thân mình. Có lẽ do hắn quá chăm chăm việc ganh đua chức vị cao hơn mà không làm tốt công tác của mình, không dốc lòng vì dân chúng, vì đất nước. Thấy lãnh đạo thành phố xuống, Sở trưởng Sở Giao thông Vận tải Cố Hâm mặt mày tái nhợt vội vàng chạy tới diện kiến Lý Phó Thị trường. Cố Hâm Nguyên là Phó Tổng Chỉ huy Dự án xây dựng đường Vành Đai 3 cũng là Chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ đạo ở công trường thi công. Hắn cũng biết vụ việc lần này có tính chất cực kỳ nghiêm trọng, nếu như làm không tốt thì cũng đừng mong giữ được chiếc mũ ô xa trên đầu. Cố Hâm cúi gằm mặt xuống đất kinh sợ nhỏ giọng báo cáo, "Lý phó thị trưởng, nguyên nhân sự cố vẫn đang được điều tra." Lý Trường Vũ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, "Điều tra? Vừa mới xây dựng xong chưa đầy 3 ngày đã sập, uy tín của nhà nước cũng bị mấy người các ngươi làm cho sập theo, còn phải điều tra cái gì nữa?" Tất cả những người tương quan đến vụ việc này một người cũng đừng mong trốn thoát. Nghe thấy vậy người Cố Hâm càng run bần bật hơn, trên trán sau lưng áo đã đầy mồ hôi lạnh. Lý Trường Vũ cũng không định quay lại ô tô bỏ đi mà gọi điện cho cục trưởng cục công an Vinh bằng phi, hắn phải nhanh chóng đưa ra quyết định, bất kể hắn có phải gánh trách nhiệm hay không, điều cần thiết bây giờ nhất là phải đưa ra phương án giải quyết tối ưu nhất. Lý Trường Vũ nhanh chóng nói lại tình hình thực tế cho Vinh Bằng Phi biết rồi kêu hắn nhanh chóng cho người khống chế những công ty xây dựng đứng ra nhận thi công gói thầu này. Công trình xây dựng đường vành đai 3 là do Phương Văn Nam cùng cố giai đồng chung nhau nhận thầu. Mà hiện nay Phương Văn Nam lại tắt máy không liên lạc được, hơn nữa thân phận cố giai đồng lại đặc biệt mẫn cảm, cả đám lãnh đạo Giang Thành tỏ ra cực kỳ bối rối khó xử, không biết nên làm thế nào cho phải nữa. Thị ủy bí thư Hồng Vĩ cơ cùng thị trưởng Giang Thành, Tả viên triệu, hai người đang ngồi đối diện nhau ở bàn công tác, sắc mặt cả hai đều khó coi y như nhau. Tuy rằng cầu bị sập gây thương vong không lớn nhưng nó lại gây ảnh hưởng quá lớn đến xã hội. Dự án đường Vành Đai 3 là một trong những công trình trọng điểm của toàn thành phố. Vậy mà vừa mới thi công xong, thông xe chưa đầy 3 ngày mà cầu đã sập. Như vậy chẳng phải hình tượng chính phủ Giang Thành trong lòng người dân sẽ bị hạ xuống mức thấp nhất sao? Hồng Vĩ Cơ vẫn giữ nguyên điếu thuốc lá đang cháy lửa đỏ trong tay cả nửa ngày cũng không hút một hơi. Mãi một lúc lúc sau hắn mới thấp giọng nói, viên triệu, người nói xem, chuyện này nên xử lý như thế nào. Tả viên triệu thở dài một hơi chậm chậm nói, trước tiên cứ khống chế những người có tương quan trách nhiệm, sau đó nhanh chóng điều tra nguyên nhân chủ yếu gây ra vụ sập cầu. Lúc tìm được nguyên nhân rồi thì truy cứu trách nhiệm từng cá nhân một, chúng ta phải xử lý thật tốt mọi chuyện trước khi tỉnh ủy có chỉ đạo xuống, bằng không ảnh hưởng sẽ càng xấu hơn hồng vĩ cơ cười khổ lắc lắc đầu giờ ảnh hưởng đã xấu đến mức không thể xấu hơn rồi tả viên triệu thấp giọng nói tổng chỉ huy dự án xây dựng đường vành đai ba là lý phó thị trưởng người nhận thầu là phương văn nam hắn dừng lại một chút rồi mới nhỏ giọng nói tiếp cố đại tiểu thư cũng là một trong những người nhận thầu xây dựng công trình hồng vĩ cơ cũng hiểu ý tả viên triệu hắn đang muốn hỏi ý kiến của mình nên xử trí ra sao với cố giai đồng Hồng Vĩ Cơ đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật dài, suy nghĩ cả nửa ngày sau hắn mới nói ra ý nghĩ trong đầu, có nên hỏi ý kiến tỉnh ủy trước không. Tả Viên Triệu thấp giọng nói, chỉ sợ giờ tỉnh ủy đã biết chuyện rồi. Hắn thấy cứ tiếp tục chơi trò đoán ý của nhau như vậy chẳng có nghĩa lý gì nên trực tiếp nói thẳng ra, nên chăng tạm thời không cần động đến Cố gia đồng vội. Tả Viên Triệu cũng biết trong bụng Hồng Vĩ Cơ không dám đắc tội với Cố bí thư, mà nói thẳng ra hắn cũng không dám chẳng may tỉnh ủy lại không có phản ứng gì mà bọn họ lại cứ công chính nghiêm minh chấp pháp, chỉ sợ lại làm trái ý cô bí thư thì không hay. Hồng Vĩ cơ rụi rụi đầu màu thuốc lá vào gà tàn, trước hết cứ bắt giữ những người trực tiếp phụ trách công trình đã. Những lời này đã biểu lỗ rõ ý tứ của hắn, trước hết cứ bắt giữ Phương Văn Nam là tổng thầu dự án xây dựng đường vành đai ba, còn việc khác thì từ từ tính sau. Nghe tiếng còi cảnh sát in ỏi càng lúc càng tới gần, Phương Văn Nam khó nhọc đứng dậy, tập tính đi ra ngoài cửa. Vừa mở cửa liền thấy bốn gã cảnh sát đang hùng hổ xông vào, Phương Văn Nam nhíu nhíu mày, nhưng khi biết rõ chuyện xảy ra hắn lại tỏ ra bình tĩnh lạ thường, hắn không có bất kỳ biểu hiện phản kháng nào, chỉ thấp giọng nói, "Dẫn ta đi đi." Điện thoại trên bàn làm việc cứ kêu mãi, Hồng Vĩ Cơ chậm rãi nhấc điện thoại lên nghe, người đầu dây bên kia không nói gì mà chỉ có tiếng hít thở dồn dập. Rất nhanh Hồng Vĩ Cơ liền nhận ra đối phương là Tô Tiểu Hồng. Theo thói quen hắn lại hơi nhíu nhíu mày thấp giọng nói, ta đang bận. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tô Tiểu Hồng chỉ nói vỏn vẹn một câu xong hung hăng dập điện thoại. Hai hàng lông mày của Hồng Vĩ cơ lại càng nhíu chặt vào nhau hơn. Hắn thở dài một hơi rồi chậm chậm đứng dậy xoay người nhìn ra phía cửa sổ, hai tay hắn bắt chéo sau lưng, ánh mắt nhìn xuyên qua ô cửa kính, giờ bóng đêm đã phủ kín khắp cả thành phố Giang Thành. Hắn tới đây lâu như vậy rồi nhưng Thủy chung hắn vẫn cứ không có cảm giác thân quen, giờ nhìn lại khung cảnh kia lại càng khiến hắn cảm thấy xa lạ khó chịu hơn, xem ra hắn không thích hợp với địa phương này. Đột nhiên đáy lòng hắn lại dâng nên một nỗi niềm buồn chán, cảm giác như chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, cái nơi có bầu không khí khiến hắn hít thở không thông, thực sự hắn không chịu nổi một giây phút nào nữa. Lý Trường Vũ giơ tay gõ nhẹ mấy cái cửa phòng làm việc của Hồng Vĩ Cơ. Mỗi một tiếng gõ cửa vang lên là Lý Trường Vũ lại cảm thấy nội tâm nặng chịu thêm, nói thực, hắn không biết phải mở lời thế nào với vị lãnh đạo cũng là bạn học cũ của mình. Dụng ý lúc ban đầu của Hồng Vĩ cơ giao quyền tổng chỉ huy dự án xây dựng đường vành đai 3 cho hắn, thứ nhất là để giúp hắn có thêm chiến tích để củng cố uy tín, tăng thêm xác suất đắc cử chiếc ghế thị trường Giang Thành. Thứ hai Hồng Vĩ cơ muốn lợi dụng chuyện này để Lý Trường Vũ chiếu cố ít nhiều cho Phương Văn Nam, nhưng giờ đột nhiên lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lý Trường Vũ cũng không tin Hồng Vĩ Cơ chịu ra mặt giúp đỡ mình, dù sao cũng do mình đã phụ sự kỳ vọng của người ta. Hồng Vĩ Cơ vẻ mặt phức tạp nhìn người bạn học cũ nhưng ánh mắt hắn lại không có chút trách móc nào, dù sao con người ta cũng không phải là thần, làm sao biết trước được những điều chưa xảy ra mà tránh được. Ngẫu nhiên xảy ra chuyện như vậy thì cũng chỉ trách hắn xui xẻo không may, họa vô đơn chí mà thôi. Vẫn là Lý Trường Vũ mở lời nói trước, Hồng Bí Thư, tôi lần này tới đây. Là để thỉnh tội, hồng vĩ cơ chỉ chỉ chiếc ghế phía đối diện nhỏ giọng nói ngồi đi lý trường vũ chậm chạp ngồi xuống rồi lại theo bản năng rút bao thuốc trong túi áo ra lấy ra một điếu đưa cho hồng vĩ cơ hai người cứ thế lặng lẽ ngồi hút thuốc không ai nói một tiếng nào bầu không khí trở nên nặng nề hơn hút xong một điếu lý trường vũ lại lấy ra một điếu nữa rít thêm một hơi dài xong mới thấp giọng nói tôi sẽ đứng ra gánh vác trách nhiệm lần này lời này của lý trường vũ đã tỏ rõ thái độ của hắn hắn sẽ không đùn đẩy trách nhiệm cũng không làm liên lụy đến Hồng Vĩ Cơ. Hồng Vĩ Cơ thản nhiên cười một tiếng, hiện giờ nguyên nhân sự cố vẫn còn chưa được làm rõ, chưa gì đã đứng ra nhận trách nhiệm như vậy e còn hơi sớm. Vậy cụ thể tình hình thế nào rồi? Lý Trường Vũ thấp giọng báo cáo, đã tạm bắt giữ Phương Văn Nam, hắn là tổng thầu dự án mà cầu tường vi là do công ty hắn hợp tác với tập đoàn Thiên Tường cùng thi công xây dựng, mà người phụ trách thi công của bên Thiên Tường là Đào Vĩ. Hắn nghe nói cầu xảy ra sự cố sợ bị truy cứu trách nhiệm nên bỏ trốn. Những nhân viên phụ trách thiết kế xây dựng đồ án cầu cũng bị bên Côn An tiến hành tạm giam để điều tra. Còn nguyên nhân chính gây ra sự cố thì vẫn còn đang điều tra làm rõ. Hắn ngừng một chút rồi lại nói tiếp, chuyện này đã báo cáo lên lãnh đạo tỉnh ủy, mà bên tỉnh cũng điều xuống đoàn chuyên gia thiết kế xây dựng để cùng chúng ta mau chóng tìm ra chân tướng sự việc. Hồng Vĩ Cơ chỉ gật gật đầu không nói gì. Lý Trường Vũ lại bổ sung thêm một câu, cố gia đồng đang ở Bắc Kinh. Hiện giờ Hồng Vĩ Cơ mới chân chính hiểu được tại sao trước kia Lý Trường Vũ lại đề nghị để cố gia đồng tham gia vào dự án xây dựng đường vành đai ba. Quả nhiên thực tế cho thấy lão bạn học cũ này vẫn vô cùng cẩn trọng kín đáo, bất kể cố gia đồng có trực tiếp liên quan đến vụ việc này hay không nhưng việc nàng ta cùng tham gia đấu thầu thì ai ai cũng biết. Giờ xảy ra sự cố ngoài ý muốn, mọi người phải gánh trách nhiệm, nàng ta cũng không tránh khỏi bị trách nhiệm liên đới, nàng ta bị liên lụy cũng chẳng khác gì cố bí thư bị liên lụy theo, như vậy tỉnh ủy muốn xử lý chuyện này thì không thể không lo lắng nhân tố cố bí thư bên trong. Nghĩ đến đây cuối cùng Hồng Vĩ Cơ mới cảm thấy tâm tình thoải mái được một chút. Lúc Lý Trường Vũ trở lại văn phòng làm việc của mình mới biết Trương Dương ngồi chờ ở cửa từ lâu, vẻ mặt hắn không giấu nổi sự mệt mỏi quá độ, có việc gì thì để hôm khác nói sau, hôm nay ta còn bận nhiều việc. Trương Dương lắc lắc đầu trầm giọng nói, nhận định hôm nay phải nói. Lý Trường Vũ cũng nhận ra giọng điệu Trương Dương có phần không tốt, hắn nhìn Trương Dương lại một hồi, rốt cục cũng gật gật đầu nói, được rồi, vào trong nói chuyện đi, ta không có nhiều thời gian đâu. Thực ra Trương Dương cũng đang cố đè nén cơn tức giận trong lòng lại, lúc biết tin dự án đường vành đai ba xảy ra sự cố, người đầu tiên hắn nghĩ đến là cố Gia đồng. Lúc trước Phương Văn Nam nhận thầu dự án, hắn ta lại thông qua Trương Dương tìm Lý Trường Vũ, mà Lý Trường Vũ lại ẩn ý bảo Trương Dương khuyên cố giai đồng cùng hợp tác nhận thầu dự án với Phương Văn Nam. Trước thì Trương Dương cũng không thấy có điểm gì khác thường, nhưng hiện giờ xảy ra chuyện, Trương Dương mới nhận ra, ngay từ đầu Lý Trường Vũ đã lo rằng dự án này có tính phiêu lưu quá lớn nên mới có ý buộc cố giai đồng vào chung một con thuyền, như vậy chẳng khác gì tự mua cho mình một tấm bảo hiểm hay một chiếc phao cứu sinh cỡ lớn. Trương Dương không sợ bị người khác lợi dụng, nhưng hắn lại ghét nhất người khác dám lợi dụng nữ nhân của hắn, cho dù là Lý Trường Vũ đi nữa, hắn cũng không nể chút mặt mũi nào. Vừa vào văn phòng của Lý Trường Vũ, Trương Dương nhịn không được liền lớn tiếng hỏi: chuyện này sẽ gây ảnh hưởng gì tới Cố Gia Đồng? Lúc này Lý Trường Vũ mới biết vì sao Trương Dương lại tới đây tìm mình. Hắn thấp giọng trả lời: nàng ta là một trong những người cùng đứng ra nhận thầu, đương nhiên cũng sẽ chịu một chút trách nhiệm liên đới. Nàng ta đâu có liên quan gì đến chuyện này. Đáng nhẽ người phải biết rõ chuyện này hơn bất kỳ ai hết mới phải chứ. Lý Trường Vũ thở dài một hơi, sở dĩ nàng ta chịu hợp tác cùng nhận thầu dự án xây dựng đường vành đai ba này là vì nàng ta thấy lợi ích trong đó, mà đã có lợi ích thì chắc chắn là phải có tính mạo hiểm, giờ xảy ra sự cố ngoài ý muốn dù gì nàng ta cũng phải chịu trách nhiệm. Những lời này của Lý Trường Vũ khiến Trương Dương cảm thấy phản cảm vô cùng, hắn lạnh lùng nói, ta chỉ biết một điều, chuyện này không liên quan gì đến cố gia đồng cả. Nếu ta biết kẻ nào cố ý mượn chuyện này gây khó dễ nàng ta, bất luận kẻ đó có là ai đi chăng nữa nhất định ta sẽ không nể tình lý trường vũ nghe mà không kìm nổi cơn tức giận tiểu tử ngươi cũng quá ngông cuồng rồi đó ta là phó thị trưởng thành phố vậy mà ngươi lại dám ngang nhiên uy hiếp ngay trong phòng làm việc của ta sao hắn hử lạnh một tiếng giận dữ vỗ bàn cái rầm một tiếng rồi quát lớn ra ngoài trương dương gật gật đầu không nói tiếng nào mà xoay người bỏ đi ngay tức khắc thực ra sớm muộn gì giữa hai người bọn họ cũng xảy ra tranh chấp mà cố gia đồng chỉ là một mồi lửa châm ngòi mà thôi. Trương Dương vẫn cho rằng Lý Trường Vũ cố ý muốn lợi dụng cố gia đồng, chính điều này khiến hắn càng căm hận Lý Trường Vũ hơn. Lăn nội trên trốn quan trường cũng khá lâu, con mắt phân tích tình hình của Trương Dương cũng được nâng cao hơn trước rất nhiều, hắn cũng biết vụ sập cầu lần này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng vô cùng xấu. Như vậy phiền toái mà cố gia đồng mắc phải sẽ không nhỏ chút nào, càng nghĩ Trương Dương lại càng thấy khó chịu hơn. Trương Dương vừa về nhà không lâu sau, Cố Gia Đồng liền gọi điện tới. Tuy rằng lãnh đạo Giang Thành vẫn chưa báo cho nàng biết sự việc sập cầu vừa rồi, nhưng thông qua những mối quan hệ nàng cũng biết khá nhanh tin tức này. Giờ nàng gọi điện cho Trương Dương cũng là để xác định rõ ràng chuyện này là như thế nào. Trương Dương không muốn thấy Cố Gia Đồng phải lo lắng nên mới tránh nặng tìm nhẹ, lựa lời kể lại sự việc cho nàng ta biết, cuối cùng cũng chỉ nói trách nhiệm lớn nhất do bên thi công côn trình gánh chịu, mà nàng ta sẽ không bị liên quan đến là giám đốc một công ty lớn mà lại con gái của cô bí thư nên nàng cũng quá quen với mấy trò chơi chính trị làm sao nàng không biết hậu quả chuyện này sẽ như thế nào nhưng nàng vẫn chỉ nhẹ giọng nói trương dương ngươi cũng đừng nên gạt ta nữa ta biết ta khó có thể thoát khỏi phải chịu trách nhiệm chuyện này xem ra ta phải trở lại giang thành một chuyến rồi trương dương thấp giọng khuyên nhủ ngươi không cần phải về vì sao chuyện đề cử tổng tài ác ma và cô dâu đến từ địa ngục Trương Dương lại hỏi ngược lại, "Thế cha ngươi đã gọi điện cho ngươi chưa?" "Chưa." "Thế bên Giang Thành đã gọi điện báo cho ngươi biết chuyện gì hay chưa?" "Cũng chưa thấy gì." Trương Dương cười nhẹ nói, "Như vậy chẳng phải đã rõ rồi sao? Tất cả mọi người đều biết ngươi có liên quan đến chuyện này, nhưng vì sao lại không có ai chủ động gọi điện báo cho ngươi biết? Bọn họ sợ điều gì? Chẳng phải là bọn họ sợ, người đầu tiên dám nói ra chuyện này là sẽ đắc tội với cô bí thư sao?" Cố Sai Đồng lại nói, "Nhưng dù sao ta vẫn phải trở về, ta phải gánh trách nhiệm của mình, ta không muốn liên lụy đến cha ta." Trương Dương nhếch mép cười nhạt một tiếng, "Bọn họ chỉ mong sao ngươi sớm trở về đó mà thôi, thế thì ngươi trở về làm gì?" Sự việc mới xảy ra, cũng chưa điều tra rõ nguyên nhân xảy ra sự cố, người nào phải gánh chịu trách nhiệm cũng còn chưa rõ ràng. Cứ để mặc bọn họ xử lý đã đi, mà ngươi cũng không phải là trốn tránh trách nhiệm chỉ là chờ đến bao giờ điều tra rõ nguyên nhân rồi trở về cũng không muộn mà. Nhưng mà, Trương Dương trầm giọng nói, không có nhưng nhị gì hết. Ta sẽ giúp người tìm hiểu rõ chuyện này ra sao, ta thực muốn xem xem kẻ nào dám nhân cơ hội này gây khó dễ cho ngươi. chương 223, Sương Mù Nặng Nề Trương Dương, ngươi không nên vọng động. Trương Dương thấp giọng nói, chuyện này nguyên bổn chính là ta đem ngươi túm vào. Quá khứ ta lo lắng không chu toàn toàn, không nghĩ tới bọn họ là muốn mượn dùng cố bí thư lực ảnh hưởng. Cố Giai đồng ôn nhu nói, kỳ thực lúc trước chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh hiện tại sự tình, người yên tâm đi, ta sẽ điều chỉnh tốt tâm tính của mình. Cố Giai đồng và Trương Dương nói xong nói sau khi, suy tính một hồi, rốt cục vẫn phải quyết định cấp phụ thân gọi điện thoại. Cố duẫn Chi đang ở thư phòng tính tỏa, từ lúc giang thành cây tường vi sông Đại Kiều sụp xuống một giờ hậu, hắn thì đã biết tin tức này, Cố duẫn Chi sao mà lão đạo, hắn lập tức liền nghĩ đến nữ nhi là giang thành tam đường vòng bao quanh vòng thành phố công trình nhận thầu thương một trong, lập tức thì lo lắng đến cố giai đồng sở phải làm gánh chịu trách nhiệm vấn đề, nhưng cố duẫn chi cũng không có đi biểu hiện ra đặc biệt quan tâm, hắn biết một hồi mưa gió gần đến, loại khi này mà hắn cần làm được chính là đợi và chuẩn bị. Cố giai đồng khiếp sinh sinh kêu một tiếng ba ba. Cố duẫn chi thanh âm tịnh không có bất kỳ dị dạng, bình tĩnh nói còn tại Bắc Kinh A. Minh Kiện và Dưỡng Dưỡng cũng khỏe sao? Hoàn hảo, Minh Kiện bị ta phái đi Singapore khảo sát, Dưỡng Dưỡng học tập thuận lợi, đã thích ứng tập thể sinh hoạt. Cố giai đồng có chút kỳ quái, từ phụ thân trong giọng nói thính không ra bất luận cái gì trách cứ thành phần, lẽ nào hắn còn không biết Giang Thành phát sinh chuyện này? Nhưng cố giai đồng lập tức liền nghĩ đến, đây căn bản là không thể nào, phụ thân thân là Bình Hải Bí Thư Tỉnh ủy, Giang Thành xảy ra chuyện lớn như vậy, người phía dưới không lý do không hướng hắn hội báo huống chi chuyện này cùng mình có mật thiết liên hệ. Phụ thân sở dĩ không chủ động nhắc tới, có lẽ là không muốn cho nàng áp lực, có lẽ là cấp cho nàng một cái chủ động thẳng thắn thành khẩn cơ hội. Cố dài đồng thấp giọng nói, ba, sang thành tam đường vòng bao quanh vòng thành phố công trình đã xảy ra chuyện, vừa thông xe cây tường vi sông Đại Kiều phát sinh sụp xuống. Nga, cố dẫn chi thanh âm vẫn như cú gợn sóng không sợ hãi, hắn nhẹ giọng nói, ta đã biết, ai thông chi của ngươi là có người hay không cho ngươi quay về đi xử lý chuyện này. Cố Gia Đồng nói, không ai cho ta biết. Cố Duẫn Chi nói, người Bắc Kinh sự tình còn không có hết bận, Giang Thành sự tình sẽ không muốn quan tâm, sự tình tổng hội có kết quả. Cố Gia Đồng trong lòng bỗng nhiên cảm thấy đau xót, nàng thiếu chút nữa thì rớt xuống lệ đến, phụ thân không thể nghi ngờ đối với chuyện này lý giải so với nàng nhiều hơn nhiều, hắn phải làm được rồi ứng đối chuẩn bị. Cố Gia Đồng rất khó quá. Nàng bởi vì chính mình cấp phụ thân mang đến phiền phức mà cảm thấy áy náy, xin lỗi, ba. Cố Duẫn Chi nở nụ cười, nhà đầu ngốc, người có cái gì xin lỗi ta? Xảy ra sự tình, chúng ta cũng không phải sợ sự. Rồi nói sau, sự tình hội truy cứu đến cá nhân, nên người gánh chịu trách nhiệm, ta sẽ không cho người trốn tránh, cũng không nên người gánh chịu trách nhiệm, ai cũng đừng nghĩ lại đến nữ nhi của ta trên thân. Cố Giai Đồng trong mắt cầu chứ nhiệt lệ, nàng nói cái gì đều cũng không nói ra được. Cố Duẫn Chi nhẹ giọng nói, dài đồng, phóng khoán tâm, trời sập xuống. Còn có ba ba, ba, tỉnh thường ủy hội tới gần lúc kết thúc, đại tỉnh trưởng Tống Hoài Minh mới nhắc lên phát sinh ngày hôm qua giang thành cây tường vi sông Đại Kiều sụp đổ sự cố, con mắt tiền tam danh người bị thương đã toàn bộ thoát khỏi nguy hiểm, tử vong một người, nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là mới vừa thông xe ba ngày Đại Kiều xuất hiện rồi như vậy sự cố, đã ở trong xã hội tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Tống Hoài Minh nói, điều tra cuối cùng kết quả mặc dù không có đi ra, thế nhưng có một chút ta có thể kết luận, Giang Thành tương quan người lãnh đạo không có đưa đến rất tốt giám sát tác dụng, bằng không sẽ không phát sinh đây khởi sự món. Cố Duẫn Chi không nói gì, hắn lặng lặng nhìn Tống Hoài Minh, cùng đợi hắn bên dưới. Tống Hoài Minh nói, ta đến Bình Hải không lâu sau, thế nhưng đây Giang Thành chuyện phiền toái nhưng lại ùn ùn, ta không khỏi nghĩ hỏi một chút, Giang Thành những này lãnh đạo đến tột cùng có hay không đi làm sự Cải cách là chuyện tốt, sửa đường là chuyện tốt, nhưng vì cái gì những chuyện tốt này đến bọn họ chấp hành đứng lên thì sẽ biến thành chuyện xấu. Thường vụ phó tỉnh trưởng Triệu Quý Đình nói, Tống tỉnh trưởng, chuyện này hiện nay còn không có kết quả, không cần phải chuyên môn bắt được thường ủy hội thượng thảo luận ba. Công trình chất lượng vẫn còn thiết kế vấn đề, đến tối hậu tự nhiên có tương quan bộ môn tiến hành giám định. Chờ có kết quả rồi hãy nói. Tống Hoài Minh nói, Quý Đình đồng chí hiểu lầm ta sở nói là về giang thành cán bộ tố chất và năng lực vấn đề, mà không phải truy cứu cái này công trình trách nhiệm, nếu như công trình chất lượng có chuyện, như vậy lúc trước bọn họ đang tiến hành công trình gọi thầu thì, bọn họ xét duyệt tiêu chuẩn gì? Tại sao phải xuất hiện loại tình huống này, vì sao đi qua thi công đơn vị nhận thầu xin? Tống Hoài Minh những lời này nói xong đã tương đương không khách khí, hầu như tất cả mọi người nghe được, Tống Hoài Minh đang ở chỉ hướng cố dẫn chi. Bí thư tỉnh ủy Cố Duẫn Chi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đem sở hữu thường ủy ánh mắt tập trung ở trên người của hắn. Cố Duẫn Chi nói, Bình Hải không ngừng giang thành một cái thành thị, chúng ta đề tài thảo luận cũng không thể luôn luôn vây quanh giang thành tiến hành. Chuyện này thì giao cho quý đình đồng chí trọng điểm quan tâm ba, tan họp. Tống Hoài Minh ngẩn người, hắn không nghĩ tới Cố Duẫn Chi đối giang thành thắp kiều sự kiện thế nhưng hội áp dụng thái độ như vậy. Tống Hoài Minh cho rằng, Cố Duẫn Chi sở dĩ không muốn đem chuyện này khuyết đại, là bởi vì hắn nữ nhi cố dài đồng chính là gian Thành Tam đường vòng bao quanh vòng thành phố công trình nhận thầu thương một trong, ở một vấn đề này thượng cố dẫn chi rõ ràng còn có tư tâm. Tống Hoài Minh vốn muốn mượn thử cường điệu kiến trúc công trình an toàn vấn đề, nhưng cố dẫn chi câu nói đầu tiên đưa hắn trước chăn đệm toàn bộ quấy giày, đem chuyện này giáo cho mình nhất tay cầm rút lên triệu quý đình. Hội nghị thường kỳ hội tan học sau khi, cố dẫn chi hướng Tống Hoài Minh vẫy vẫy tay, Hoài Minh. Tống Hoài biết rõ Cố Bí thư tưởng cùng mình đơn độc trao đổi, hắn đi tới Cố Duẫn Chi bên người, Cố Duẫn Chi cười nói, biết ta tại sao muốn làm sao như vậy. Tống Hoài Minh cười lắc đầu, trong lòng sáng như tuyết, ngươi làm như vậy nguyên nhân hoàn không phải là bởi vì con gái của ngươi Cố Gia Đồng là Giang Thành Tam Đường vòng bao quanh vòng thành phố nhận thầu thương một trong, bất quá lời như thế là không thể gọn gàng dứt khoát chỉ ra tới. Cố Duẫn Chi nói, đoạn thời gian gần nhất, Giang Thành mặt trái nhân tố thực sự nhiều lắm. Chúng ta cũng không thể chỉ thấy Giang Thành Na Bang cán bộ khuyết điểm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tống Hoài Minh nói, "Cô bí thư, ta cho rằng đây là bọn hắn toàn bộ quản lý tầng nhận thức tồn tại vấn đề, cần hảo hảo chỉnh đốn một chút." Cô Duẫn Chi cười nói, "Chỉnh đốn? Năm đó nhiều thời giờ, Giang Thành xảy ra nhiều ít sự. Từ Lê Quốc Chính tham ô rơi đài bắt đầu, đây Giang Thành sẽ không có trắng trong thuần khiết quá." Hoài Minh Giang Thành là tòa lão thành, cũng là chúng ta bình hải đệ nhị thành phố lớn, cải cách mở ra cũng muốn nhập ra tùy tục, đối với loại này lão công nghiệp căn cứ, không thể một mặt hạ mãnh thuốc, bằng không chỉ biết không như mong muốn. Tống Hoài Minh nghe ra cố dẫn chi ở thâu hoán khái niệm, hắn muốn nói là Giang Thành phát sinh ngày hôm qua cầu sụp xuống sự kiện, nhưng cố bí thư nhưng lại đem hắn dẫn tới cải cách mở ra chuyên gia hướng về phía trước, Tống Hoài Minh âm thầm cười khổ, xem ra cố bí thư cũng là có tư tâm tống hoài minh cũng sớm đã nhìn ra sở hữu thường ủy đều ở đây né tránh vấn đề này hắn đem vấn đề này nói ra kỳ dụng ý cũng không phải là chỉ hướng cố giai đồng mà là muốn thử tham một chút cố duẫn chi thái độ từ cố duẫn chi vừa biểu hiện đến xem cố bí thư hiển nhiên không muốn đem chuyện này ảnh hưởng khuyết đại tống hoài minh cũng không có khứ lược hồ tu dự định thế nhưng đối với chuyện này xử lý hắn vẫn đang sẽ không dễ dàng quên đi bất cứ chuyện gì cũng phải có nghiêm ngặt chế độ pháp luật như vậy Kiến trúc an toàn cũng là như thế, xảy ra sự tình, phải phải tìm được nguyên nhân, sau đó tránh cho đồng loại thảm kịch phát sinh. Tống Hoài Minh nói, "Cô bí thư, ta vừa mới mới ý là, chúng ta hẳn là nương chuyện này, cấp toàn tỉnh an toàn sinh sản, thi công chất lượng nói cá tỉnh." Cô Duẫn Chi không nói gì, hắn biết Tống Hoài Minh là một rất có chủ kiến nhân, điểm này và hắn có kinh người cùng loại, bọn họ đều thuộc về cái loại này tưởng đánh nhịp định án lĩnh quân nhân vật không biết bởi vì người khác ảnh hưởng mà đơn giản cải biến quan điểm của mình, sở dĩ giữa hai người khó tránh khỏi hội sản sinh mâu thuẫn, mà bọn họ cũng đều ở tận lực tránh cho đây đó gian ma sát phát sinh. Cố Duẫn Chi nói, đích xác có cần phải, chờ chuyện này điều tra kết quả đi ra, chúng ta đang ngồi cùng nhau hảo hảo nói chuyện. Tống Hoài Minh gật đầu, đây là hướng Cố Duẫn Chi nhượng bộ. Cầu sụp đổ nguyên nhân đã sơ bộ trồi lên mặt nước, kinh qua tỉnh thiết kế viện tương quan chuyên gia giám định, cầu thiết kế bản thân thì tồn tại nghiêm trọng chỗ thiếu hụt, mà cầu ở thi công trong quá trình cũng tồn tại ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu vấn đề, vấn đề bộ phận tất cả đều ở vào thiên bay liệng kiến trúc công ty nhận thầu trong phạm vi, đào vĩ phụ có tương đối lớn trách nhiệm. Ở biết kết quả này sau khi, Giang Thành Thị ủy bí thư hồng vĩ cơ trường thở phào nhẹ nhóm, thiết kế tồn tại vấn đề, vấn đề có thể truy cứu đến thiết kế viện trên đầu, về phần thiên bay liệng công ty phụ trách thi công phạm vi, đây là đào vĩ trách nhiệm, nói cách khác tam đường vòng bao quanh vòng thành phố công trình thầu khoán Phương Văn Nam và Cố Giai Đồng không biết gánh chịu chủ yếu trách nhiệm, từ Tô Tiểu Hồng cấp Hồng Vĩ Cơ đánh qua cú điện thoại kia, Hồng Vĩ Cơ nội tâm không thể nghi ngờ là thấp thỏm bất an. Nếu như lần này chủ yếu trách nhiệm rơi vào Phương Văn Nam trên đầu, như vậy Tô Tiểu Hồng thật sự có khả năng trở mặt, đưa bọn họ chuyện giữa tất cả đều chấn động rất xuống đi ra. Hồng Vĩ Cơ đối Tô Tiểu Hồng nữ nhân này càng ngày càng cảm thấy cảnh giác, hắn quá khứ chỉ là mê luyến Tô Tiểu Hồng, nhưng lại chưa bao giờ quan tâm quá ý tưởng của nàng, nhận thức phi nữ nhân này chẳng qua là một người bình thường đồ chơi mà thôi, nhưng nghĩ không ra Tô Tiểu Hồng càng ngày càng biểu hiện ra của nàng độc lập tính, loại này độc lập tính đối Hồng Vĩ Cơ mà nói thì là một loại tính nguy hiểm, hắn ý thức được Tô Tiểu Hồng không cam lòng bị hắn không công đùa bỡn, hiện tại bắt đầu hướng hắn đòi lấy hồi báo. Không chỉ Tô Tiểu Hồng, Liên Phương Văn Nam cũng làm cho Hồng Vĩ Cơ một hồi bất an, Phương Văn Nam gần đây tao mộ rồi một loạt không may sự thậm chí mất đi hắn yêu mến nhất nhi tử, nhân ở gặp đả kích như vậy sau khi bất cứ chuyện gì đều không biết cố kỵ. Cũng may Phương Văn Nam từ gặp chuyện không may đến bây giờ vẫn luôn bảo trì trầm mặc, tịnh không có nói quảng cái gì. Căn cứ thường vụ thị ủy khẩn cấp bàn bạc, thông nhau cục cục trưởng cố hâm là phải muốn bắt hạ, kiến trúc thiết kế viện tương quan trách nhiệm nhân phải ra khỏi đến phụ trách, công trình chất lượng phương diện thiên bay liệng đào vĩ hội gánh chịu chủ yếu trách nhiệm, phương. Văn Nam gánh chịu liên quan trách nhiệm, kỳ thực tất cả mọi người minh bạch Phương Văn Nam có chút oan uổng, hắn là tam đường vòng bao quanh vòng thành phố thầu khoán, nhưng cầu công trình là diễn hai nơi đi ra ngoài, hơn nữa trước đi qua thị chính phủ đi qua, nhưng nếu đã xảy ra chuyện, Phương Văn Nam cái này tổng thầu khoán cũng vô pháp chạy trốn trách nhiệm. Hắn sở đối mặt, tương thị một số lớn phạt tiền. Phương Văn Nam đi ra viện kiểm sát đại môn, ánh mắt dại ra nhìn tiền phương nhai đạo, từ nhi tử sau khi chết, hắn ép buộc chính mình cho rằng đã phát sinh tất cả đều là ảo mộng, nhưng trong lòng đau đớn nhưng lại là chân thật tồn tại, Phương Văn Nam thấy được chờ ở nơi nào Linh Côn xa, thế nhưng hắn cũng không có lên xe, dọc theo lối đi bộ chậm rãi đi tới, tài xế mở ra na lượng Linh Côn xa chậm rãi cùng ở phía sau hắn. Phương Văn Nam trong đầu trống rỗng, hắn không biết mình hẳn là đi nơi nào, cũng không biết mình ngày mai đêm sẽ như thế nào, hắn nghe được còi cảnh sát thanh, dừng bước lại, Trương Dương mở ra một xe cảnh sát ở bên cạnh hắn dừng lại, thấp giọng nói, Phương Tổng. Phương Văn Nam gật đầu, tìm ta có việc. Trương Dương ý bảo hắn lên xe, lên xe hằng nói. Phương Văn Nam mở cửa xe ngồi xuống, Trương Dương khởi động ô tô về phía trước phương chạy tới, ta vừa mới từ thị chính phủ qua đây, nghe được một ít về chuyện của ngươi. Phương Văn Nam lục lọi đi tìm Yên, Trương Dương từ cái bao tay dương nội móc ra một bao mềm trung hoa ném cho hắn. Phương Văn Nam rút ra điếu thuốc lá đốt, tống ta đi công ty. Trương Dương nhìn thoáng qua phản quang kính. Phương Văn Nam Lincoln Sa vẫn đang theo ở phía sau, hắn thấp giọng nói, dặm nhầm vào lần này cầu sụp đổ sự kiện, sẽ đối với người tiến hành phạt tiền. Phương Văn Nam đạm nhiên cười cười, phảng phất chuyện này căn bản và hắn không quan hệ. Bọn họ tưởng phạt nhiều ít thì phạt nhiều ít, ta không quan tâm. Trương Dương có thể lý giải Phương Văn Nam lúc này cô đơn tâm tình, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, cố dài đồng nhượng ta chuyển cáo ngươi, vô luận nhiều ít phạt tiền, bọn ta hội gánh chịu phân nửa không cần thiết, ta xảy ra chuyện, cần gì phải đem nhiều hơn nhân liên lụy tiến đến. Phương Văn Nam phun ra một đoàn giày đặc yên vụ, ta ghét, đợi được tam đường vòng bao quanh vòng thành phố công trình làm xong, ta thì sẽ rời đi giang thành, phạt tiền sự tình không cần bất luận kẻ nào quan tâm, ta dự định đem ngư mễ chi hương bán trao tay, ăn uống nghiệp ta đã không có hứng thú. Trương Dương sâu biểu đồng tình nhìn Phương Văn Nam, qua một lúc lâu mới vừa rồi nói, ta sẽ tận lực giúp ngươi tranh thủ, nhìn có thể hay không giảm bớt một ít trách nhiệm. Phương Văn Nam Ý bảo Trương Dương xe đỗ, sau đó lộ ra một tia khổ sát dáng tươi cười, ta là một cái tai tinh, nếu như muốn không may, để ta một người không may đi xuống đi, thay ta cảm tạ cố tiểu thư hảo tâm, chuyện này ta biết nên thế nào làm, cổ phần của nàng, ta sẽ trả lại cho nàng, ta hiện tại mới nhìn ra, tam đường vòng bao quanh vòng thành phố căn bản là một cái không đường về, nhượng ta đi một mình đi xuống đi. Nói xong hắn đẩy cửa xe ra đi xuống, hắn thượng phía sau Linh Côn Sa, lập tức tiêu thất ở phương xa góc đường. Hồ Nhân như Thính Trương Dương nói xong phương văn nam sự tình, cũng rơi vào ngắn trầm mặc chung. Trương Dương cảm thán nói, phương văn nam cũng cú không may, gần nhất liên tiếp vận rủi toàn đều tìm tới hắn, đầu tiên là nhi tử hít thuốc phiệt, sau đó tử điếm cháy, hiện tại không chỉ nhi tử chết rồi. Liên tam đường vòng bao quanh vòng thành phố công trình lại xảy ra sự cố, nhân nếu như không may hát nước lạnh đều nhét hàm răng. Hồ Nhân như nhẹ giọng thở dài một hơi, nhất định có người ở nhầm vào hắn. Trương Dương nói, nếu để cho ta đào ra người này, ta sẽ nhường hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Hắn nhớ tới cố dài đồng sự tình, thấp giọng nói, Phương Văn Nam dự định đem dài đồng tỷ ở tam đường vòng bao quanh vòng thành phố đầu tư toàn bộ trở về. Hồ Nhân như nói, Phương Văn Nam rất thông minh, người này rất kiên cường, hắn cũng không có bởi vì bi thống mà đánh mất lý trí, từ nơi này món trên đời là có thể nhìn ra, Hắn rất thanh tình, muốn cho chuyện này đối với hắn ảnh hưởng nhỏ nhất hóa, sẽ đem Cố Giai Đồng trách nhiệm phiết thanh. Hồ Nhân Như vừa nói như thế, Trương Dương cũng suy nghĩ cẩn thận, thảo nào Phương Văn Nam sẽ làm ra quyết định như vậy. Hắn cũng lo lắng đến Cố Giai Đồng phía sau bối cảnh, nếu như đem Cố Giai Đồng liên lụy tiến đến, sự tình chỉ biết Việt lộng Việt hỏng bét, thập có hội đắc tội Cố Giai Đồng phụ thân, bình hải bí thư tỉnh ủy Cố Duẫn Chi. Công bình mà nói. Cố giai đồng ở cầu sụp xuống sự cố trung tịnh không có bất kỳ trách nhiệm, lúc trước Phương Văn Nam tuyển chọn cùng nàng liên thủ cạnh tiêu, là bởi vì nhìn chúng cố gia đồng bối cảnh, cạnh bia vận tác và công trình kiến thiết, cố gia đồng cũng không có tác quá nhiều nhúng tay, Phương Văn Nam trở về cố giai đồng đầu tư đích thật là sáng suốt quyết định. Trương Dương nói, nhân như, gần nhất đây liên tiếp sự kiện hình như có chút bất thường, điền cục, Phương Văn Nam, Lý Trường Vũ những người này theo ta đều có chút quan hệ mà bọn họ trong đoạn thời gian này không hẹn mà cùng gặp không may sự, người nói trong chuyện này có đúng hay không có nào đó liên quan. Hồ nhân như đôi mi thanh tú vi tần, người hoài nghi việc này đều là nhầm vào của ngươi. Trương Dương triển khai cánh tay đem hồ nhân như ôm vào lòng, ngón tay ở nàng mềm nhẵn tóc dài thượng đánh quyển mà, Phương Hải đào gặp chuyện không may thời điểm, ta bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ, loại cảm giác này là ta quá khứ chưa bao giờ có, ta lập tức cấp dài đồng tỷ gọi một cú điện thoại, nghe được thanh âm của nàng, vững tin nàng bình an, ta lúc này mới yên lòng lại, ngày đó ta đánh thật nhiều điện thoại. Hồ nhân như gật đầu, nàng biết, bởi vì Trương Dương cũng cho nàng đánh một cái, cánh tay của nàng khinh khẽ vuốt vuốt Trương Dương ngực, người rốt cuộc nghĩ tới điều gì. Nói ra, ta giúp người phân tích một chút. Trương Dương nói, ta nghĩ tới một người, một câu nói. Hồ nhân như ôm chặt Trương Dương. Trương Dương nói, có người đã từng nói với ta một câu nói như vậy, kỳ thực tử vong không phải đáng sợ nhất kết cục, chân chính đáng sợ chính là một chút mất đi chính mình có tất cả. Hồ nhân như không có tới từ một cái lạnh run, cho dù là từ trương dương trong miệng thuật lại đi ra, nàng vẫn đang cảm thấy một trận cực sợ, ai nói như vậy. Hứa ra dũng. Hồ nhân như cũng không biết trương dương và hứa ra dũng trong lúc đó thâm cừu đại hật, nàng nhỏ giọng nói, hắn tại sao muốn đối nói như ngươi vậy? Hắn rất hận ngươi sao? Trương Dương gật đầu, lúc này mới đem chính mình trước khứ tĩnh an tìm kiếm hứa thường đức phạm tội chứng cứ sự tình tự thuật một lần nói đến hắn ở tỉnh ủy đại cửa viện bị bom tạc phi lo lắng hồ nhân như che miệng lại thân trương dương vẫn bảo thủ chưa bí mật này thẳng cho tới hôm nay mới vừa rồi hướng hồ nhân như nói lên hồ nhân như càng nghe càng là kinh hãi nghĩ không ra chuyện này phía sau thế nhưng cất giấu nhiều như vậy kinh tâm động phách cố sự hứa thường đức tuy rằng không phải là bị trương dương giết chết nhưng là của hắn chết không thể nghi ngờ là ở trọng áp dưới mà dẫn đến kết quả, hứa ra dũng nếu như biết đây phía sau tất cả, đem Trương Dương coi là cửu nhân giết cha cũng rất có thể. Trương Dương nói, ta biết hắn hận ta, thế nhưng hắn vẫn luôn che giấu rất tốt, hiện tại ta tỉ mỉ ngẫm lại, hắn tuyển chọn Giang thành đầu tư, tuyển chọn và kiều mộng viện đính hôn, tất cả hình như đều cũng có dự mưu. Hồ Nhân như nói, ta cũng không hiểu hắn tại sao phải tuyển chọn Giang thành khai phá khu, dĩ điều kiện của hắn và thực lực, bản hẳn là khứ canh nơi thích hợp khứ phát triển trương dương người vừa nói như thế hắn thực sự rất có thể là hướng về phía người tới nếu như hắn đã biết sự kiện kia nói không chừng hắn sẽ đem người trở thành hắn cử nhân giết cha trương dương mím môi nói ta nghĩ tới nghĩ lui cử nhân của ta không ít thế nhưng nói ra câu nói kia nhân cũng chỉ có hắn một cái nếu như đây hết thảy thật là hắn bày ra người này thật đúng là không đơn giản hồ nhân như thấp giọng nói đâu chỉ không đơn giản quả thực thật là đáng sợ, hắn bây giờ là kiều mộng viện vị hôn phu, kiều ra thực lực người nào không biết. Trương Dương cười lạnh nói, chọc giận ta, ta như nhau bắt hắn cho diệt. Nhưng Trương Dương trong lòng minh bạch, hắn cũng không có xác thực căn cứ chính xác cư, chỉ ít ở trước mắt, không có bất kỳ một cái chứng cứ có thể cho thấy việc này và hứa ra dũng hữu quan. Hồ Nhân như lãnh tĩnh phân tích nói, vô luận việc này đến cùng là đúng hay không hắn làm, có một chút ta có thể kết luận, hứa ra dũng đối với người tuyệt đối không có bất kỳ thiện ý, sau đó nhất định phải đối với hắn nhiều hơn đề phòng. Ta không sợ hắn, ta sợ chính là hắn hội dùng thủ đoạn hèn hạ đối phó bên cạnh ta nhân. Người không có chứng cứ, người đối phó hắn chẳng khác nào và kiều người sử dụng địch. Trương Dương chẳng đáng cười nói, là địch thì là địch, không để cho ta tìm được chứng cứ, nếu để cho ta chứng minh việc này và hắn hữu quan, chính là kiều lão ta cũng sẽ không cho mặt mũi. Hồ Nhân như lay động một cái cánh tay hắn, ý ở nhắc nhở Trương Dương, có một số việc có thể ngẫm lại, có thể nói một chút, thế nhưng nghìn vạn lần không thể làm, kiều ra thế lực là người thường căn bản vô pháp tưởng tượng, nếu như Trương Dương đang còn muốn quan trường chung tiếp tục đi xuống khứ, hắn thì không thể tuyển chọn và kiều ra công nhiên đối lập. Trương Dương nói ta nhất định sẽ đem thủ phạm thật phía sau màn cấp bắt được đến. Hứa Gia Dũng và thị Hủy bí thư Hồng Vĩ cơ lần này gặp rất khoái trá, từ phụ thân hứa thường đức sau khi chết, Hứa ra Dũng Hoàn là lần đầu tiên và Hồng Vĩ Cơ gặp mặt, trong lòng hắn minh bạch, nếu như không phải là mình và Kiều Mộng Viện đính hôn, có Kiều ra làm chỗ sửa vững chắc, Hồng Vĩ Cơ là không dám cao như vậy điều cùng mình gặp mặt, dù sao phụ thân hắn hứa thường đức sự tình đối chính đàn thượng nhân mà nói đều là nhất hiện cực kỳ mẫn cảm sự tình. Hồng Vĩ Cơ mỉm cười nói, ra Dũng, ta nhớ kỹ lần trước thấy ngươi vẫn còn 6 năm tiền. Hồng Thúc Thúc hảo trí nhớ, một năm kia, ngài và Ba Ba ta cùng tồn tại Trung ương Trường Đảng học tập, ta từ nước Mỹ trở về, ở Bắc Kinh cùng các ngươi gặp mặt. Hồng Vĩ Cơ mỉm cười gật đầu, có chút cảm khái nói, tất cả thoáng như hôm qua, quang âm như thoi đưa, trong nháy mắt đã vật tự nhân phi. Hắn những lời này là nhằm vào hứa thường đức qua đời mà nói, thân là Giang Thành thị ủy bí thư, đối hứa thường đức sự tình hắn hết sức rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì hứa gia dũng hiện tại dựa vào thượng hứa gia Hồng Vĩ Cơ chắc là sẽ không nhắc tới đoạn này quốc tình. Hứa ra Dũng nói, ba ba ta sinh tiền vẫn đem ngài trở thành chi kỷ của hắn bạn tốt. Hồng Vĩ Cơ cảm thán nói, ba ba người tráng niên mất sớm, thật là làm cho nhân tiếc hận. Bất quá, hoàn hảo có ngươi, ta tin tưởng ngươi sau đó nhất định có thể cố thành tựu một phen sự nghiệp. Còn muốn dựa vào Hồng Thúc Thúc chiếu cố nhiều hơn, hứa ra Dũng biểu hiện rất khiêm tốn. Hồng Vĩ Cơ nói, Gia Dũng, người đang ở đây khai phá khu đầu tư tiến triển thế nào? Tất cả thuận lợi, vài nét bút đầu tư đã cơ bản đúng chỗ, cơ sở kiến thiết cũng ở trong tiến hành, tương quan sinh sản cho phép chứng và nhóm văn ta cũng lấy đến trong tay, sang năm hơn nửa năm nhóm đầu tiên sản phẩm có thể mặt thế. Hồng Vĩ Cơ nói, kế hoạch của các ngươi thư ta xem quá, hối thông tương lai, muốn đánh tạo Á Châu lớn nhất máy tính lắp ráp nơi sản sinh. Hứa ra Dũng cười nói, không chỉ là toàn Á Châu, Mục đích cuối cùng là chế tạo vi toàn thế giới lớn nhất lắp ráp cơ sinh sản địa, căn cứ chúng ta đoàn đội thương nghiệp điều tra, thời gian tới thời đại sẽ là máy tính cao tốc phát triển thời đại, trong tương lai 10 năm 20 năm nội, cá nhân máy tính sẽ dĩ bất khả tư nghĩ tốc độ phát triển, nắm trong tay ở tiên cơ, chẳng khác nào nắm trong tay ở kinh tế mạch đập. Hồng Vĩ cơ cười nói, các người thế hệ này nhân hòa thật sự của chúng ta bất đồng, nghĩ đến cái gì thì dám buông tay đi làm, hảo cải cách mở ra thì cần các người loại này dám nghĩ dám làm tinh thần. Ngươi yên tâm, chỉ cần năng lực ta có thể đạt được trong phạm vi, ta nhất định sẽ dành cho ngươi lớn nhất trợ giúp. Cảm tạ hồng thúc thúc. Hồng vĩ cơ thoải phong nhất chuyển, nghe nói ngươi và kiều tiểu thư đính hôn, lúc nào bạn việc vui a à. Đừng quên ta đây cá đương thúc thúc. Hứa ra dũng cười nói, tảo nhi, thế nào cũng phải chờ tới sự nghiệp ổn định sau khi, hơn nữa mộng viện mẫu thân đối ta có chút thành kiến, ta cuối cùng đắc làm ra một ít thành thích, làm cho nàng cải biến đối cái nhìn của ta. Hồng Vĩ cơ nói, nữ nhân sự tình làm phụ mẫu chính là không quản được. Hứa ra dũng nói, mộng viện ra ra và ba ba nhưng thật ra rất khai sáng, việc này chậm rãi rồi hãy nói. Hồng Vĩ cơ ân cần nói, kiều lão thân thể thế nào? Rất tốt, ta trước đó vài ngày vào mộng viện chuyên khứ Bắc Kinh nhìn lão nhân ra ông ta, lão nhân ra hơn 80 tuổi, nhưng vẫn đang tinh thần quắc thước, tai thính mắt tinh. Hồng Vĩ cơ cười nói, ta cũng đã lâu chưa từng thấy qua kiều già rồi, cuối tháng có một hội nghị, ta muốn thuận tiện khứ nhìn lão nhân ra ông ta một chút. Hứa ra Dũng đã hiểu, Hồng Vĩ cơ những lời này nhưng thật ra là nghĩ thông suốt quá hắn đến an bài và kiều lão gặp mặt, kiều lão tính tình đa số mọi người là biết đến, từ hắn ẩn lui sau khi, trừ phi là hắn bộ hạ cũ và lão bằng hiếu, những người khác một mực không gặp, Hồng Vĩ Cơ cũng không phải là kiều lão để bạt cán bộ, quá khứ cùng kiều lão cũng không có cái gì quan hệ, hắn muốn cùng kiều lão gặp mặt là rất đột ngột, nếu như cứ như vậy khứ bái phỏng, kiều lão chắc chắn sẽ không thấy hắn. Hứa ra dũng khoai trá gật đầu, ta sẽ nhường mộng viện an bài Hồng Thúc Thúc và kiều lão gặp mặt. Hồng Vĩ Cơ nội tâm cảm thấy cao hứng rất nhiều lại khó tránh khỏi có một chút xấu hổ, cái này hứa ra dũng dù sao cũng là tuổi còn quá trẻ, ta thế nào đều là giang thành thị ủy bí thư, thì là ngươi nghe được ta ở cầu ngươi, cũng đừng ngay mặt điểm ra đến, bất cứ chuyện gì chỉ ra ngược lại bất hảo. Hứa ra Dũng cũng nhìn thấu hồng vĩ cơ trên mặt vi diệu xấu hổ, hắn xuất thân từ quan lại nhà, từ nhỏ ở phụ thân bên người mưa dầm thấm đất, đối có chút quan viên tâm lý hết sức hiểu rõ, người nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ, còn muốn muốn mặt, trên đời này na có nhiều như vậy chuyện tốt cho ngươi. Hứa ra Dũng lần này đến đây cũng không phải là vì và Hồng Vĩ cơ nói chuyện phiếm thiên, Hắn nhân cơ hội nói ra yêu cầu của mình, Hồng thúc thúc, ta nghe nói Phương Văn Nam muốn chuyển nhượng Ngư Mễ Chi Hương, ta muốn đem nhà này điếm bản xuống tới. Hồng Vĩ Cơ trong lòng nao nao, hứa ra Dũng đầu tư khai phá khu hắn là biết đến, nhưng hắn lúc nào đối ăn uống cũng có hứng thú, Hồng Vĩ Cơ nói, người còn muốn vào quân ngành ăn uống. Hứa ra Dũng cười nói, không phải ta, là mộng viện, nàng đã bắt đế hào thịnh thế, Ngư Mễ Tri Hương cũng là Phương Văn Nam sản nghiệp hắn hiện tại sinh ý gặp trắc trở, nhu cầu cấp bách tài chính quay vòng, chúng ta có thể cho hắn tiễn. Hồng Vĩ cơ nội tâm có chút vô cùng kinh ngạc, hắn cảm thấy chuyện này cũng không có đơn giản như vậy, sinh ý thượng sự tình, hứa ra dũng cần gì phải lao động chính hắn một thị ủy bí thư. Hắn thấp giọng nói, giá không thể đồng ý sao. Hứa ra dũng nói, cũng không phải là giá vấn đề, giá hảo thương lượng, chúng ta cũng không phải cố ý muốn đè thấp giới cách, mà là Phương Văn Nam không muốn đem ngư mễ chi hương chuyển nhượng cho chúng ta. Ta chỉ có thể cầu Hồng Thúc Thúc ra mặt. Hồng Vĩ cơ gật đầu, hắn cho là mình ở Phương Văn Nam trước mặt hẳn là có cái này mặt mũi, hắn một ngụm ứng thừa xuống tới. Hồng Vĩ cơ tỉnh thật không ngờ, khi hắn hướng Phương Văn Nam đưa ra chuyện này thời gian, bị Phương Văn Nam một ngụm cự tuyệt, Phương Văn Nam gọn gàng dứt khoát nói cho Hồng Vĩ cơ, ngư mễ chi hương đã chuyển nhượng cấp nước thượng người ta, hơn nữa trong đó một bộ phận lớn công ty cổ phần thuộc về cố giai đồng, chuyện này đã định xuống, vô pháp cải biến. Đem ngư mễ chi hương chuyển nhượng cấp cố giai đồng chủ ý là trương dương gia từ hắn và hồ nhân như phân tích sau khi, hắn càng phát ra nhận định đây một loạt sự kiện rất khả năng và hứa ra dũng hữu quan. Phương Văn Nam đưa ra chuyển nhượng ngư mễ chi hương, trở về cố giai đồng đầu tư khoản thời điểm, trương dương nghĩ tới biện pháp này, cùng với giá thấp bán trao tay, không bằng đem ngư mễ chi hương đánh giá giá trị sau khi tặng cho cố giai đồng. Cố giai đồng đối ăn uống nghiệp tịnh chưa quen thuộc, nhưng Trương Dương nhớ lại thủy thượng nhân gia bành quân tường. Hắn vẫn luôn tưởng ở Giang Thành mở chi nhánh, nhượng hắn qua đây tiếp nhận quản lý ngư mễ chi hương, tịnh đầu nhập bộ phận tài chính, cứ như vậy nhất cử tam đắc. Ký giải quyết phương văn nam bước thiết dùng tiền vấn đề, cũng thành công đem cố giai đồng từ tam đường vòng bao quanh vòng thành phố công trình chung bước ra đi ra lại đổi tiền mặt sảng khoái sơ hướng bành quân tường hứa hẹn. Đương nhiên quan trọng nhất là, Trương Dương nghe nói Kiều Mộng Viện muốn tiếp nhận ngư mễ chi hương, nàng tiếp nhận chẳng khác nào hứa ra dũng tiếp nhận, Trương Dương đương nhiên sẽ không để cho bọn họ vừa lòng đẹp ý. Trương Dương chuyện này làm được rất cao điều, hắn không sợ người khác biết mình nhúng tay ngư mễ Tri hương sự tình. Hiện tại Phương Văn Nam tuy rằng bị vây khốn cảnh trong, nhưng là của hắn lo lắng so với bất kỳ lúc nào đều phải đủ, đối mặt Hồng Vĩ Cơ yêu cầu hắn một ngụm cự tuyệt sau khi, hoàn đem Trương Dương đã nhúng tay ngư mễ chi hương sự tình nói cho Hồng Vĩ Cơ. Hồng Vĩ Cơ có chút bất đắc dĩ, như thực chất đem tình huống chuyển cáo cho hứa ra dũng. Vì vậy thì có Kiều Mộng Viện tự mình đến đây xí sửa bạn bái phỏng Trương Đại Quan Nhân một màn, Kiều Mộng Viện là cùng biểu muội thì duy cùng đi đến, hai tỷ muội phong cách hoàn toàn bất đồng, Kiều Mộng Viện mặc màu xám sáo trang, tóc vãn khởi một cái hoa sen bàn búi tóc, mang theo hắc sắc khoan vừa con mắt, của nàng màu da rất trắng, hợp với một thân hàng hiệu trang phục, khí chất cao quý mà thư nhã. Thì duy tóc tiến đắc ngắn hơn, màu da vẫn còn khỏe mạnh tiểu mạch sắc, tùy tùy tiện tiện ăn mặc bạch sắc tiểu lưng, một cái quần jean lạn vài cá phá động, nàng tính cách hướng ngoại, thậm chí có chút nam hải khí, vừa vào cửa thì kêu la, trương dương. Nghĩ không ra ngươi là cá tiểu quan ni. Trương Dương nghe cũng có chút không vào nhĩ, nhưng nghĩ lại, đây hai tỷ muội người nào, nhân ra lão kiều ra tùy tiện tìm ra một cái làm quan thì so với chính mình cấp bậc cao, hiện tại chính mình chẳng qua là cá phó chỗ cấp cán bộ, ở nhân ra trong mắt, đích thật là cá chi ma đại điểm tiểu quan. Trương đại quan nhân vẻ mặt tươi cười đem hai tỷ muội đón tiến đến, kiều mộng viện nhìn một chút trương dương làm công hoàn cảnh, lúc này mới ở trên ghế salon ngồi xuống, thì duy ngồi không yên, đi tới trương dương đối diện, hai tay chống mặt bàn, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Trương Dương bị nàng xem đắc có chút sợ hãi, ta nói, thì tiểu thư, ta không mang theo như thế khán nhân, có việc nói sự, người ngồi xuống trước, ta cho người dân trà. Thì Duy nở nụ cười, nàng khẽ gật đầu nói, ta nghe nói người ở Bắc Kinh đem ta tiểu biểu ca cấp đánh. Nàng nói là Trương Dương ở tử kim các gia sức đánh Kiều bằng bay sự tình. Trương Dương không nghĩ tới nàng tới cửa đầu tiên nói lên là chuyện này, hơi kinh ngạc một chút. Kiều Mộng Viện cười nói, Tiểu Duy, người chớ có nói hưu nói vượn thì duy nói ta cũng không nói bậy ta là tiểu biểu ca thế nhưng bát quái môn cao thủ nhất lưu trương dương nhìn không ra a à, người đính lợi hại kiều mộng viện có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói trương dương nhà đầu kia điên quán người đừng để ý nàng trương dương cười nói biết ta vì sao đánh hắn sao hắn quấy dày bạn gái của ta người giúp ta chuyển cáo hắn lần sau thấy ta còn phải tấu hắn Kiều mộng viện nội tâm ngẩn ra, Trương Dương đánh Kiều bằng phi lần đầu tiên thời điểm cũng không biết thân phận của hắn bối cảnh, nhưng bây giờ còn dám nói những lời này thì cần tương đương dũng khí. Kiều mộng viện ý nghĩ cực kỳ thông minh, từ Trương Dương nói phong trung đã nghe ra ám hiệu của hắn, Trương Dương là ở nói cho các nàng biết, hắn tịnh không sợ bọn họ Kiều ra. Kiều mộng viện cười nhạt một tiếng, hai tay giao nhau cùng một chỗ, ngón giữa tay phải thượng hồng nhạt nhẫn kim cương ánh sáng ngọc sinh quang. Đây hấp dẫn Trương Dương lực chú ý, Trương Dương cười nói, đã quên chúc mừng Kiều Tiểu Thư. Kiều Mộng Viện cười nói, ta lần này tới có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Trương Dương đứng dậy khứ trong tủ lạnh cầm lưỡng thính đổ uống, đưa cho Kiều Mộng Viện và Thì Duy. Kiều Mộng Viện nói tiếng cảm tạ, tiếp tục nói, ta muốn tiếp được ngư mễ chi hương, cho nên muốn Trương chủ nhiệm cho ta hỗ trợ. Trương Dương cười nói, Kiều Tiểu Thư hình như tìm lộn địa phương, chỗ này của ta là xí sửa bạn, tử điếm chuyển nhượng sự tình ta không xen vào. Kiều Mộng Viện nói, ta làm việc không thích quanh co lòng vòng, ta nghe nói Phương Văn Nam và quan hệ của ngươi rất tốt, ngư mễ chi hương cũng là hắn nghe theo đề nghị của ngươi sau khi chuyển nhượng cho Thủy Thượng Nhân ra, ngươi ở trong đó đưa đến tương đối lớn trợ lực. Trương Dương nở nụ cười, chuyện này ta lực bất tòng tâm, ta đã đáp ứng rồi nhân ra, hơn nữa nói đã nói đi ra ngoài, một người nam nhân, tại sao có thể nói không giữ lời ni? Kiều Mộng Viện nhẹ giọng nói, Trương chủ nhiệm ở Giang Thành lực ảnh hưởng thực sự là rất lớn. Trương Dương cười nói kiều tiểu thư quá đề cao ta, ta chính là nhất nhau nhỏ phó chỗ, ai đem ta đương hồi sự A. À? Ta có thể có ảnh hưởng gì lực. Kiều mộng viện từ Trương Dương trong ánh mắt đã ý thức được thái độ của hắn rất kiên quyết, tuyệt sẽ không dễ dàng cải biến quyết định của hắn. Kiều mộng viện bỏ qua thuyết phục tính toán của hắn, đạm nhiên cười nói nếu Trương chủ nhiệm không muốn hỗ trợ, chuyện này coi như xong. Nàng đứng dậy, thì duy theo đứng dậy, nàng trừng Trương Dương một cái nói, còn nói là bằng hữu tìm ngươi làm một chuyện khó như vậy. Trương Dương vui tươi hớn hở nói, chuyện này thật không về ta quản, cũng không biết các ngươi từ nơi này có được tin tức. Ta một quốc gia cán bộ, sao có thể nhúng tay nhân ra sinh ý a? À? Cuối cùng quyền quyết định hay là đang phương văn nam nơi nào? Trương Dương đem Kiều Mộng Viện và Thì Duy hai tỷ muội đưa đến nơi thang máy, Kiều Mộng Viện trước khi đi, hướng hắn đưa ra mời nói, Trương chủ nhiệm nếu có không, hậu thiên cùng đi ăn cơm giã ngoại ba. Trương Dương khoái trá gật đầu nói, không thành vấn đề. Thì Duy nói, đến lúc đó ta điện thoại cho ngươi. Hai tỷ muội đi vào thang máy, thì Duy không nhịn được nói, biểu tỷ, ngươi không phải nói lần này vô luận như thế nào đều phải bắt ngư mễ chi hương sao. Kiều mộng viện nhỏ giọng nói, ta cũng không ép buộc. Thì Duy khinh thường nói, ta còn thật không tin, chúng ta muốn bắt địa phương, ai dám không để cho cái này mặt mũi. Kiều Mộng Viện nhẹ giọng nói, Trương Dương chỉ là đáp cầu rắt mối, Thủy Thượng Nhân ra cũng không có thực lực này bắt ngư mễ chi hương, chân chính chủ gánh là cố giai đồng, Bình Hải Bí Thư tỉnh ủy là cha nàng, chúng ta không cần thiết để một nhà tử điếm cùng nàng phát sinh xung đột. Hai người tới bãi đỗ xe, hứa ra dũng mở ra cương mua Mercedes đứng ở bên cạnh hai người, hai tỷ muội lên xe. Hứa ra dũng chậm rãi khai ra đại môn, thấp giọng nói thế nào. Kiều Mộng Viện lắc đầu, thì Duy cướp lời nói, Trương Dương không muốn hỗ trợ. Hứa ra dũng tựa hồ đã sớm liệu đến kết quả này, hắn rất lạnh đạm cười cười. Kiều mộng viện nhỏ giọng nói, người có phải hay không đã sớm ngờ tới hắn hội cự tuyệt ta. Hứa ra dũng lắc đầu nói, ta cho là hắn sẽ cho người cái này mặt mũi, ta biết hắn rất sắc láo, thế nhưng không nghĩ tới hắn sắc láo tới mức này. Thì Duy có chút vô cùng kinh ngạc nhìn hứa ra dũng, nàng vốn tưởng rằng hứa ra dũng và Trương Dương là bằng hữu, xem ra nam nhân trong lúc đó thực sự rất phức tạp, biểu hiện ra nhìn qua hòa hợp êm thấm, nhưng lại nghĩ không ra đều là khẩu Phật tâm xà, trong ngoài không đồng nhất. Hứa ra dũng nói, ta dám cắt định, hắn bắt ngư mễ chi hương chính là vì theo chúng ta chống đối. Kiều mộng viện hát lớn lên lông nghi thủy rơi xuống. Không ai so với nàng hiểu rõ hơn hứa ra dũng đối trương dương cửu hận, thù giết cha, hứa ra dũng biểu hiện ra tuy rằng không nói, nhưng là nội tâm của hắn vô thì vô khắc không bị loại này cưu hận dần vặt chứ. Đây với hắn mà nói tịnh không phải là cái gì chuyện tốt, kiều mộng viện trong nội tâm sinh ra một chút do dự, có lẽ là thời gian cùng hắn hảo hảo nói chuyện một chút. chương 224, Hiệp Thương Trải Quyết Bởi vì gặp phải mưa xối xả, thời gian an ngữ thần đến sân bay Giang Thành chậm một giờ, Trương Dương điều khiển xe cảnh sát của hắn đến đây nginh tiếp, cùng an ngữ thần đến đây còn có em họ nàng An Đạt Văn, còn một vị là Y My bạn gái nhỏ của An Đạt Văn, bọn họ ba người đến Giang Thành là đặc biệt vì ra ra cầu phúc. Thấy xe cảnh sát của Trương Dương, Imi không nhịn được thét to, xe đẹp quá. Trương Dương nhìn tiểu nha đầu 17-18 tuổi này, trong lòng thầm nghĩ cô bạn gái An Đạt Văn này không phải có bệnh chứ. Không phải chỉ là một chiếc Santana rách dưới sao, đơn giản là mặt trên lắp đặt thêm cái đèn báo động, cùng xe đẹp có quan hệ dám chó gì. Hắn không khỏi nhìn An Ngữ Thần một chút, trong lòng nói người của An gia này hơn nửa đều có bệnh. Imi nói, Dương ca, có thể cho ta lái xe không? Trương Dương nở nụ cười, hắn đem cái chìa khóa xe ném cho Imi, An đạt văn chui vào ngồi chỗ ghế phụ, Trương Dương cùng An ngữ thần ngồi ở phía sau. Trương Dương lập tức phát hiện tiểu nha đầu Imi này là người bị thần kinh, sau khi lên xe lập tức mở cái còi cảnh sát, nàng đem chiếc Santana trở thành Bugatti Veyron để lái rồi. Hong Kong chạy xe bên trái, Imi điều khiển liền theo thói quen trước đây hướng bên trái mà đi, may mà đèn báo động chói mắt, còi cảnh sát chói tai, xe cộ phía trước nhau nhau né tránh. Trương Dương nhịn không được nhắc nhở nàng, chạy theo bên phải. Imi khanh khách cười nói, hiểu rõ, thật kích thích. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là một nha đầu bị điên. Một người đầu óc có vấn đề, thực sự không nghĩ ra An Đạt Phân cũng là phần tử trí thức cao cấp sao lại tìm một người não tàn làm bạn gái. Có thể đây là cái mà mọi người gọi là bù đắp lẫn nhau. An ngữ thần cười nói, Ymi điên đã quen rồi, dù sao cũng đường dọa người ta. Trương Dương cười cười, người tuổi trẻ ai cũng thích chơi đùa. Những lời này nói với vẻ mặt ông cụ non, ngay cả An Đạt Văn cũng xoay người nở nụ cười. Ta nói Dương ca, người so với ta cũng chỉ lớn hơn 2 tuổi đúng không? 3 tuổi, Trương Dương sửa lại. Ymi càng chơi càng điên, trên đường còi cảnh sát hú dài mấy chiếc xe tải sợ đến mức tại ven đường thành thành thật thật ngừng lại, những tưởng rằng là bị phạt tiền, nhưng chỉ chớp mắt chiếc xe cảnh sát lại gào thét đi mất. Từ trên động tác lái xe của Imi có thể nhìn ra nàng là một cao thủ đua xe nên Trương Dương cũng yên lòng, thấp giọng hướng An Ngữ Thần nói An Lão thân thể thế nào. An Ngữ Thần lắc đầu, vẻ mặt có chút buồn bã. Lần trước từ lúc ly khai Hồng Kông Trương Dương đã biết An Lão Dương thọ đã hết, cho nên cũng không có cảm thấy kinh ngạc nhiều lắm, thấp giọng nói, nhân sinh nhất thế thảo mộc nhất xuân xuân, ai cũng phải đối mặt với ngày này. An ngữ thần nhỏ giọng nói, ta cùng A Văn lần này trở lại, chính là vì tham viếng Phật tổ xá lợi vì lão nhân ra cầu phúc. Trương Dương gật đầu, thời gian này cũng chỉ có thể lợi dụng cầu phúc để gửi gắm thôi. An Đạt Văn xoay người nói, cha ta ngày mai sẽ đến Giang Thành. Trương Dương sửng sốt, ta ích, cha hắn là, lão đại tín nghĩa xã Đài Loan, hắn đến Giang Thành làm gì? không phải muốn phát triển xã hội đen tại Giang Thành chứ? An Đạt Phan rõ ràng nhìn ra Trương Dương lo lắng, hắn cười nói, Dương ca yên tâm, cha ta là tới tế tổ, hắn sẽ không rước lấy phiền phức cho ngươi. Trương Dương âm thầm cười khổ, người như An Đức Uyên đã là một cái phiền toái, đi tới đâu, phiền phức sẽ đưa tới đó. Hắn lập tức liền phát hiện, mọi người An ra rất phiền phức, xe cảnh sát chạy vào khu sầm uất, Imi không những không có đóng còi cảnh sát, ngay cả tốc độ xe tốc độ xe cũng không có giảm bớt bao nhiêu, rất nhanh thì có xe cảnh sát lưu ý tới bọn họ, sau khi chạy vào đường Tân Giang, một chiếc xe cảnh sát từ phía sau đuổi theo, bắt bọn hắn ngừng xe. Imi cười hì hì hướng vẻ mặt uy nghiêm cảnh sát phất phất tay nói, này, giải phóng quân ca ca tốt. Trương Dương thiếu chút nữa không cười phun ra, đúng là một cô gái ngốc, giải phóng quân cùng cảnh sát đều phân không rõ, cảnh sát kia vẻ mặt uy nghiêm nói, tiểu thư, mời xuất trình bằng lái. Imi chỉ chỉ phía sau, Trương Dương không làm sao được đẩy mở cửa xe đi ra ngoài, tên cảnh sát kia biết Trương Dương, thấy ngồi ở phía sau bất giác ngẩn ra, Trương chủ nhiệm. Trương Dương nở nụ cười, thật không phải, ta đại biểu thị chính phủ vừa nghinh tiếp mấy khách thương Hong Kong, bọn họ không quen quy tắc giao thông nội địa. Trương Dương danh khí tại Giang Thành rất lớn, cảnh sát kia rất cho hắn mặt mũi, cười nói, hóa ra là thương gia Hong Kong. Trương chủ nhiệm, không có việc gì rồi, ngài nhắc nhở nàng tắt còi cảnh sát. Imi có chút không tình nguyện đem còi cảnh sát tắt đi, không có còi cảnh sát, đã không có cảm giác kích thích, nàng dứt khoát đem xe giao cho Trương Dương, Trương Dương mang theo các nàng đi tới thị chính phủ nhị chiêu, ở đây điều kiện không tệ, Trương Dương vì bọn họ đặc biệt đặt một một phòng nhỏ, hẹn buổi tối trở lại đón bọn họ đi ngư mễ chi hương ăn, vì bọn họ mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Trương Dương sau khi rời khỏi nhị chiêu đi ô tô đi tới Hoàng Cung giả nhật, Tô Tiểu Hồng mời tới đội thi công công trình đã tiến vào chiếm giữ ở đây rồi, đang thanh lý cùng lắp đặt thiết bị giản đơn. Tiếp nhận Hoàng Cung giả nhật, Tô Tiểu Hồng chẳng khác nào nhặt một cái đại tiện nghi, riêng phí chuyển nhượng liền tiết kiệm 2-300-300 vạn, Trương Dương cho nàng phần nhân tình này không thể nói là nhỏ. Tô Tiểu Hồng lần này tìm Trương Dương trở lại cũng không phải là vì Hoàng Cung giả nhật, nàng đem Trương Dương mời tới phòng làm việc, Pha cho hắn một chén cà phê, Trương Dương thong thả ngồi ở ghế sofa, Hoàng cung giả Nhật điều kiện thực sự là không tệ, Hồng tỷ, ta xem sau khi lắp đặt thiết bị, chỉ cần thanh lý một chút là có thể lập tức đạt doanh nghiệp. Tô Tiểu Hồng nói, đã chuẩn bị tạm tạm, 50 vạn là đủ rồi, hơn nữa Hoàng cung giả Nhật tên ta cũng cho sửa lại, sau này nơi này gọi là Hoàng gia giả Nhật. Trương Dương cười nói, đổi thang mà không đổi thuốc, hình như không có gì khác nhau. Tô Tiểu Hồng tràn ngập lòng tin nói, ta sẽ đem Hoàng gia giả Nhật làm thành trung tâm vui chơi giải trí đệ nhất Giang Thành, để nơi này trở thành biểu tượng vui chơi giải trí của người có thân phận địa vị. Trương Dương nhắc nhở Tô Tiểu Hồng nói, Hoàng cung giả Nhật không thể kinh doanh theo cách cũ, hiện tại Giang Thành từ trên xuống dưới không biết bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chăm chú ở chỗ này, vạn nhất xảy ra chuyện. Mặt mũi mọi người đều khó coi. Tô Tiểu Hồng thản nhiên cười nói, yên tâm đi, ta làm cho Kim Tôn nhiều năm như vậy Ngươi có từng gặp qua ta làm chuyện phi pháp chưa? Chuyện tiếp rượu, ca hát là khó tránh khỏi, việc phạm pháp ta sẽ không làm." Trương Dương cười cười, hắn đối với cái này cũng không có nhiều lòng tin. Tô Tiểu Hồng nói, "Sau này ngươi là đệ nhất khách quý của nơi này của ta, đến lúc nào, tiêu phí bao nhiêu, toàn bộ miễn phí." "Cảm ơn, chẳng qua ta cũng không có thói quen ăn quỵt." Tô Tiểu Hồng cười nói, "Không có việc gì trở lại tắm rửa, cảm thụ một chút văn hóa tắm rửa." ta mới mở một khu, dự định làm một trung tâm tập thể hình, cầu lông, bóng bàn, mọi thứ đầy đủ hết, lúc rảnh rỗi ngươi đến chơi. Trương Dương gật đầu, hắn biết Tô Tiểu Hồng trong lòng cảm kích mình, chẳng qua hắn giúp Tô Tiểu Hồng cũng không có cầu báo đáp. Tô Tiểu Hồng nhỏ giọng nói, Trương Dương, gần đây có gặp qua Phương Tổng hay không? Những lời này hình như hẳn là ta hỏi ngươi chứ, hai người các ngươi so với ta thân thiết hơn mà. Tô Tiểu Hồng liếc mắt chừng Trương Dương, chợt thở dài một hơi nói, người cũng biết hắn là người có tính cách chiếm hữu rất mạnh, cho rằng ta phản bội hắn. Cho nên, Trương Dương nói có muốn ta cùng hắn giải thích một chút hay không? Tô Tiểu Hùng lắc đầu nói, không cần thiết, sau khi phát sinh việc lần này, ta cùng hắn sinh ra ngăn cách rất sâu, sau này đi bước nào tính bước đó. Hay là cứ để thuận theo tự nhiên đi. Trương Dương biết Tô Tiểu Hồng vẫn quan tâm Phương Văn Nam, miệng uống ly cà phê nói, Phương không có vấn đề gì, Hắn là người rất kiên cường, chuyện này chắc là có thể chống đỡ qua, chẳng qua cần phải cho hắn thời gian." Tô Tiểu Hồng nói, đến tột cùng người nào hận hắn như thế? Trương Dương trong lòng mặc dù đã khả nghi một người, thế nhưng sự việc trước khi có chứng cứ xác thực thì không thể nói. Hắn cười cười nói, "Phương tổng lần này đem tất cả tinh lực đều đặt trên công trình đường vòng 3, biết đâu công tác có thể giảm bớt thống khổ trong lòng hắn." Điện thoại di động điện thoại di động Trương Dương lúc này đột nhiên vang lên là Khương Lượng gọi điện thoại tới, hắn thấp giọng nói cho Trương Dương, bản án Phương Hải Đào bị giết có tiến triển đột phá, đã tìm được nghi phạm. Bất quá nghi phạm rất cứng miệng, một mực chắc chắn không có giết Phương Hải Đào. Tổ chuyên án tiến hành vài lần thẩm vấn đối với hắn, nhưng đều không có biện pháp nào, vẫn là Tần Bạch nhắc nhở Khương Lượng, nói Trương Dương đối với bức cung rất giỏi, Khương Lượng dưới tình huống bất đắc dĩ mới tìm tới Trương Dương. Trương Dương hỏi rõ chỗ bọn họ, lập tức đi ô tô tới trại tạm giam. Vinh bằng phi cho Khương Lượng quyền lực tương đối lớn, phụ trách cái án tử này vừa có khương lượng, Đỗ Vũ Phong cùng Tần Bạch, ba bọn họ đều không có khả năng bán đứng Trương Dương, cho nên Trương Dương thay cảnh phục, trà trộn vào phòng thẩm vấn, chẳng qua hắn cũng có một điều kiện tiên quyết, thời gian bức cung, không một ai được vào. Khương Lượng cùng Đỗ Vũ Phong đối với cái này cũng không có ý kiến gì, chỉ cần Trương Dương không đem phạm nhân giết chết là được, mặc dù bọn họ không vào phòng thẩm vấn vẫn có thể thông qua thủy tinh một chiều quan sát tình hình bên trong. Khương Lượng ba người gần đây khổ cực tới rồi cực điểm, từ khi Phương Hải Đào bị giết đến bây giờ hầu như không có ngủ qua một giấc ngon lành, đang tại chỗ phối hợp bảo vệ, bọn họ đối với toàn bộ phạm nhân cùng ngày tại nhà hàng dùng cơm tiến hành loại bỏ, rốt cục có người cung cấp đầu mối, kẻ khả nghi giết chết Phương Hải Đào gọi là Ngụy Trường Quý, từng có tiền án tiền sự nhiều lần sử dụng bạo lực, có ba gã phạm nhân chứng nhận Ngụy Trường Quý lúc đó cùng Phương Hải Đào cách rất gần ngụy trường quý thân cao to cường tráng, cạo chọc đầu, trên cái đầu bóng lưỡng có một con nhện, tướng mạo khá hung ác. Trương đại quan nhân mặc cảnh phục uy phong lẫm lẫm tiêu sái vào phòng thẩm vấn, lập tức liền khóa trái cửa lại. Ngụy trường quý là một tên giảo hoạt, nheo con mắt lại nhìn Trương Dương. Thấy vẻ mặt trẻ tuổi Trương Dương, thằng nhãi này không nhịn được lộ ra một tia khinh miệt mà cười châm biếm, khương lượng là cái loại dân anh chị hắn còn không sợ, huống chi là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, Trương Dương cười sờ sờ cái đầu bóng lửng Ngụy Trường Quý. Ngụy Trường Quý lắc mạnh cái đầu, "Làm gì?" Trương Dương liền giơ tay tát một cái xuống phía dưới, "Thành thật một chút cho ta." Khương Lượng cùng Đỗ Vũ Phong giám sát bên bên cạnh cười khổ liếc mắt nhìn nhau, còn tưởng rằng hắn có chiêu gì mới, đi vào liền ra tay. Khương Lượng hướng Đỗ Vũ Phong nói, "Ngươi chuẩn bị cho tốt, Trương Dương mạnh tay có thể đánh chết người chúng ta đều không may." Tần Bạch ngược lại đối với Trương Dương rất có lòng tin, không có việc gì, Trương Dương có chừng mực. Chúng ta kiên trì đi nhìn tiếp. Trương Dương làm ra vẻ đem cặp văn kiện ném ở trên bàn, Phương Hải Đào là ngươi giết sao? Không phải, ta nói cảnh sát các ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta không có giết hắn, các ngươi phá án thế này chẳng phải là oan uổng người tốt sao? Trương Dương nở nụ cười, ngươi là cái dạng dạng không đứng đắn chó má còn dám nói mình là người tốt, tê dại, người phạm quá ít tội, làm quá ít ác nghiệt đi, có thể chính mình cũng đếm không nổi. Thành thành thật thật mà khai cho ta, vì sao ngươi giết Phương Hải Đào? Người nào sai xử, còn có bao nhiêu đồng đảng? Ngụy trường quý lạnh lùng nhìn Trương Dương, loại cảnh sát mới ra trường này hắn thấy nhiều, tưởng là giờ một chút khí thế là có thể bắt hắn nói thật, hắn có mà nằm mơ đi thôi. Bất quá hắn vẫn phát hiện Trương Dương cùng những cảnh sát khác có chút bất đồng, tiểu tử này thế nào mà cứ hễ há miệng là phun ra lời thô tục nhiều như vậy. Hắn đến tột cùng là lưu manh hay là cảnh sát. Trương Dương nhìn cái đồng hồ kim cương của mình một chút. Ngụy trường quý mắt lập tức phát sáng lên, chút nhãn lực ấy hắn cũng có, cảnh sát bình thường sao có thể mang được cái đồng hồ quý như vậy. Trương Dương không đếm xỉa tới nói, thời gian của ta có hạn, cho ngươi 10 giây đồng hồ cân nhắc, bằng không thì ngươi sẽ thống khổ. Ngươi dọa à, Ngụy trường quý giận dữ hết. Trương Dương đã đứng dậy, Ngụy Trường Quý hung dữ chừng mắt nhìn Trương Dương, Trương Dương nhấc ngón tay nhẹ nhàng tại trên huyệt sau ót hắn bắn ra một phát. Ngụy Trường Quý chỉ cảm thấy cái đầu thoáng cái ông lên một phát. Trong đầu hơi nóng lên, sau đó mở rộng ra, giống như ngàn vạn căn cương châm theo điểm trung tâm hướng bốn phía phúc bắn đi. Ngụy Trường Quý che đầu, đau đến cả người cuộn lại trên mặt đất. Từ lúc chào đời tới nay hắn chưa bao giờ gặp qua thống khổ như vậy, hắn hận không thể tìm cầm búa đem đầu của mình bổ ra. Biến hóa bất ngờ để cho ba người bên trong buồng giám cũng vô cùng ngạc nhiên, bọn hắn đối với thủ đoạn quỷ thần khó dò của Trương Dương đều có một chút chuẩn bị tâm lý, Khương Lượng tràn đầy băn khoăn nói sẽ không gây ra tai nạn chết người chứ. Vừa dứt lời, Trương Dương vỗ một cái trên cái đầu chọc của Ngụy Trường Quý. Sau một cái tát, sự đau đớn đến chế đi sống lại của Ngụy Trường Quý nhất thời vô ảnh vô tung biến mất, hắn chưa hết hoảng sợ nhìn Trương Dương trương dương cười nói đây là để biết một chút chỗ tốt của việc làm người bình thường đừng nói ta không cho ngươi cơ hội tính nhẫn nại của ta là có hạn trương dương xuất thủ như tia chấp một ngón tay bắn vào cái đầu chọc của ngụy trường quý ngụy trường quý vốn là cũng được cho là một tên cứng họng tổ chuyên án thay nhau tra hỏi cũng không thể từ trong miệng hắn hỏi ra một chữ hắn kêu dên nói giết ta đi trương dương cười lạnh nói giết ngươi chẳng phải là tiện nghi ngươi chuyện ta vừa hỏi ngươi tất cả đều phải khai ra cho ta, thiếu một câu, ta sẽ làm ngươi kết thúc cuộc sống ở đây luôn. Nếu như mỗi ngày 10 giờ đều gặp hành hạ như vậy, ngươi nói thử xem bao lâu sẽ chọn tự sát. Ngụy trường quý trong đôi mắt chỉ còn lại có sợ hãi, hắn rung giọng nói, tha ta. Ta nói, ta nói. Trương Dương gật đầu nói, có ngươi giết Phương Hải Đào hay không? Đúng. Có người đáp ứng ta giúp ta tại tòa giảm hình phạt, còn giúp ta chiếu cố lão bà cùng nhi tử của ta, cho nên. Trương Dương chân chính muốn biết chính là người nào giật dây chuyện này, hắn giận dữ hết người nào sai xử ngươi. Lưu ngũ, lưu ngũ ở Bắc Khu, ta, huynh đệ kết nghĩa của ta. Chuyện còn lại đã không cần phải nhờ đến Trương Dương rồi, Ngụy Trường Quý đã hoàn toàn bị Trương Dương dọa sợ rồi, hắn tìm người cố ý chế tạo ra vụ hỗn loạn, hấp dẫn những phạm nhân khác cùng sự chú ý của cảnh sát, sau đó nhân cơ hội dùng hung khí đã giấu trước đó đâm chết Phương Hải Đào, hắn đối với tội trạng thú nhận toàn bộ, đem mấy tên đồng bọn trong trại tạm giam hỗ trợ đều khai ra. Lúc rời trại tạm giam đã là 5 giờ chiều, Tần Bạch tiến Trương Dương đến trước xe, hắn hướng Trương Dương dựng lên ngón cái, Trương Dương, ngươi thật giỏi. Sau đó thần thần bí bí nói, lúc nào ngươi đem bộ công phu này dạy cho ta, sau này ta tra hỏi mọi việc đều thuận lợi rồi. Trương Dương cười nói, ngươi học không được, bất quá ta có thể dạy ngươi một bộ cầm nã cách đấu thuật, sau này chắc cũng có công dụng. Tần Bạch vui tươi hớn hở gật đầu. Điện thoại Trương Dương vang lên, là An Ngữ Thần đợi không được nữa gọi tới. Mắt thấy đã qua thời gian ước định rồi, Trương Dương cuốn quyết lên xe, Tần Bạch đuổi theo nói cảnh phục ngươi còn chưa đổi lại kia. Trương Dương cười nói, cho ta mượn mặc một chút, ta lập cho các ngươi công lao lớn như vậy, cái này coi như cực khổ phí đi. Tần Bạch nhìn Trương Dương mặc cảnh phục lái xe cảnh sát gào thét đi, không thể làm gì lắc đầu. Lúc Trương Dương đi tới nhị chiêu, chỉ có một mình An Ngữ Thần ở đó chờ hắn, An Đạt Văn cùng ngả mễ chẳng biết đã đi đâu. Thấy Trương Dương người mặc cảnh phục, khí vũ hiên ngang đi tới, An Ngữ Thần ha hả nở nụ cười, Trương Dương, người thật là có chút phong thái cảnh sát. Hai người bọn họ đâu? Trương Dương đối với An Đạt Văn cùng tiểu tình nhân của hắn là ngả mễ rất không yên lòng. An Ngữ Thần nói, người không phải nói đi ngư mễ chi hương ăn cơm sao? Bọn chúng lái xe đi trước rồi, thuận tiện đi xem nhã vân hồ một chút cho người ta một chút không gian riêng đi. Nàng lên xe của Trương Dương, hướng về phía kính trang điểm nhìn một chút, sau đó đem mái tóc phát ra sau ót, dùng dây của tóc tùy ý buộc chặt lên. Trương Dương lúc này mới lưu ý đến nàng hôm nay lại mặc quần màu đen, hơn nữa đầu tóc cũng dài rất nhiều, so sánh với trước đây lộ ra hương vị nữ nhân nhiều hơn. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy. Trương Dương cười nói ta chợt phát hiện người càng lúc càng giống nữ nhân an ngữ thần trừng mắt liếc hắn một cái nói mồm chó không nhả được ngà voi ta vốn là nữ nhân ta nói nhà đầu ta là sư phụ ngươi lúc ngươi nói chuyện cùng ta có thể tôn trọng một chút hay không bản thân ta là muốn tôn trọng ngươi nhưng ngươi tự nhìn lại chính mình một chút từ đầu đến chân xem có cái gì đáng giá cho ta tôn trọng an ngữ thần có thói quen cùng trương dương đấu khẩu nhưng nhưng trong lòng cũng không nghĩ như vậy Trương Dương nhớ tới ban đầu An Nữ Thần một thân một mình đấu với hơn 10 người thanh niên thanh hà thôn thì bất giác nở nụ cười. Cười cái gì? Ta đang cười người vậy mà lại học làm nữ nhân. Cười ta nữa ta đánh người a. À. Còn cười. Ngư Mễ Chi Hương mặc dù xác định chuyển nhược, nhưng hiện tại vẫn là sản nghiệp của Phương Văn Nam. Hôm nay Phương Văn Nam cũng ở nơi đây, Trương Dương trước tiên dự định đến Thủy Tinh Các. Lúc bọn họ tới, An Đạt Văn cùng Ngả Mễ còn chưa tới, thời gian An Nữ Thần đi gọi điện thoại. Trương Dương đi tới phòng làm việc Phương Văn Nam. Phương Văn Nam rõ ràng gầy đi rất nhiều, bên trong phòng làm việc xương khói lượn lờ. Từ trước đến giờ tôn trọng cuộc sống lành mạnh như Phương Văn Nam hôm nay hút thuốc lá rất nhiều, tóc của hắn cũng có chút bù xù, thấy Trương Dương đi vào, gật đầu coi như là chào hỏi, xem ra hắn cũng không biết được hung thủ giết con thực sự đã tìm được. Trương Dương thấp giọng nói, Phương Tổng, ta mới vừa nhận được tin tức, hung thủ giết con người đã tìm được rồi. Phương Văn Nam ngẩng đầu, đôi mắt bỗng đỏ lên, hắn từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, người nào? Trương Dương thở dài một hơi nói, ta vốn không muốn nói cho ngươi biết, chính là sợ ngươi không đủ tỉnh táo, bất quá ngươi sớm muộn cũng sẽ biết, sát hại hắn là một phạm nhân tên là Ngụy Trường Quý, hiện tại cơ quan công an đã đem hắn cùng với đồng đảng bên trong trại tạm giam tất cả đều moi ra, bước kế tiếp chính là tìm ra người phía sau màn sai sự. Ngươi không nên nóng lòng, ta xem chuyện này hai ngày này sẽ có manh mối. Phương Văn Nam nghiến răng nghiến lợi nói, ta chỉ muốn tra được là ai làm, ta sẽ làm hắn sống không bằng chết, ta sẽ để hắn cảm nhận được sự thống khổ như ta. Trương Dương phát hiện Phương Văn Nam thay đổi rất nhiều, nhân sinh bi ai cùng lắm là như thế, Phương Văn Nam thay đổi cũng hợp tình lý. Phương Văn Nam nói xong câu đó, có chút áy náy nói, thực xin lỗi, hy vọng ta không có có ảnh hưởng đến tâm tình ăn cơm của ngươi. Kiều Mộng Viện có đi tìm ngươi hay không? Đi tìm ta nhưng đã bị ta cự tuyệt. Nàng cho là ta đang cần dùng tiền gấp, cho nên muốn giá thấp từ trong tay của ta tiếp nhận Ngư Mễ Chi Hương, đế hào thịnh thế đã bị nàng chiếm tiện nghi, lần này còn muốn làm y như vậy thật là tham lam a." À. Trương Dương nói, "Nàng đi tìm ta, nhờ ta khuyên ngươi đem Ngư Mễ Chi Hương chuyển cho nàng." Phương Văn Nam nói, "Ngươi không đáp ứng." Trương Dương hơi ngẩn ra, hắn không rõ vì sao Phương Văn Nam sẽ khẳng định như thế phương văn nam nói kiều mộng viện sở dĩ chọn giang thành làm nơi đầu tư là vì vị hôn phu của nàng hứa gia dũng ở trung quốc ở bình hải giang thành cũng không phải là địa điểm đầu tư tốt nhất hứa gia dũng sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì phụ thân của hắn bởi vì giang thành là nơi hứa thường đức sinh sống và phát triển cũng là nơi hứa gia dũng trưởng thành hắn phải ở chỗ này làm ra một phen sự nghiệp trương dương càng cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ Phương Văn Nam đã nhận thấy được hứa Gia Dũng tới Giang Thành mục đích là vì hướng mình báo thù. Phương Văn Nam thấp giọng nói: Ta nghe rất nhiều người nói là hứa thường đức chết đi rất nguyên nhân rất lớn là vì thất bại trên mặt tránh trị. ở trước mặt cố thư ký không ngẩng đầu lên được. Hứa Gia Dũng vô cùng có khả năng đem cố thư ký trở thành kẻ thù của hắn, cho nên hận lây cố giai đồng. Trương Dương thật là bội phục trí tưởng tượng của Phương Văn Nam, bất quá nghĩ lại cũng có thể có. Hứa Thường Đức mặc dù là bị mình tìm được căn cứ chính xác bức tử, nhưng Cố Duẫn Trí cũng có chèn ép Hứa Thường Đức, nếu như không phải là có Cố Duẫn Trí làm núi dựa, tự mình cũng không thể nào có thực lực cùng Hứa Thường Đức chính diện giao phong. Phương Văn Nam nói, Cố tiểu thư cùng ngươi quan hệ tốt như vậy, chuyện của nàng ngươi nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Trương Dương ừ à, xem ra chính mình cùng Cố gia đồng quan hệ trong đó mặc dù không có công khai nhưng người ta trong lòng cũng minh bạch. Bất quá Phương Văn Nam hiển nhiên không có hoài nghi hứa gia Dũng đối phó hắn, dù sao hắn và hứa gia Dũng trước giờ không có bất kỳ đụng chạm. Trương Dương bởi vậy nghĩ đến Phương Văn Nam sở dĩ nói ra là để cho Cố giai Đồng rút lui, cũng không muốn đụng đến Cố dẫn trí mà rước lấy phiền toái, hắn cũng không muốn trêu chọc phiền toái, không muốn trêu chọc hứa gia Dũng, mặc dù hắn gặp phải đả kích nặng, nhưng Phương Văn Nam đầu óc dù sao cũng là thanh tĩnh, để cho Cố Gia Đồng rút lui khỏi việc thi công Tam Hoàn Lộ cũng là một loại cử động tự bảo vệ mình lúc 7 giờ rưỡi An Đạt Văn cùng ngả mễ mới đi đến ngư mễ chi hương. Hai người cũng là lần đầu tiên đến nội địa, mới vừa rồi bất thời giờ ở phụ cận Nhã Vân Hồ đi lòng vòng, đối với Giang Thành ấn tượng cũng không tốt, ngả mễ không ngừng oán trách tìm toilet khó khăn. Trương Dương đem bọn họ mời đến Thủy Tinh Các, An Đạt Văn không uống rượu, ngả mễ dị ứng rượu cồn, An Ngữ Thần suy nghĩ đến thân thể cũng đã căn bản kiêng rượu rồi. Phụng bồi Trương Dương uống hai chén, tóm lại bữa cơm này ăn rất bình thản. Trương đại quan nhân cùng An ngữ thần có mấy lời nói với nhau nhưng An đạt văn cùng ngả mễ hai người trẻ tuổi này thật sự không có nhiều tiếng nói chung, nhất là nha đầu ngả mễ, lúc thì nói giang thành lạc hậu, lúc thì nói nội địa nghèo khó, một lát lại là người đại lục không vệ sinh, Trương Dương nghe vậy trong lòng phiền não không dứt. Nếu như không phải vì mặt mũi của hai tỷ đệ An ngữ thần thì hắn đã dơ chân suốt nàng ra ngoài cửa rồi. Không tới một canh giờ đã ăn xong bữa cơm này, ngả mễ vừa la hét đi tìm cho tiêu khiển, An ngữ thần cười nói, ngả mễ, nội địa không giống với Hồng Kông, nơi này cuộc sống về đêm cũng không phong phú như bên kia của chúng ta, hơn nữa chúng ta lần này tới là vì ra ra cầu phúc không phải là đi du ngoạn. Ngả mễ giàu dĩ không vui nói, sớm biết như vậy, ta đã không đi theo tới. Trương Dương thấy người ta đang có hứng chơi cũng không muốn làm bọn họ mất hứng cho nên gọi điện thoại cho Tô Tiểu Hồng. Tô Tiểu Hồng mặc dù tiếp nhận Hoàng Cung giả nhật, nhưng trước mắt việc làm ăn của Kim Tôn nàng vẫn còn xử lý thay, nghe nói Trương Dương muốn đưa mấy vị khách Hồng Kông tới, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, huống chi nàng cùng An Ngữ Thần vốn là đã gặp mặt, quan hệ với nhau cũng không tệ lắm, lập tức liền tỏ vẻ để cho bọn họ đi Kim Tôn chơi. An Ngữ Thần cũng không phải là lần đầu tiên đến Kim Tôn chơi. Lần trước lúc ở Kim Tôn, chính ở chỗ này đánh nhau. Nhớ tới kinh nghiệm lần trước, An Ngữ Thần bất giác nhớ tới sở yên nhiên, hướng Trương Dương nói, sở yên nhiên không có ở Giang Thành. Trương Dương cười nói, bà ngoại nàng tới, nàng theo bà du ngoại rồi. An ngữ thần cười nói, thật là tiêu giao tự tại. Nói ta hay là nói nàng ấy. An ngữ thần liếc Trương Dương một cái nói, thiên hạ này còn có nữ nhân có thể ước thúc người sao? Có. Người nào? Mẹ ta. An ngữ thần khanh khách nở nụ cười, mấy người đi tới hộp đêm kim tôn, Trương Dương mặc một thân cảnh phục đi vào cũng không thích hợp, từ Dương phía sau tìm được một cái áo ti sớt để thay. Tô Tiểu Hồng sau khi nhận được điện thoại đã đi tới Kim Tôn trước cửa chờ. Thấy An Ngữ Thần, nàng cười đi tới nghênh đón, cầm An Ngữ Thần hai tay thân thiết nói, An Tiểu Thư thật lâu không có tới Giang Thành rồi, không thấy bóng dáng đâu cả. An Ngữ Thần mỉm cười nói, Hồng Tỷ vẫn xinh đẹp như vậy, ta từ Hồng Kông tới có mang quà cho Tỷ đây. Ngày mai ta đưa tới cho Tỷ, Kể từ khi An gia phát sinh biến cố về sau, An ngữ thần cả người thành thục rất nhiều, không hề giống quá khứ tùy hứng cùng điêu ngoa nữa. Tô Tiểu Hồng dịu dàng cười nói, người thật xa tới mà còn mang quà làm gì chứ, mau mời vào. Các trò tiêu khiển của Kim Tôn còn rất đơn điệu, An Đạt Văn cùng ngả mễ đi vào trong sàn nhảy nhảy trong chốc lát liền uể oải trở lại. Tô Tiểu Hồng nhìn ra hai vị trẻ tuổi không chơi được tận hứng mỉm cười nói, các trò tiêu khiển ở nội địa còn rất ít vì tiêu khiển nghiệp mới vừa khởi bước, tự nhiên không cách nào so sánh cùng Hồng Kông, bất quá các ngươi yên tâm, thời điểm các ngươi tới lần sau, Hoàng gia giả Nhật sẽ khai trương, ta sẽ dựa theo tiêu chuẩn cao nhất của hộp đêm Á Châu để xây dựng. Ngả mễ ngáp một cái nói, mệt quá, đạt văn, chúng ta đi về trước đi. An ngữ thần mới vừa cùng Tô Tiểu Hồng nói đến chuyện làm ăn không khỏi nhíu mày, cô ngả mễ này thật là không hiểu chuyện, An đạt văn cười nói tỉ, ta mang nàng trở về nha. Trương Dương vốn định đưa bọn họ về, An Đạt Phan nói, đem xe của ngươi cho ta mượn, lát nữa ngươi tới quán rượu lấy. Trương Dương cũng không có suy nghĩ nhiều, đem cái chìa khóa đưa cho hắn, An Ngữ Thần lo lắng bọn họ hồ đồ, dặn dò An Đạt Phan nói, A Phan, các ngươi trực tiếp trở về, không nên hồ đồ A. An Đạt Phan cười nói, yên tâm đi, đường xá cũng không xa, đường đi ta cũng nhớ hết rồi. Ngả mê ánh mắt díp lại không mở ra được rồi, ghé vào An Đạt Phan trên người không ngừng ngủ gà ngủ gật. Trương Dương cười nói, mau trở về đi, chúng ta nói chuyện một chút lát nữa ta đem chị ngươi trở về. Sau khi An Đạt Phân cùng Ngả Mễ đi, An Nữ Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nàng nhẹ thở dài một tiếng nói, ta thật là không rõ, A Văn yêu tú như thế làm sao lại yêu Ngả Mễ, cô gái nhỏ này ngay cả trong nước cũng chưa tốt nghiệp lại làm xã hội đen Đài Loan. Tô Tiểu Hồng nói, chuyện tình cảm tình rất khó nói. Nàng liếc một cái Trương Dương nói, Trương chủ nhiệm hình như là mới tốt nghiệp vệ giáo thì phải. Trương Dương bất mãn nhìn Tô Tiểu Hồng một cái, ta nói Hồng tỷ này. Người có chủ tâm bôi xấu ta có phải hay không? Ta đã có hàm thụ chính quy khoa triết học của trường đảng tỉnh Bình Hải, không bao lâu ta đã là trình độ học vấn trình độ khoa chính quy, cũng coi là phần tử trí thức cao cấp nhất rồi. Tô Tiểu Hồng cười nói, ta vốn không có bôi xấu ngươi, ta là muốn nói anh hùng chứ có hỏi xuất xứ, không thể bởi vì trình độ học vấn của người ta thấp mà xem thường người ta, mỗi người đều có sở trường của mình nàng bưng ly hồng tử kính an ngữ thần một chén. từ trương dương nàng biết chuyện tình hoàng cung giả nhật an ngữ thần giúp nàng xuất lực. nếu như không phải nàng hỗ trợ tạo áp lực, chu thủy sinh cũng sẽ không cam lòng cắt thịt đáp ứng chuyển nhượng hộp đêm. thời điểm hai người nói chuyện phiếm, trương dương nhận được điện thoại của thị duy, hẹn hắn ngày mai cùng đi đập chứa nước nam hồ ăn cơm dã ngoại. trương dương trước liền đáp ứng các nàng, cùng Thì duy hẹn tốt thời gian địa điểm. ăn ngữ thần lần này tới giang thành. Trừ việc cầu phúc cho gia gia còn muốn cùng Giang Thành thị chính phủ bàn bạc toàn bộ vấn đề khai phá quảng trường buôn bán Nam Lâm tự. Hiện tại thị trình phủ Giang Thành tại vấn đề công xưởng dệt vẫn chưa xử lý tốt làm cho An gia cũng có chút để ý. Tô Tiểu Hồng đối với một ít tình huống hết sức quen thuộc, nàng nhẹ giọng nói, Phương tổng cùng quản đốc xưởng trưởng nhà máy dệt Trương Trung Tường quan hệ không tệ, Trương Trung Tường cũng tận lực, bất quá hắn ở công xưởng dệt uy tín cũng tốt. Hiện nay khu Văn Uyên lại muốn đem hắn bắt lại. Nội bộ công xưởng dệt rất loạn, những công nhân kia kéo bè kết phái, cũng muốn từ thành phố kiếm một ít bồi thường. Sau khi công xưởng mới xây xong, bởi vì thiết bị đổi mới, cho nên trong xưởng vốn có nhiều công nhân đều gặp phải vấn đề cắt giảm biên chế, bọn họ cùng thành phố nói điều kiện chính là vì vấn đề công xưởng phá bỏ và rời đi nơi khác, cho nên mới không thể tránh khỏi liên quan đến đến các ngươi. An Ngữ thần nhíu mày, thật là phiền toái, phía ta đã đưa ra rất nhiều nhượng bộ nếu như giang thành thành phố đem trách nhiệm đẩy cho một bên chúng ta cũng có chút quá đáng lúc nói lời này nàng nhìn nhìn trương dương trương dương cười nói người đừng nhìn ta như vậy ta hiện tại chịu trách nhiệm cải cách xí nghiệp không phải là chịu trách nhiệm khai phá du lịch an ngữ thần nói người tất nhiên phải chịu trách nhiệm nếu như không phải là người hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ ông nội của ta lão nhân ra ông làm sao tới giang thành đầu tư người đừng nói như vậy thanh thai sơn là thanh thai sơn Nam Lâm Tự là Nam Lâm Tự. Ban đầu phía đầu tư Nam Lâm Tự vốn là tập đoàn Benin, là ngũ thuốc an nước hằng của người muốn nhúng tay, đem công việc thi công Nam Lâm Tự đoạt mất, hiện tại rước lấy phiền phức cũng không thể đem trách nhiệm tất cả đều đẩy ở trên người của ta. Tô Tiểu Hồng cười nói, chuyện này ta đứng ở phía An Tiểu Thư, đây là trách nhiệm của ngươi, ngươi thân là chủ nhiệm ban cải cách xí nghiệp Giang Thành, nếu như làm tốt việc cải cách công xưởng dệt tất nhiên sẽ không xảy ra nhiều vấn đề như vậy, hiện tại có vấn đề không tìm ngươi thì tìm ai. Trương Dương ha hả cười nói, cùng nữ nhân phân rõ phải trái đúng là không thể được. An ngữ thần ngáp một cái nói, ta cũng mệt rồi, có việc gì ngày mai rồi hãy nói. Tô Tiểu Hồng đứng lên nói, ta tiến các ngươi, nàng lấy xe Audi của mình hướng thị chính phủ nhị chiêu đi tới, nhanh chóng đi tới cửa lớn nhị chiêu thì Trương Dương nhận được điện thoại của Khương Lược, Khương Lượng ở trong điện thoại lộ ra vẻ rất tức giận, chỉ kém không có mắng thôi, này Trương Dương, tiểu tử ngươi làm cái gì đó. Trương Dương còn tưởng rằng trại tạm giam đã xảy ra chuyện, sự việc thế nào. Ngươi còn hỏi ta, ngươi lập tức đến cầu Nam Môn, hư, đúng là suối quẩy. Trương Dương lập tức ý thức được chuyện này cùng hắn cho mượn chiếc xe cảnh sát có liên quan, hai người An Đạt Văn cùng ngả mễ khẳng định đã xảy ra chuyện, hắn không có lộ ra, hướng Tô Tiểu Hồng nói, Hồng Tỷ, cầu Nam Môn. Nhanh! Chờ đến cầu Nam Môn, Trương Dương bị tình cảnh trước mắt làm sợ hết hồn, chiếc xe cảnh sát kia bây giờ nằm trỏng vó trên lối đi bộ tại ngã tư, bên cạnh còn có một chiếc xe BMW hoàn toàn thay đổi diện mạo, xa hơn mét chút nữa còn có một chiếc xe Volvo màu đen lật nghiêng trên bồn hoa. Trung quanh có hai chiếc xe cảnh sát. An ngữ thần đầu tiên từ chỗ cảnh sát bao vây tìm được An đạt văn máu đầu máu mặt tràn lan. Nàng lo lắng hét lên một tiếng, chiếc xe mới vừa dừng hẳn, liền vọt đi xuống, Trương Dương lo lắng nàng xúc động liền đuổi theo. Một phát bắt được cánh tay an ngữ thần thấp giọng nói, để ta xử lý. Khương Lượng đã chạy tới nơi đó, thấy Trương Dương tới đây, hướng hắn vẫy vẫy tay, Trương Dương cùng hắn đi tới một bên, Khương Lượng mắng, khốn kiếp, người hại ta rồi. Trương Dương cười khổ nói, chỉ do trùng hợp, rốt cuộc tình huống thế nào. Khương Lượng nói, hai người trẻ tuổi này lái xe cảnh sát ở trên đường chơi cho cảnh sát bắt cướp, vừa vận đụng phải một đám chơi xe, đem người ta chọc giận, cho nên xảy ra tranh chấp. Bọn họ cũng thật giỏi, trực tiếp đi đụng xe người ta, chiếc xe Volvo là bị bọn họ làm cho lật, nhưng không làm gì được chiếc BMW kia nên biến thành cục diện rắc rối bây giờ. Có làm bị thương người ta không? Khương Lượng hướng An Đạt Văn nhìn một chút, thấp giọng nói, nữ bị bị thương, đoán chừng tay gãy xương, đang ở bên kia chờ xe cứu thương rồi, người ta bên kia cũng có hai người bị thương, bất quá cũng là vết thương nhẹ. Hắn dừng lại một chút, thấp giọng nói, đoán chừng hai tiểu tử kia cũng có chút gia thế, luôn mồm muốn kiện bọn họ. Trương Dương đi tới, ba người bị thương cũng ở đây chờ xử lý vết thương. Trương Dương đi tới bên cạnh ngả mễ, nhìn một chút cánh tay trái bị thương của nàng, chỉ chật khớp bình thường cho nên đưa tay ra cầm cánh tay nàng nhẹ nhàng di động, chỗ chật khớp nhất thời khôi phục như cũ. Ngả mễ kêu thảm một tiếng, lúc này mới phát hiện hiện cánh tay của mình đã khôi phục tự nhiên. Đứng lên qua qua cánh tay thử sau đó liền xông lên hướng một gã bị thương nằm dưới đất nhấc chân đạp mạnh tới, "Ba mẹ mày. Đâm xe ta à?" Trương Dương cũng không ngờ tới nàng lại hung hãn như vậy, tên bị thương nằm trên mặt đất bị ngả mễ đạp một cước phải ngồi dậy, nổi giận mắng, "Con sao sao sao, có tin ta giết chết ngươi hay không?" Ánh mắt của hắn rơi vào Trương Dương trên người, không khỏi hơi ngẩn ra. Trương Dương cũng nhận ra tiểu tử này, thì ra là lương siêu con của chủ nhiệm ban chiêu thương đồng hồng ngọc đúng là oan ra ngõ hẹp, không nghĩ tới người An Đạt Văn cùng ngả mễ đụng phải dĩ nhiên là hắn. An ngữ thần đi tới đem ngả mễ kéo qua một bên. Trương Dương cười híp mắt đi tới trước mặt Lương Siêu, là ngươi A. Chiếc xe là của ngươi là cái nào? Lương Siêu đã nếm thiệt thòi từ Trương Dương, trong lòng mặc dù hận hắn nhưng hắn cũng rõ ràng đạo lý hảo hán không chấp thiệt thòi trước mắt. Trương Dương tại trước ký túc xá của thành phố ủy thị chính phủ cũng dám đánh hắn, người như thế cũng không phải là dễ trêu chọc lương siêu trợn mắt nhìn trương dương một cái không có để ý tới hắn trương dương thở dài một hơi nói người nói xem buổi tối người lái xe ra ngoài làm cái gì hả lái xe đi dạo hai chiếc xe này cũng đẹp quá đi tiền lương của mẹ ngươi so với ta cao hơn có tí chút có thể mua được nó hay sao trương đại quan nhân đủ âm trầm trước tiên nhắm ngay vào điểm yếu của người ta lương siêu vừa nghe trong lòng cũng có chút sợ hãi hắn biện bạch nói ta tự mua sách 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 thật là có bản lính đi làm chưa được hai ngày tiền lương còn không bằng ta người cũng có thể mua nổi xe này à ta mượn của bạn lương siêu biết mình nói sai nói trương dương nở nụ cười vỗ vỗ trên bả vai của tên bị thương kia hai chiếc xe đều là của ngươi ngươi thật có tiền tên bị thương kia là bàng trường đông con của cục trưởng cục tài chính giang thành bàng bân hắn cũng không muốn cho cha thêm phiền toái ta cũng mượn trương dương cười càng vui vẻ Hắn sở dĩ vui vẻ là bởi vì phát hiện hai tiểu tử này bị thương cũng không nặng, hơn nữa xe của bọn chúng lai lịch không rõ, có cái này điều kiện tiên quyết chuyện liền dễ giải quyết rồi. Vết thương trên người Bàng Trường Đông cùng Lương Siêu căn bản cũng là bị An Đạt Phan làm ra. Mới vừa rồi cảnh sát đã làm ghi chép, bởi vì ngả mễ bị thương, An Đạt Phan tựa như con thú hoang tức giận xông lên liền đem hai người đánh cho. Đừng xem An Đạt Phan yểu điệu thư sinh, xuất thủ cũng vô cùng nặng, Lương Siêu cùng Bàng Trường Đông thân thể cường tráng, Hai người hợp lực cũng không đánh lại hắn. Không bao lâu cục trưởng cục tài chính Bàng Bân, chủ nhiệm chiêu thương Đồng Hồng Ngọc tất cả đều chạy tới hiện trường. Người ta là phụ huynh, quan tâm con mình cũng là việc không thể bình thường hơn. Bàng Bân thì không sao, Đồng Hồng Ngọc đau lòng con, tới đó liền ồn ào lên, yêu cầu nghiêm trị người gây ra hỏa. Bàng Bân thấy được Trương Dương liền hơi ngây ra, Trương Dương đã cười hướng hắn chủ động nghênh đón, nam nhân trong lúc khơi thông dù sao dễ dàng hơn một chút mặc dù trương đại quan nhân cũng am hiểu khai thông cùng phái nữ có điều phần lớn là nữ nhân trẻ tuổi trương dương câu nói đầu tiên là bàng cục cũng may không có xảy ra chuyện lớn gì người bên trong thể chế giang thành ai chả biết trương dương là một nhân vật khó chơi bàng bân mặc dù cũng đau lòng cho con nhưng sau khi hiểu trương dương đứng ở phía đối phương lập tức liền làm ra quyết định chuyện này tốt nhất xử lý đơn giản làm lớn đối với người nào cũng không có lợi chương 225, cùng tắm. Bàng Bân nói, tiểu trương A, chuyện gì xảy ra vậy? Hai người Hồng Kông kia vì sao lại lái xe cảnh sát ở trên đường làm loạn lung tung, may mà không có gặp chuyện gì, vạn nhất gây ra án mạng vậy phải làm sao bây giờ? Trương Dương cười nói, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, vẫn còn ham chơi nên phát sinh chút xung đột cũng là khó tránh khỏi. Những lời này của hắn là bênh vực rõ ràng, An Đạt Phân cùng ngả mễ chủ động trêu chọc người ta, theo như hắn vừa nói là xung đột thì trách nhiệm thuộc về cả hai phía chủ nhiệm ban chiêu thương đồng hồng ngọc đi tới vừa lúc nghe được hắn những lời này đồng hồng ngọc bởi vì chuyện lần lần trước trương dương đánh con của nàng lương siêu còn canh cánh trong lòng nàng bực tức nói tiểu trương ngươi tại sao nói như thế lương siêu cùng trường đông bọn chúng hảo hảo lái xe là bằng hữu của ngươi vô duyên vô cớ lái xe đụng bọn chúng nếu không làm sao xảy ra chuyện lớn như vậy trương dương vẫn cười nói đồng chủ nhiệm chuyện đã xảy ra ngài nói phải làm sao bây giờ? Sao cho đại đội cảnh sát giải quyết? Người ta là đồng bào Hồng Kông, chúng ta còn phải cùng cảnh sát Hồng Kông liên lạc nữa, đoán chừng còn phải theo một chút trình tự, cùng lắm thì đem bọn họ trục xuất. Nếu không thì đem chuyện này đăng tin tức, đăng báo rồi TV, hảo hảo tuyên truyền rỗng rãi ra. Đồng Hồng Ngọc đã hiểu, thằng nhãi này đang đe dọa chính mình, nàng cho dù đau lòng nhi tử hơn nữa nhưng dù sao vẫn sợ ảnh hưởng, Chuyện náo lớn đối với người nào cũng không có lợi. Bàng Bân nói, quên đi, hiệp thương giải quyết đi. Trương Dương cười tủm tỉm nói, Bàng cục trưởng đồng ý nhưng đồng chủ nhiệm chưa chắc đồng ý a, à. bất quá có chuyện xin báo trước, An Đạt Văn là cháu của An lão cũng là chủ tịch hiện tại của Thế kỷ An Thái, nếu chúng ta xử lý chuyện này không tốt làm người ta tức giận, nói không chừng sẽ rút vốn khỏi Giang Thành, đến lúc đó thành phố hỏi tới nguyên nhân, thiết nghĩ cũng không che giấu được đồng hồng ngọc trong lòng cái này giận a à, trương dương thật là quá ghê tởm hắn trên danh nghĩa là phó chủ nhiệm chiêu thương nhưng đoán chừng rồi hắn sẽ có một chức vị chính đồng hồng ngọc tức giận vừa cảm thấy thật bất đắc dĩ cái này không phải bởi vì nàng sợ bối cảnh an đạt phân chủ yếu là nàng sợ chuyện náo lớn đối với mình ảnh hưởng không tốt lúc này xe của tòa soạn báo cũng tới khương lượng vẻ mặt uy nghiêm đi tới đem mấy tên ký giả quát lớn rồi vừa đuổi để cho bọn họ mau sớm rời đi chuyện gì một khi đăng báo, ảnh hưởng liền không thể tự mình khống chế. Đồng hồng ngọc rốt cục gật đầu nói, hiệp thương giải quyết đi. An ngữ thần chủ động nói muốn gánh chịu tất cả phí sửa xe cùng đồng ý bồi thường một khoản tiền thuốc thang cho bọn lương siêu. Bởi vì nguyên nhân trương dương ở chỗ này, đối phương cũng không dám lấy nhiều, chỉ là tượng trưng nhận 200 đồng tiền. Sau đó An Ngữ Thần nhịn không được khiển trách An Đạt Văn mấy câu. Thật ra thì chuyện này cùng An Đạt Văn không có nhiều quan hệ, ngả mế bình thường tính tình điên điên khùng khùng ở Hồng Kông thì không sao vừa đến Đại Lục thì cả người lại đột nhiên hưng phấn lên An Đạt văn đối với nàng lại hết sức che chở chuyện gì cũng để vì cho nên mới gây ra rồi chuyện này Khương Lượng nhìn chiếc xe cảnh sát kia bị đụng tan tành sơ mướp thật là không thể làm gì cũng may tối nay chuyện này cũng không có náo lớn hiệp thương giải quyết đối với mỗi người mới có lợi hắn chỉ vào mũi trương dương mắng tiểu tử ngu ngốc người đúng là phá xe không biết mệt mỏi Trương Dương cười nói, ta cũng phát hiện như vậy, đại khái ta cùng xe hình như không hợp. Cái này, xe này ta giúp ngươi sửa. Sửa cái rắm, sợ rằng phải đã hỏng nặng rồi. Trương Dương lái xe Jeep của mình về. Sáng sớm ngày thứ hai hắn phụng bồi hai tỷ đệ an ngữ thần đi tham bái Phật tổ xá lợi. Nam Lâm tự đã tu sửa gần xong, hiện tại Phật tổ xá lợi cũng đã mang xuống địa cung bảo tồn. Trương Dương cùng Nam Lâm tự từ trên xuống dưới hết sức quen thuộc, Phương trưởng phổ nguyên đặc biệt phụng bồi 2 tỷ đệ an ngữ thần đi cầu phúc. Trương Dương đi cùng Tam Bảo Hòa thượng nhìn một chút tình huống sau khi tu sửa xong của Nam Lâm tự. Bởi vì nơi này là công trình an gia đầu tư trọng điểm, phương diện chất lượng công trình thi hành tiêu chuẩn rất nghiêm khắc, trình độ tu sửa rất cao. Trương Dương đối với Nam Lâm tự hết thảy hết sức hài lòng. Tam Bảo Hòa thượng nói: "Trương chủ nhiệm, gần đây công nhân công xưởng dệt tới gây chuyện, kính xin ngài hướng thị chính phủ phản ứng một chút." Trương Dương cười nói, với các ngươi thì có liên quan gì, bọn họ huyên náo là nguyên bộ quảng trường buôn bán Nam Lâm tự. Tam Bảo nói, chúng ta người xuất gia cần thanh tịnh, bọn họ làm loạn như vậy đối với việc tu hành của chúng ta bất lợi. Trương Dương nhìn Tam Bảo một chút, trong lòng thầm nghĩ ta còn không biết ngươi là cái dạng gì sao, ngươi chính là một thầy tu giả danh lừa bịp mà cũng xứng nói tu hành. Tam Bảo bị Trương Dương nhìn như vậy trong lòng chuột dạ, mỉm cười nói, Trương chủ nhiệm chớ trách ta chỉ là nói chút ý kiến. Trương Dương nói, Nam Lâm tự sau này đối ngoại mở ra, các ngươi càng đừng nghĩ thanh tịnh. Trương chủ nhiệm lời ấy sai rồi, khách hành hương cùng kẻ nháo sự căn bản là hai chuyện khác nhau. Trương Dương nghĩ thấy lời của Tam Bảo cũng có chút đạo lý, dù sao sau khi khách hành hương tiến vào chùa không thể nào lớn tiếng làm ồn được, hắn thấp giọng nói, người yên tâm đi, chuyện này chính phủ sẽ sớm giải quyết, lần này An Tiểu Thư tới đây chính là vì hoàn toàn giải quyết chuyện công xưởng dệt, các ngươi đừng quản nhiều như vậy, chỉ cần đem chùa triền quản lý tốt là được. Tam bảo gật đầu. Trương Dương nói, hai ngày nữa chuẩn bị cho ta một ít Phật châu gỗ tử đàn khai quang để tặng người ta. Trương chủ nhiệm chờ một chút. Tam bảo xoay người đi, chỉ chốc lát sau liền lấy cho Trương Dương hơn 10 chuỗi khai quang Phật châu, lại đặc biệt chuẩn bị cho Trương Dương một nhóm Phật châu lớn, đây là để cho hắn treo ở trên xe trừ ta. Trương Dương vốn là không tin cái này, nhưng gần đây xe của hắn đúng là không ít tai ương. Nói không chừng Phật Châu này thật có thể giúp hắn thoát tai họa. Tam bảo thần thần bí bí nói, phương trượng tự mình khai quang, dính linh khí Phật tổ xá lợi. Trương Dương lại nghĩ tới một chuyện, Kinh Sơn quan âm viện định nhàn sư Thái muốn đến đây tham bái Phật tổ xá lợi, có thể gần đây sẽ tới. Tam bảo gật đầu nói, chuyện này ta biết, Hiệp hội Phật giáo thành phố Kinh Sơn đã liên lạc qua, hình như là cuối tuần tiến hành hoạt động trao đổi Phật giáo. Nghe nói định nhàn sư thái muốn ở thanh thai sơn tuyên bố xây am, không biết tin tức này là thật hay giả. Trương Dương nói, người nắm bắt tin tức cũng thật linh thông. Hai tỷ đệ an ngữ thần ở dưới sự hướng dẫn của phổ nguyên phương trượng đi tới bên cạnh bọn họ, phổ nguyên cũng đưa cho hai tỷ đệ bọn họ mỗi người một chuỗi Phật Châu. Trương Dương buổi sáng còn có việc, cùng phổ nguyên nói hai câu liền cáo từ rời đi. An ngữ thần cùng an đạt văn trước tiên ở Nam Lâm tự cùng Trương Dương chia tay, hai người bọn họ muốn tới phi trường đón An Đức Nguyên. Trương Dương bởi vì muốn cùng Kiều Mộng Viện ước hẹn cho nên không thể cùng đi, bất quá hắn đã giúp An Đức Nguyên sắp xếp xong xuôi địa điểm nghỉ ngơi, có điều Trương Dương là hiểu rõ An Đức Nguyên, trước khi chuẩn bị đi đặc biệt đem An Ngữ Thần gọi qua một bên, thấp giọng nhắc nhở nói coi chừng tứ thúc của người đấy. An Ngữ Thần cười ngọt ngào, yên tâm đi. Trương Dương chạy tới đập chứa nước Nam Hồ, hứa ra Dũng cùng Kiều Mộng Viện đang ở đập chứa nước câu cá, hai người hướng trương dương chào hỏi một câu hứa ra dũng cười nói người tới vừa đúng lúc nhanh đi giúp thì duy nhóm lửa thì duy lúc này đang ở bãi đất trống lắp ráp lò nướng trương dương đi tới cười hi hì nói thật không có nhân đạo ai lại để một đại khuê nữ như hoa như ngọc ở chỗ này khuân vác thì duy ngẩng đầu hướng hắn cười cười ít nói lại nhài nhanh tới giúp ta nhóm lửa trương dương đem than củi sắp xếp xong lại đổ vào một ít cồn sau đó trợ giúp thì duy từ trong xe của bọn hắn lấy ra cái bàn ăn xếp, nguyên liệu dùng để nướng đã chuẩn bị xong tất cả, thì duy lớn tiếng nói câu có cá không đó. Kiều mộng viện thu cần câu, nhìn bộ dáng của nàng là không có thu hoạch được gì. Hứa ra dũng nói, các ngươi nướng trước đi, ta tới ngay đây. Trương Dương tới dù sao cũng phải làm thêm một món ăn nữa chứ. Đang nói thì đã có cá cắn cái câu rồi, Kiều Mộng Viện vừa trở về liền đi hỗ trợ hứa ra dũng câu được một con cá nheo nặng chừng 3 cân vừa lúc dùng để làm cá nướng. Hắn đem con cá nheo rạch bụng rửa sạch rồi cầm trở lại. Thì Duy nói, tại sao lâu vậy? Hứa ra dũng mỉm cười nói, buông dậy dài mới có thể câu cá lớn. Không có chút tính nhẫn nại làm sao câu cá. Trương Dương vốn cảm thấy những lời này của hắn chút hàm nghĩa khác. Nhàn nhạt cười nói, nhưng dây dài quá cũng không được, khó kiểm soát cá sẽ ăn mất mồi rồi chạy mất. Hứa ra dũng cười nói, ta là cao thủ câu cá, tình huống như thế sẽ không xuất hiện. Kiều mộng viện xinh đẹp cười nói, người cũng không thể quá tự tin, phải biết rằng tự tin cùng tự phụ chỉ cách nhau có một ly. Hứa ra dũng ôm eo nhỏ của kiều mộng viện nói, đối với người ta là vừa tự tin vừa tự phụ. Thì Duy liền ra vẻ buồn nôn, Trương Dương liền ha hả cười một tiếng, tiếp nhận bia của kiều mộng viện đưa tới, cầm lấy một cây sâu thịt gặm, hắn không tin hứa ra dũng đối với mình có bất cứ ý tốt nào, người mời ta ăn cơm dã ngoại, ta tới rồi, muốn cho ta viên đạn bọc đường, vỏ bọc đường ta ăn, đạn pháo ta trả lại cho ngươi. Hứa ra dũng lại cười rất tự nhiên, từ ngoài mặt nhìn không ra hắn đối với Trương Dương ôm lấy cửu hật, hắn cầm lấy chai bia cùng Trương Dương đụng đụng, Trương Dương, người có chút không được à nha, mộng viện đi tìm ngươi nói chuyện về ngư mễ chi hương, thế nhưng một chút mặt mũi người cũng cũng không cho. Trương Dương cười nói, ngươi nói như vậy không đúng, chuyện đó ta nói không tính, ta ở ngư mễ chi hương không có cổ phần, chuyện này thì liên quan gì tới ta? Người nào không biết trương chủ nhiệm ngươi thần thông quảng đại? Ở Giang Thành cũng chưa có chuyện mà ngươi làm không được. Ta nào có năng lực lớn như vậy, ngươi khen ta hay là mỉa mai ta đó? Hứa ra dũng nhấp một hớp bia nói, Tô Tiểu Hồng lấy lại hoàng cung giả nhật là công lao của ngươi, chuyện này ở thương giới Giang Thành chúng ta người nào không biết ha? Có thể làm cho Chu Thủy Sinh biết điều một chút đem hoàng cung giả nhật sao ra, hơn nữa phí chuyển nhượng thấp như vậy, đây chẳng phải là năng lực. Mặc dù Tô Tiểu Hồng đối với phí chuyển nhượng nói năng thận trọng, nhưng Chu Thủy Sinh ăn cái uất ức này tránh không được liền rêu giao tố khổ nên chuyện này vẫn bị truyền ra ngoài. Ta dù sao cũng giải thích không rõ, giống như việc hoàng cung giả nhật bị thanh tra giống nhau, cảnh sát phong tỏa phòng trọ thì liên quan đếch gì đến ta tất cả mọi người nói ta là kẻ thông báo khiến cho xe của ta 3 ngày bị đập hai lần, người nói ta oan hay không. Hiện tại tốt rồi, chủ thủy sinh hắn không mở nổi nữa trở về Đài Loan lại nói là ta bắt hắn ép đi, ta coi là nhìn thấu rồi. Trên đời này vẫn còn việc không thể nói rõ lý lẽ, trương dương ta dễ khi dễ sao. Làm sao chuyện gì cũng đổ hết trên đầu ta vậy chứ. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 225